Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 563, thuyền cao tốc chạy trên mặt nước. Trình Gia Hòa lúc này cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn đã chuẩn bị xong tất cả, thế nhưng chủ tịch Vương lại không đến gặp mặt. Hắn nhìn bản tin thời sự thấy chủ tịch Vương và giám đốc Trần bắt tay thắm thiết với nhau, thế là chợt cảm thấy mũi có hơi cay. Kinh doanh cần nhanh tay lẹ mắt, phải ra tay quả quyết, nếu như có gì chậm hơn người ta nửa nhịp, chỉ sợ người ta sẽ lấy hết tiền đến khi anh kịp nhìn nhận sự việc thì chẳng phải đã không còn gì sao? Trình Gia Hòa cảm thấy tình huống lúc này tất cả đều đã muộn. Nếu như mình tiếp tục đi chậm, chỉ sợ kết quả cuối cùng chỉ có thể tham gia bữa tiệc mừng công của tập đoàn Thiên Giang mà thôi. Tốt tốt tốt. Khi Trình Gia Hòa còn đang suy nghĩ nên tiếp cận Vương Tử Quân như thế nào, đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Hắn đã khốn khổ một lần, bây giờ nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe. Phản ứng lần này của hắn thật sự rất tốt vì người gọi điện thoại đến chính là bố hắn. Gia Hòa, đàm phán với thành phố Đông Bộ thế nào rồi? Tuy giọng điệu của bố Trình Gia Hòa trong điện thoại rất bình thản giống như đang tìm hiểu tình huống, thế nhưng Trình Gia Hòa là người hiểu bố mình, hắn biết rõ đó chỉ là lời mở đầu. Lúc này chỉ sợ có không ít người hiểu rõ tình huống và báo cáo cho bố mình rồi. Bố, thư ký trưởng Lưu đã ra mặt hẹn ước, ngày mai sẽ gặp mặt dùng cơm với chủ tịch phương. Trình Gia Hòa dùng giọng cẩn thận đáp. A, à, có thư ký trưởng Lưu làm trung gian, có lẽ chủ tịch Vương kia sẽ nể mặt. Nhưng con có nghĩ đến vấn đề này không? Con đã gây náo loạn với anh ta, bây giờ dưới điều kiện ngang nhau, con dựa vào cái gì yêu cầu người ta cho ra cơ hội? Chủ tịch Trình dùng giọng điệu sắc bén nói trúng tim đen của Trình Gia Hòa. Trình Gia Hòa rất muốn biểu hiện một phen trước mặt bố mình, thế nhưng hắn cũng không dám mạnh miệng nói lung tung, thậm chí hắn cũng không thể nắm chắc, không biết trước sự việc sẽ thế nào. Hắn đã xem qua tư liệu về chủ tịch Vương, hắn cảm thấy người làm chủ ở thành phố Đông Bộ là Vương Tử Quân, hơn nữa người này lại được lãnh đạo tỉnh cho phép nắm hạng mục mỏ khoáng ở Đông Bộ. Điều này, bố, còn đưa theo Tôn Thanh Thanh là có tính toán, bố cảm thấy cho cô ta ra mặt thì Vương Tử Quân sẽ nể mặt hay không? Tuy trình gia hòa cảm thấy sự việc này chẳng có gì là hay, thế nhưng hắn vì biểu hiện mà không còn biện pháp nào khác, thế cho nên hắn đành nói lời thật lòng với bố mình audio điện tử võ tấn bền Tôn Thanh Thanh là cô diễn viên truyền hình kia sao? À, cô ta đang có một bộ phim được phát sóng, con cứ thử xem. Nhưng con đừng quên, một Tôn Thanh Thanh sẽ không giải quyết được vấn đề. Vương Tử Quân còn trẻ mà đã tiến lên vị trí này, chắc chắn sẽ là người có năng lực, không phải đơn giản như vậy là xong, thế cho nên bố khuyên con nên có chuẩn bị khác. Mong bố chỉ giáo. Chúng ta có xung đột với chủ tịch Vương chủ yếu là vì cái gì? Không phải vì Lục Hữu Đại có xung đột với tài xế của chủ tịch Vương sao? Như vậy trước khi con đi gặp chủ tịch Vương, cần phải long trọng xin lỗi tài xế của anh ta, bắt Lục Hữu Đại gánh hết tội danh, hơn nữa đại biểu cho công ty nói lời xin lỗi với ban ngành chính quyền tỉnh Sơn Nam, mong bọn họ tha thứ. Trình Gia Hòa chăm chú nghe ngóng những lời căn dặn của bố, hắn biết rõ nếu xin lỗi như vậy thì xem như làm tập đoàn Thần Hà thêm mất mặt. Bố hắn là người cực kỳ coi trọng thể diện, bây giờ cho ra hạ sách như vậy, có lẽ chỉ có một mục tiêu, chính là muốn vương tử quân có thể diện, đối phương sẽ hả giận mà bỏ qua cho mình. Bố, làm như vậy có phải là bỏ vốn quá lớn không? Trình ra hòa trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói. Không ném thịt ra thì sói không đến, lúc này giá khoáng sản đang tăng cao chóng mặt, tập đoàn thần hà chúng ta đang cấp bách cần nguyên liệu để trèo chống công ty phát triển. Lúc này kinh tế toàn cầu có hơi rung chuyển, nếu như không trèo chống chỉ sợ sẽ tạo ra lỗ thủng chí mạng với tập đoàn con hiểu rồi bố ngài cứ yên tâm hôm nay con sẽ đi xin lỗi tên thái thần bên kia trình gia hòa cung không phải không hiểu về hiện trạng của tập đoàn thần hà lúc này hắn đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề này nhớ cho kỹ làm sao cho long trọng phải có lực ảnh hưởng nhất định phải làm cho chủ tịch vương cảm nhận được thành ý của tập đoàn thần hà chúng ta yêu cầu cuối cùng của chủ tịch trình làm cho vẻ mặt trình gia hòa chợt trở nên không tốt. Hắn là nhị thiếu gia của tập đoàn Thần Hà, hắn rất ít khi xin lỗi bất kỳ người nào khác. Nhưng lúc này hắn không những phải xin lỗi, hơn nữa phải đại biểu cho cả tập đoàn gióng chống khua chiêng đến xin lỗi một lái xe, mà tất cả hành động của mình cũng chỉ vì lấy lòng một người. Vương Tử Quân Trình Gia Hòa nhìn tấm hình tràn đầy nụ cười của Vương Tử Quân trên chồng tư liệu dày cộp, hắn chợt cảm thấy mình giống như mất hết sức lực giám đốc lục có đến không? Khi thấy Hà Nhã Mật đi đến bên cạnh mình, Trình Gia Hòa trầm giọng hỏi. Giám đốc lục vừa trở về. Hà Nhã Mật biết rõ Trình Gia Hòa mất vui, nàng sợ mình nói sai sẽ làm cho Tổng Giám đốc Trình nổi giận với mình. Trình Gia Hòa gật đầu nói. Đưa anh ta đến đây, tôi có việc cần tìm. Vâng. Hà Nhã Mật giống như được đại xá, nàng nhanh chóng bước ra khỏi phòng của Trình Gia Hòa. Hai phút sau, Lục Hữu Đại ủ rũ đi vào phòng. Cô đi làm việc khác đi, tôi có chuyện cần nói với giám đốc Lục. Trình Gia Hòa vung tay lên nói với Hà Nhã Mật. Hà Nhã Mật đã có nhận thức với những gì sẽ phát sinh trong tương lai, thế là nghe xong câu nói của Trình Gia Hòa thì cảm thấy giống như nghe được tiếng trời. Có câu anh chết tôi không muốn chết, tuy có quan hệ tốt với Lục Hữu Đại, thế nhưng Hà Nhã Mật cũng không muốn mình bị mắng. Vì thế nàng ném cho Lục Hữu Đại một ánh mắt tự giải quyết vấn đề, sau đó rời khỏi phòng khách sạn đông bộ xây dựng từng gian phòng có hiệu quả cách âm rất tốt, nếu như không phải đập phá dữ dội thì sẽ căn bản không ai nghe thấy gì. Nhưng một giờ sau khi Hà Nhã Mật thấy Lục Hữu Đại, nàng chợt lắp bắp kinh hãi. Lúc này gương mặt Lục Hữu Đại có hơi mập, nhìn qua thì chỉ cần là người không ngốc sẽ biết vừa rồi trình gia hòa có hành động gì. Nhưng bây giờ Hà Nhã Mật căn bản không có tâm tư tìm hiểu nguyên nhân vì sao gương mặt Lục Hữu Đại lại sưng vù như vậy, nàng có một nhiệm vụ quan trọng cần chuẩn bị, đó chính là chuyện xin lỗi lái xe của Chủ tịch Vương sao cho thật sự long trọng. Sự thật chứng minh Trình Gia Hòa thật sự là người chú trọng chi tiết, hắn đã thông qua các mối quan hệ để biết được hành tung của Thái Thần Bân, thế là hắn nhanh chóng đi xuống cho ra một lời xin lỗi khá khí thế. Trong hành động lần này, hắn đại biểu cho tập đoàn Thần Hà chính thức xin lỗi hành động bảo vệ lẽ phải của Thái Thần Bân, đồng thời cảm ơn chính quyền huyện và thành phố vì đã bồi dưỡng một cán bộ tốt như vậy chỉ là một hoạt động xin lỗi nhưng lại kéo dài cả giờ. Sau khi xin lỗi xong thì sự việc đã chuyển đi khắp thành phố đông bộ. Tất nhiên đây cũng là hiệu quả mà Trình Gia Hòa mong muốn. Hắn muốn thông qua phương thức này để cho Vương Tử Quân có mặt mũi. Dù sao thì chỉ như vậy mới có thể làm cho Chủ tịch Vương tiêu tan bước bối với mình. Vương Tử Quân nhận được tin thì đang cười khổ ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn Lâm Dĩnh Nhi mặc một chiếc váy viền hoa, nàng thật sự kiều diễm như một đóa hoa dưới ánh mặt trời. Vương tử quân tuyệt đối không phải là loại đàn ông thấy phụ nữ đẹp không nghĩ đến những hành vi xấu xa, thế nhưng hắn cố kỵ thân phận của mình. Thế cho nên lúc này dù Lâm Dĩnh Nhi xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ xuất hiện trước mặt thì hắn cũng chỉ có thể giả làm liễu hạ huệ bình tĩnh như không. Sau khi Lâm Dĩnh Nhi đi vào thành phố Đông Bộ, Vương Tử Quân cố ý xử lý mối quan hệ của hai người sao cho có chút lạnh nhạt. Nhưng mỗi khi hắn đối diện với gương mặt nhỏ nhắn với ánh mắt tươi tắn nhìn mình chầm chầm, hắn cảm thấy nó là khảo nghiệm với ý chí sắt thép của mình trong lòng trượt sinh ra một khát vọng vô bờ thậm chí cảm giác khoái cảm làm cho hắn muốn buông tha tất cả cái quái gì mà đạo đức quy củ thật sự có một loại âm thanh xấu xa đang giật dây hắn dù sao thì hắn cũng đã có ba người tần hồng cẩm hắn cũng không quan tâm biến ba thành bốn dù hắn luôn cố gắng bảo trì khoảng cách với lâm dĩnh nhi thế nhưng tâm tình cũng khó tránh khỏi có chú đong đưa trong lòng chợt sinh ra cảm giác ham muốn khó hiểu, muốn phát sinh thứ gì đó với Lâm Dĩnh Nhi. Mạc Tiểu Bắc mang thai và đòn gõ đầu mạnh mẽ của Mạc Lão Gia Tử làm cho những suy nghĩ không an phận trước kia của Vương Tử Quân bị đánh tan. Hắn có thể bảo trì mối quan hệ thân mật với ba người tần hồng cẩm, thế nhưng cũng không thể tiếp tục dụ dỗ Lâm Dĩnh Nhi. À, tôi biết rồi. Vương Tử Quân nghe Thái Thần Bân báo cáo thì khẽ nói. Chủ tịch Vương, ý tứ của trình gia hòa giống như lát nữa sẽ đặc biệt đến thăm hỏi ngài có lẽ bây giờ bọn họ đang trên đường đi đến thái thần bân nói rồi có chút do dự chủ tịch vương anh xem việc này thái thần bân còn chưa nói hết lời thì vương tử quân đã nói được rồi chủ tịch thái không phải có bản lĩnh anh hùng cứu mỹ nhân sao cũng phải có bản lĩnh mỉm cười bỏ qua hận thù chứ chủ tịch vương đây không phải là do anh bồi dưỡng ra sao anh hùng cứu mỹ nhân, anh tử quân, anh đang trêu chọc ai vậy?" Lâm Dĩnh Nhi cười tươi như hoa, nàng mở miệng hỏi. "Dĩnh Nhi, học kỳ này như thế nào? Anh nghe phòng giáo dục nói bây giờ trình độ giáo dục ở huyện em đề cao khá nhiều, lần này thành phố tổ chức thi học sinh giỏi cấp tiểu học, hình như người đứng đầu là học sinh huyện em." "Điều này là đương nhiên, có câu dưới tay tướng mạnh không có lính hèn. Chủ tịch Vương, em trịnh trọng tuyên bố với anh, học sinh đoạt giải nhất kia không những là huyện em, còn là học sinh trường em, mà em chính là giáo viên của cậu ấy. Cũng mong ngài đừng quá mức sùng bái bản giáo viên. Lâm Dĩnh Nhi nói rồi dùng hai tay trống lên mặt bàn, hai mắt to tròn đầy kiêu ngạo nhìn về phía Vương Tử Quân. Lâm Dĩnh Nhi đứng như vậy làm cho bộ ngực ưỡn lên cao, Vương Tử Quân vô thức đưa mắt nhìn, hắn thấy ánh mắt nàng dịu dàng trong sáng, gương mặt trang nhã, nhỏ yếu nhưng cũng trói lọi và dễ gần. Nàng đứng đó giống như đột nhiên bừng sáng, thật sự quyến rũ động lòng người, nhìn qua giống như một bức điêu khắc tinh tế sáng bóng, chỉ cần nở nụ cười sẽ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tuyệt vời. Vương tử quân đối mặt với gương mặt của Lâm Dĩnh Nhi, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một cảm giác xúc động theo bản năng chợt bừng lên trong lòng. Lâm Dĩnh Nhi giống như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Vương Tử Quân, trong mắt nàng lóe lên chút hương vị hạnh phúc, nàng dùng giọng đầy tình cảm nói. Anh Tử Quân, anh làm sao vậy? Vương tử quân đối mặt với lời truy vấn đầy xảo quyệt của Lâm Dĩnh Nhi, ánh mắt hắn có chút trốn tránh. Hắn chợt phát hiện Lâm Dĩnh Nhi đang tạo ra một cái bẫy, nàng giả vờ ngốc nghếch hờn dỗi, nàng đã bắt mạch rất đúng, thế nên hắn khó thể nào kháng cự được. Hắn đành giả vờ uống nước rồi nói sang chuyện khác. Dĩnh Nhi, em tìm anh có việc gì? Lâm Dĩnh Nhi thấy ánh mắt của Vương tử quân chợt trở nên có hơi lạnh thì trong lòng giống như xuất hiện mưa đá, vừa lạnh vừa đau. Nàng có chút thất vọng, vẻ mặt cũng lạnh hơn, nàng sững sờ không lên tiếng, xem ra nàng và người đàn ông này thật sự vô duyên với nhau. Vương tử quân nhìn hai mắt u buồn của Lâm Dĩnh Nhi, hắn nào không rõ những toan tính trong lòng nàng. Hắn đành giả vờ ngu ngơ, lại nâng ly uống một hớp trà rồi dùng giọng lắp bắp nói. Dĩnh Nhi, em uống nước đi, nếu không uống được nước trà thì anh cho người lấy nước lọc. Lâm Dĩnh Nhi vẫn cho rằng một người chỉ cần có ý chí kiên định, dù làm cái gì thì ít nhất cũng có phân nửa thành công giống như nàng bây giờ vương tử quân cũng không chịu tiếp nhận tình cảm của nàng nhưng nàng khẳng định sự cố chấp của mình sẽ làm cho người đàn ông hóa đá này bị cảm hóa khi hắn nhìn nàng nàng có thể cảm nhận được chút tình cảm di động trong mắt hắn nàng tình nguyện chờ hắn chờ đến khi tiến vào trong lòng hắn vương tử quân trầm mặc một lát sau đó cuối cùng mở miệng phá vỡ bầu không khí nặng nề dĩnh nhi em làm giáo viên được hơn một năm rồi con người cũng trưởng thành hơn anh cứ tạm thời ở đó mà giả vờ làm người lớn, em đã là người lớn lâu rồi, không còn là trẻ con, anh hiểu không? Lâm Dĩnh Nhi chừng mắt nhìn Vương Tử Quân, nàng lấy từ trong túi của mình một văn kiện đặt trước mặt Vương Tử Quân. Đây là một đơn xin ngân sách, chủ yếu là dùng cho công tác xây dựng và sửa chữa trường học trong huyện. Vương Tử Quân chăm chú xem xét văn kiện, trên văn kiện đã có phúc đáp của hai cấp xã huyện, đều là đồng ý nhưng lại không có tiền. Vương Tử Quân hiểu rõ tình huống này, Tuy thành phố Đông Bộ phát triển khá tốt, thế nhưng đó cũng chỉ là nói theo kiểu tương đối, bỏ ra một khoản tài chính để đầu tư cho giáo dục cũng là một khảo nghiệm không nhỏ với hai cấp xã huyện. Lâm Dĩnh Nhi cầm tờ đơn xin tài chính này, chỉ sợ nó được hai cấp xã huyện thông qua cũng là vì nàng có quan hệ với mình, nhưng nhìn con số 400.000 trên văn kiện mà Vương Tử Quân cũng phải nhíu mày. 400.000 đối với Vương Tử Quân thì ca bản không phải là một con số lớn, hắn chỉ cần đưa bút ký thì người bên dưới sẽ cố gắng nghĩ biện pháp. Nhưng hắn cũng không phải chỉ có một mình Lâm Dĩnh Nhi, hắn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, hắn phải nhìn vào vấn đề toàn cục. Dĩnh Nhi, số tiền này. Chủ tịch Vương, dù thế nào thì anh cũng phải nghĩ biện pháp cho chúng em, nếu như không có số tiền này, đám học sinh huyện chúng em sẽ phải chịu cảnh lạnh cóng vào mùa đông. Lâm Dĩnh Nhi hiểu rất rõ về Vương Tử Quân, nàng không chờ hắn nói cho hết lời, nhanh chóng và trực tiếp chặn đường. Đa Tạ Trình Tiên Sinh, tôi nhất định sẽ nói rõ về nghĩa cử đẹp của ngài với học sinh trong huyện, cũng kính xin trình tiên sinh nếu có thời gian xuống huyện một chuyến, chúng tôi sẽ tổ chức nghi thức cảm tạ nghĩ cử cao đẹp của ngài. 4 triệu, con số này có hơi lớn. Trình Gia Hòa cảm thấy trái tim siết chặt, hắn muốn nghe răng nhếch miệng, thế nhưng lời ra khỏi miệng như nước đổ khó hốt, nếu so với hạng mục đầu tư mỏ khoáng sản thì 4 triệu xem như chút tiền phí bôi trơn cũng không là vấn đề. Vâng, vâng, cũng không cần khách khí như vậy. Trình Gia Hòa xoa xoa hai bàn tay rồi dùng giọng hùng hồn nói. Lâm Dĩnh Nhi nói lời cảm tạ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Trình Gia Hòa mới ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Vương Tử Quân. Nhưng từ đầu hắn cũng không nói về sự kiện hạng mục mỏ khoáng, hắn nói đến người Lục Hữu Đại, cố ý xin lỗi chủ tịch Vương. Vương Tử Quân cũng biểu hiện mình là người rộng lượng tiếp nhận tha thứ, tỏ vẻ đó chỉ là hành vi cá nhân của Lục Hữu Đại, không liên quan đến tập đoàn Thần Hà. Hắn đại biểu cho chính quyền thành phố đồng bộ hoan nghênh tập đoàn thần hà đến đầu tư, hắn nói rõ ràng sẽ đối xử như nhau với tất cả các nhà đầu tư, sẽ cung cấp cho bọn họ cơ hội và điều kiện tốt nhất. Hai người nói chuyện với nhau dưới bầu không khí hảo hiếu, Trình Gia Hòa thấy Vương Tử Quân vẫn luôn nở nụ cười tươi vui, thế nhưng khi nói đến chuyện liên quan đến vấn đề thực tế thì lại đánh thái cực quyền, căn bản không cho ra bất kỳ lời hứa hẹn nào. Nhưng Trình Gia Hòa cũng không nóng nảy. Hắn đàm luận với Vương Tử Quân về thực lực của tập đoàn Thần Hà, sau đó mời Vương Tử Quân đi dùng bữa cơm trưa mà hai bên đã hẹn ước từ trước. Lúc này Vương Tử Quân thật sự không thể nào chối từ, hắn sảng khoái đi theo Trình Gia Hòa đến khách sạn. Thư ký trưởng Lưu từ thành phố Sơn Viên chạy đến cũng đã chờ sẵn bên ngoài khách sạn. "Chủ tịch Vương, vị này chính là Tôn Thanh Thanh tiểu thư." Trình Gia Hòa chờ Vương Tử Quân và thư ký trưởng Lưu ngồi vào vị trí thì chỉ vào Tôn Thanh Thanh ở bên cạnh rồi nói: lúc này tôn thanh thanh mặt một chiếc váy dài màu xanh thấp ngực dáng người yểu điệu bộ ngực trắng như tuyết càng bùng ra cảm giác trưởng thành mạnh mẽ trước khi tôn thanh thanh đến tham gia bữa tiệc đã cùng bàn điều kiện rõ ràng với trình gia hòa vì thế khi trình gia hòa mở miệng giới thiệu với vương tử quân ánh mắt của nàng đã nhanh chóng đặt lên người vương tử quân tuy tôn thanh thanh đã được xem qua ảnh của vương tử quân từ trong tay trình gia hòa thế nhưng khi đối diện với vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai với nụ cười vui vẻ Nàng thầm nghĩ, cho dù không có vài trăm ngàn của trình gia hòa, có thể kết hợp với vị chủ tịch này cũng là chuyện vui với nàng, căn bản không có gì khó xử. Chào chủ tịch Vương, tôi mới đến đông bộ, kính xin chủ tịch Vương quan tâm nhiều hơn. Tôn Thanh Thanh là một người giỏi giao tiếp và liên hệ với người khác giới, trong đầu tuy có nhiều ý nghĩ rối loạn, thế nhưng ngoài miệng lại không có chút nào thất lễ. Vương Tử Quân cũng từng xem qua vài bộ phim do cô nàng Tôn Thanh Thanh này diễn xuất, nhưng ấn tượng với nàng cũng chỉ là bình thường. lúc này hắn nhìn nàng cố gắng ra vẻ ta đây, hắn khẽ cười nói. hoan nghênh tôn thanh thanh tiểu thư đi vào thành phố đông bộ. thành phố chúng tôi có khá nhiều điểm vui chơi giải trí, nếu chỉ có thời gian thì xin mời đi du ngoạn. nếu so sánh với vương tử quân thì thư ký trưởng lưu nhiệt tình hơn nhiều. vị thư ký trưởng này không những bắt tay thân thiết với tôn thanh thanh, còn hào hứng nói về bộ phim mới nhất của cô nàng này phụ nữ xinh đẹp có tác dụng bôi trơn trên bàn tiệc, dưới tiếng cười khanh khách duyên dáng của Tôn Thanh Thanh, bầu không khí bữa tiệc rất hòa hợp. Trình Gia Hòa là người làm chủ, tuy luôn mời rượu nhưng phần lớn thời gian đều chú tâm đến phản ứng của Vương Tử Quân. Hắn thấy Tôn Thanh Thanh nói chuyện càng ngày càng nóng sốt với thư ký trưởng lưu, thế là không khỏi dùng chân đá nàng hai cái. Ý nghĩ của Trình Gia Hòa đã quá rõ ràng rồi, hắn muốn nhắc nhở Tôn Thanh Thanh, nhanh chóng chuyển hướng. Tôn Thanh Thanh lại không cho rằng như vậy, nàng làm thế chẳng qua cũng là một loại kế sách lấy lui làm tiến mà thôi. Tôn Thanh Thanh là một người phụ nữ thông minh, nàng biết rõ giá trị của mình, vì thế khi đối phó với đàn ông thì nàng có thủ đoạn đặc biệt của mình. Khi thấy vương tử quân tỏ ra ôn hòa với mình, nàng cố ý tỏ ra thân cận với thư ký trưởng lưu. Thứ nhất nàng cảm thấy thư ký trưởng lưu cũng là một người có tiềm lực, thế hai nàng muốn thổi bừng lên lòng ganh tị của vương tử quân, để cho vương tử quân phải quỳ gối dưới váy của mình. Không ngờ trình gia hòa lại nhanh chóng mất kiên nhẫn như vậy, thật sự là một tên đàn ông mốc như heo. Khi trình gia hòa đá vào chân nàng, nàng thật sự thầm mắng rất oán hận. Nhưng nàng là người chịu sự ủy thác của người ta, nàng phải làm việc cho người ta, thế là nàng đứng lên bưng ly rượu đi đến bên cạnh vương tử quân rồi dùng giọng dịu dàng nói. Chủ tịch vương, tôi mời ngài một ly. Vương tử quân dù không có hứng thú kết giao với tôn thanh thanh, thế nhưng ít nhất cũng có lễ tiết rõ ràng. Lúc này hắn muốn đứng lên, nhưng tôn thanh thanh lại dùng hai bàn tay thon như ngọc để ấn vai hắn xuống, cơ thể nàng càng ghé sát vào người vương tử quân. Chủ tịch vương, ngài cũng đừng đứng lên, tuy em vừa mới đến thành phố đông bộ thế nhưng cũng biết quy củ, trong tỉnh Sơn Nam thì đứng uống rượu chính là không tính toán gì cả, nếu ngài đứng lên thì rõ ràng có ý kiến với em. Khi tôn thanh thanh dựa sát lên người, Vương Tử Quân chợt cảm nhận được một mùi hương thấm đẫm ruột gan, thế là cũng nhanh chóng sinh ra cảm giác khác thường. Khi Tôn Thanh Thanh dựa sát vào Vương Tử Quân thì thư ký trưởng Lưu cũng cười nói: "Chủ tịch Vương, đây là thành ý của Tôn tiểu thư, anh cũng không thể làm ngơ được." Vương Tử Quân cười cười vừa định lên tiếng, đúng lúc hắn quay đầu, ánh mắt chợt rơi lên khe ngực thật sâu của Tôn Thanh Thanh. Chẳng biết Tôn Thanh Thanh có cố ý hay không. Khi nàng cúi đầu thì một cặp thỏ tròn chính giống như dấu đầu hở đuôi chui vào trong mắt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn cặp thỏ trắng ngần tròn xinh mà chợt sinh ra phản ứng, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó dùng giọng thản nhiên nói: "Nếu đã như vậy thì tôi xin đa tạ ý tốt của Tôn tiểu thư." "Như vậy thì quá tốt, chủ tịch Vương, tôi rót rượu cho ngài." Chút biến đổi trên vẻ mặt của Vương Tử Quân nhanh chóng lọt vào trong mắt Tôn Thanh Thanh, thế là nàng có chút đắc ý thầm nghĩ, cho dù là chủ tịch thành phố trẻ tuổi thì như thế nào. Thấy bà cũng chỉ có đức hạnh như vậy mà thôi, trên đời này không có chó không ăn thịt, không có mèo không ăn vụng. Tôn Thanh Thanh cầm lấy chai rượu rót vào ly cho Vương Tử Quân, ngay sau đó đột nhiên bàn chân của nàng có hơi run, cơ thể chợt giống như muốn đổ vào người Vương Tử Quân. Khi ngã xuống thì nửa người của Tôn Thanh Thanh đã dựa lên người Vương Tử Quân, mùa hè ăn mặc có hơi mỏng thế cho nên xuyên thấu qua lớp vải thì Vương Tử Quân vẫn có thể cảm nhận được bộ ngực cao ngất của đối phương đặt lên người mình. Chủ tịch Vương, thật xin lỗi, không cẩn thận nên bị chật chân. Tôn Thanh Thanh đứng vững trong nháy mắt, nàng đỏ mặt nói với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nếu như còn không rõ Tôn Thanh Thanh muốn gì thì thật sự uổng công đã qua tay nhiều phụ nữ. Hắn khẽ cười nhạt với Tôn Thanh Thanh, sau đó dùng giọng hời hợt nói. Mời Tôn Thanh Thanh ngồi xuống, nếu cô ngã xuống thì Trình Tiên Sinh sẽ rất đau lòng. Trình Gia Hòa chợt cười ha hả. Chủ tịch Vương nói không sai, nếu Tôn Tiểu Thư ngã thì tôi thật sự sẽ đau lòng. Nhưng đáng tiếc là hoa rơi có ý nước chảy vô tình, tôi có đau lòng cũng vô ích, chủ yếu là Tôn Tiểu Thư sẽ không để ý đến cảm nhận của tôi. Vương Tử Quân nhìn Trình Gia Hòa biểu diễn mà nở nụ cười từ chối cho ý kiến, cũng không nói gì thêm. Thư ký trưởng Lưu cũng là cáo già trên quan trường, tất nhiên cũng hiểu Trình Gia Hòa muốn làm gì, nhưng hắn thấy nó không liên quan đến mình, thế là vẫn vui vẻ ăn uống. Một bữa cơm nửa tiếng đồng hồ, ngoài chút chuyện xảy ra khi Tôn Thanh Thanh rót rượu mời Vương Tử Quân, Tôn Thanh Thanh vẫn cố gắng biểu hiện mình là thánh nữ không nhiễm khói lửa nhân gian, cực kỳ cao quý và tiết chế. Trình Gia Hòa cũng không nói gì về hạng mục mỏ khoáng, chỉ là nói về những trò vui ở khắp Nam Bắc mà thôi. Chủ tịch Vương, không biết sau này tôi còn cơ hội đến gặp mặt ngài không? khi vương tử quân rời đi thì tôn thanh thanh khẽ lên tiếng vương tử quân nhìn vẻ mặt tôn thanh thanh hắn thản nhiên nói hoan nghênh tôn tiểu thư sau này thường xuyên đến thành phố đông bộ chúng tôi làm khách tôn thanh thanh nghe được câu trả lời lập lờ nước đôi của vương tử quân thì trong lòng có chút đắc ý nàng là một người phụ nữ nàng không tin có đàn ông thoát khỏi váy của mình mà vương tử quân trả lời như vậy rõ ràng có một chút ý nghĩ biểu hiện khi xe vương tử quân chậm rãi chạy đi trong khách sạn đông bộ chỉ còn lại trình gia hòa và tôn thanh thanh trình gia hòa nhìn xe vương tử quân chạy đi xa hắn khẽ cười nói thanh nhi thế nào có nắm chắc không tôn thanh thanh dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía trình gia hòa sau đó nàng cười nói trình nhị thiếu gia ngài thấy sao tôi cảm thấy mình có nên gửi một triệu đến tài khoản của cô không trình gia hòa cười hì hì sau đó khẽ vươn tay giữ lấy vòng eo thon của tôn thanh thanh tôn thanh thanh cũng không từ chối cái ôm của trình gia hòa nàng nhanh chóng ảo vào lòng hắn nên chờ chút con người của em tuy thích tiền nhưng cũng có quy củ của mình đó chính là không công sẽ chẳng hưởng lộc nếu không làm xong việc thì em sẽ không nhận tiền của người ta hi hi bảo bối thanh nhi người khác thì anh không tin thế nhưng em và anh còn chưa đủ tin nhau sao trình gia hòa nói đùa một câu sau đó ngón tay đưa lên bộ vị cao ngất của tôn thanh thanh rồi cười nói thế nào vị chủ tịch vương vừa rồi có phản ứng không khanh khách tôn thanh thanh giữ lấy bàn tay của trình gia hòa nàng chỉ cười mà không đáp nhưng nụ cười của nàng tràn đầy kiêu ngạo đó là sự kiêu ngạo vì sức quyến rũ của mình vương tử quân ngồi trên xe mà có chút chóng mặt tuy hắn uống rượu nắm chắc mức độ thế nhưng lúc cuối cùng thư ký trưởng lưu mời một ly cũng xem như uống nhiều Trình gia hòa kia rõ ràng đưa theo một viên đạn bọc đường với mình. Vương Tử Quân nghĩ đến điều này mà trong lòng không khỏi nghĩ đến tình huống Tôn Thanh Thanh dựa sát ngực lên vai mình, thế là trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác khác thường. Tuy hắn có kinh nghiệm hai đời, thế nhưng sau khi trọng sinh thì hắn vẫn là một người đàn ông, hắn vẫn có những phản ứng cố hữu của một người đàn ông. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Tử Quân cầm điện thoại lên xem, phát hiện người gọi đến là thư ký trưởng Lưu chào thư ký trưởng lưu vương tử quân đã đoán được ý nghĩa cuộc điện thoại của thư ký trưởng lưu thế nhưng vẫn mỉm cười nói với đầu dây bên kia chủ tịch vương thế nào anh uống nhiều quá rồi sao thư ký trưởng lưu dùng giọng vui vẻ nói vào trong điện thoại vương tử quân vội vàng nói cũng khá nhiều đủ để chóng mặt quay cuồng thư ký trưởng lưu thì thế nào hôm nay thật sự không tiếp đãi thư ký trưởng chu đáo đợi hôm khác anh đến thành phố đông bộ Chúng tôi nhất định sẽ cử người để cho thư ký trưởng không say không về. Ha ha ha, chủ tịch Vương, anh nói vậy làm tôi sợ không dám đến đông bộ. Hôm nay vừa vặn có cơ hội, hai bên uống như vậy là được rồi, nếu uống để một bên chết ngất, sợ rằng sẽ sinh ra thất thố. Thư ký trưởng Lưu rất quan tâm đến thuật dưỡng sinh, hắn nói vài câu liên quan đến chuyện giữ gìn sức khỏe với Vương Tử Quân, sau đó dặn dò Vương Tử Quân nên chú ý đến sức khỏe. Hai người hàn huyên thêm một lúc, thư ký trưởng Lưu Trật thay đổi chủ đề. Chủ tịch Vương, kết giao ngắn mà nói chuyện sâu, điều này là tối kỵ. Tôi có một câu, nếu như nói ra có gì không đúng thì cũng kính mong chủ tịch Vương thông cảm bỏ quá cho. Thư ký trưởng Lưu, xem anh nói kìa, tôi còn trẻ, sau này cần anh chỉ giáo nhiều hơn, nếu như ngài có lời không nói ra, như vậy cũng không xem tôi là bạn bè. Vương tử quân thầm nghĩ đã đến lúc nói đến chuyện chính sự rồi. Chủ tịch tử quân, Mặc kệ anh có nhìn ra vấn đề hay không, nhưng tôi đã thấy rõ nhị công tử thật sự có ý nịnh bợ cậu. Thư ký trưởng Lưu dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. "Chủ tịch Tử Quân, có câu hoa nhà không thơm bằng hoa dại, tôi đây cũng không nói nhiều lời, chỉ có một câu thế này, tuy hoa dại thơm thật, thế nhưng nó lại có nhiều gai, có thể đâm chảy máu." Vương Tử Quân hiểu ý của thư ký trưởng Lưu, lúc này hắn lại tăng thêm chút hảo cảm với thư ký trưởng Lưu. Trên quan trường có rất ít người nói thật dù đối phương nói như vậy có mục đích gì, ít nhất thì vương tử quân cũng thấy đối phương có ý nghĩ chân thành. Cảm ơn anh Lưu đã nhắc nhở, tôi biết rõ điều này. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi thản nhiên nói. Như vậy thì quá tốt, thật ra, chủ tịch tử quân, dù là ngôi sao này nọ thì cũng là phụ nữ, chỉ cần tắt đèn thì cũng căn bản không khác gì nhau. Hơn nữa loại phụ nữ thế này cũng chỉ là xe công cộng mà thôi. Vương tử quân nghe một lời của người từng trải như thư ký trưởng Lưu thì cười cười rồi nói. À, anh nói rất đúng, tôi cũng không sợ nói với anh, loại phụ nữ này là bàn trải đánh răng đã được người ta sử dụng, ở phương diện này tôi lại thích sạch sẽ. Ha ha ha, thư ký trưởng Lưu hiểu ý của Vương tử quân, hắn cười lớn rồi nghiêm trang nói. Chủ tịch Vương, có phải anh đã có quyết định với chuyện đầu tư của tập đoàn Thần Hà? Xem như hai anh em chúng ta trao đổi, cũng coi như thông nhất hơn. Thư ký trưởng, vẫn là câu nói kia của tôi, chúng tôi hoan nghênh tất cả nhà đầu tư đến thành phố Đông Bộ, nhưng đến thành phố này thì bọn họ phải làm theo quy củ của chúng tôi. Vương Tử Quân nói, lại nói tiếp. Trong tỉnh có ban kêu gọi đầu tư, thành phố cũng có ban ngành kêu gọi đầu tư, tôi là một chủ tịch thành phố cũng không thể thò tay quá dài. Nhưng nếu tập đoàn Thần Hà muốn đầu tư, tôi xem bọn họ và tập đoàn Thiên Giang ai có thành ý hơn. Chương 564, vợ mình luôn tốt. Thư ký Trưởng Lưu cười ha hả vài tiếng, lại từ chối cho ý kiến với lời nói của Vương Tử Quân. Mà Vương Tử Quân căn bản không nói thêm điều gì với lời phản ánh của thư ký Trưởng Lưu, hắn đã đến địa vị hiện tại, có một số việc không cần phải xem vào vẻ mặt người khác. Chủ tịch Vương, gần đây thành phố Đông Bộ thật sự cho ra nhiều cán bộ tốt, tôi nghe nói phòng tổ chức tỉnh ủy cố ý chọn một vị lãnh đạo phó phòng từ cơ sở mà cán bộ của thành phố Đông Bộ có tiếng hô rất cao. Vương Tử Quân nghe thấy thư ký trưởng Lưu mở miệng thay đổi chủ đề TFS vẻ mặt chợt biến đổi, bây giờ bố cục của hắn ở thành phố Đông Bộ đã cơ bản hoàn thành. Tuy Đồng Quốc Khánh vẫn là người nắm quyền lợi của người đứng đầu thành phố, thế nhưng nếu có việc gì đó mà Vương Tử Quân không gật đầu thì Đồng Quốc Khánh ít nhiều cũng phải kiêng kỵ. Thậm chí nếu hắn cố ý cản trở, chỉ sợ sự việc mà Đồng Quốc Khánh muốn thúc đẩy sẽ căn bản không thành nếu có người từ trong thành viên ban ngành của thành phố Đông Bộ đi ra ngoài, như vậy sẽ có một hiện tượng mới phát sinh. Tuy trong đầu vương tử quân có nhiều ý nghĩ quay cuồng, thế nhưng hắn vẫn tươi cười nói. Thư ký trưởng Lưu, không phải tôi là chủ tịch thành phố thì mèo khen mèo dài đuôi, tố chất của cán bộ TSP Đông Bộ chúng tôi tuyệt đối là hạng nhất, sau này thư ký trưởng nếu có cơ hội gì cứ nghĩ đến chúng tôi một chút. Điều này thì chủ tịch tử quân cứ yên tâm. Thư ký trưởng Lưu nói thêm hai câu với Vương Tử Quân thì cúp điện thoại. Dù phó phòng tổ chức tỉnh ủy cũng chỉ là cấp phó sở, thế nhưng lực hấp dẫn của nó với đám thường ủy thị ủy đông bộ là rất lớn, là một vị trí cực kỳ thu hút ánh mắt, chỉ sợ ngoài Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh ra thì khó ai có thể chịu đựng được lực hấp dẫn này. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ nhưng Vương Tử Quân vẫn dựa lưng lên ghế, hắn dù không có căn cứ chính xác, nhưng hắn nhìn vào đó và thấy dấu vết của Đồng Quốc Khánh. Quyền nhân sự Vương tử quân nghĩ đến ba chữ này thì thật sự có chút khổ sở. Tuy hắn dựa vào sự cố gắng của mình đã khống chế được đại bộ phận quyền lực ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng một chiêu của Đồng Quốc Khánh lại làm cho trận doanh của hắn nhanh chóng rối loạn. Vương tử quân càng nghĩ sâu càng thấy thủ đoạn bất phàm của Đồng Quốc Khánh, bây giờ trong đám thường ủy thị ủy phần lớn là thành viên tổ chức cũ của Tiết Diệu Tiến, người được xưng tụng là đáng tin với mình chỉ có ba người Trúc Vu Bình, Tôn Quốc Lĩnh và Lữ Hạ Cường. Những người khác như La Kiến Cường, Bành Quang Vinh, tuy bọn họ cũng nghe lời mời của mình, thế nhưng sẽ tuyệt đối không vì mình mà bỏ qua tương lai chính trị tốt đẹp. Một vị trí phó phòng tổ chức cũng đủ để cho đám người La Kiến Cường phản bội lại Vương Tử Quân, sách lược của Đồng Quốc Khánh hay ở chỗ là dù anh biết rõ mục đích của đối phương, thế nhưng anh vẫn không tự chủ được mà vẫn phải chạy theo truy đuổi. Càng là lúc này thì Vương Tử Quân càng khó xử, nếu như mình giúp đỡ người này thì sẽ làm cho người khác phản đối mình. Lúc này không chỉ là tranh chấp của các vị phó chủ tịch thường ủy, chủ yếu là giữa ba vị phó bí thư thành phố với nhau. Vương tử quân có thể dựa vào uy vọng của mình để áp chế đám người tôn quốc lĩnh, nhưng đám người la kiến cường, bành quang binh đều là cán bộ thâm căn cố đế ở thành phố Đông Bộ. Lúc này bọn họ nghĩ đến lợi ích của bản thân và căn bản sẽ khó thể nào nghe lời vương tử quân. Còn Trúc Phu Bình, người này mới lên làm phó bí thư thị ủy chưa lâu, không nhất định có hy vọng, thế nhưng hắn là phó bí thư chủ khảo công tác tổ chức, hắn có khá nhiều ưu thế ở trên nhiều phương diện. Một pháo giết hai sĩ, Đồng Quốc Khánh thật sự giỏi mưu tính. Vương tử quân thầm cảm khái về chiêu thức của Đồng Quốc Khánh, đồng thời cảm thấy khá khổ sở, cũng có thêm chút bội phục. Đồng Quốc Khánh chơi trò này không sợ mình nhìn thấu, dù là mình nhìn rõ thì người ta cũng đường đường chính chính ra tay mà không sợ ai. Nếu có người hỏi Đồng Quốc Khánh làm vậy có mục đích gì, hắn sẽ nói cán bộ thành phố đông bộ đều là nhân tài, đều có thể tiến xa hơn. Hắn là bí thư thị ủy đông bộ, chức trách của hắn là đề cử những nhân tài này ra ngoài, để cho bọn họ đi về vị trí quan trọng hơn. Đồng Quốc Khánh nói ra như vậy tuyệt đối sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, dù là những người hiểu rõ về sự kiện này cũng sẽ tiến lên tranh chấp với nhau. Không khác so với dự đoán của Vương Tử Quân, giữa trưa ngày hôm sau Bành Quang Binh đến phòng làm việc của hắn. Vương Tử Quân và Bành Quang Binh gần đây có quan hệ rất tốt, khi không có việc gì thì thường xuyên đến phòng nói vài lời tán gẫu. Chủ tịch Vương, hôm qua tôi tham gia một hội nghị về công tác tuyên truyền trên tỉnh, lãnh đạo tỉnh có chút không hài lòng về công tác tuyên truyền ở thành phố đông bộ chúng ta. Đặc biệt là trưởng phòng nhạc dùng giọng không khách khí nói về công tác tuyên truyền của thành phố chúng ta, nói rằng chưa đạt đúng trọng điểm, trong thành phố có nhiều chuyện tiên tiến, thế nhưng không đưa tin ra ngoài, Bành Quang Binh ngồi xuống chiếc ghế sa lông đối diện với Vương Tử Quân, hắn vừa uống trà vừa cười nói. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Bành Quang Binh, nhưng Bành Quang Binh đã đi đường vòng thì hắn cũng không ngốc để chủ động nhắc đến chuyện này. Hắn cười cười nói, Bí Thư Bành, đây là yêu cầu nghiêm khắc của lãnh đạo với thành phố chúng ta. Theo tôi thấy thì công tác tuyên truyền ở thành phố chúng ta đã làm rất khá, đặc biệt là cho ra nhiều cống hiến ở phương diện đưa tin phát triển kinh tế, thật sự làm cho danh tiếng của thành phố thêm mạnh mẽ. Ôi, Chủ tịch Phương Ngài nếu là trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy thì tốt quá rồi, nhưng những lời này của Ngài chỉ là chúng ta tự nói với nhau thì được, cũng không thể nói ra bên ngoài, nếu không người ta sẽ cho rằng chúng ta mèo khen mèo dài đuôi. Bành Quang Binh vừa nói vừa cười, rõ ràng vẫn rất vui vì lời nói khẳng định công tác của phòng tuyên truyền thị ủy của Vương Tử Quân. Vương tử quân hiểu tâm tư của bành quang minh, vì vậy hắn tươi cười nói. Cũng không thể nói như vậy, câu cửa miệng chính là vợ mình luôn tốt, dù sao đó cũng là vợ mình, chúng ta cũng không thể không khích lệ người nhà mình một câu. Nếu không thì sẽ rơi vào tình huống tự mình xem thường mình, như vậy còn có thể trông cậy vào người ngoài khích lệ sao? Ha ha ha! Bành quang minh cười rất lớn, sau đó hắn dừng cười rồi nói với vương tử quân. Chủ tịch vương, những lời này của anh tốt nhất nên nói với trưởng phòng triệu, vì khi chị ấy quay về thì luôn tỏ ra buồn bực. Sau khi cùng Vương Tử Quân nói về vài ý kiến để đẩy mạnh công tác của phòng tuyên truyền thị ủy, Bành Quang Minh chợt nói. Chủ tịch Vương, tôi là người thích đi thẳng vào vấn đề, thế cho nên hôm nay cũng không muốn đi đường vòng với anh. Bây giờ tôi đã 52 tuổi, nếu như có thể tiến lên cấp giám đốc sở thì còn có cơ hội công tác thêm vài năm, nếu như không được thì chỉ sợ sau này sẽ phải quay về phát huy tác dụng trong hai ban ngành mặt trận tổ quốc và hội đồng nhân dân mà thôi. Vương tử quân không nói thêm điều gì, hắn biết rõ bành quang binh sẽ nói những gì tiếp theo, thế nhưng hắn cũng không có lý do gì ngăn cản bành quang binh tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch Vương, phòng tổ chức tỉnh ủy rất có thể sẽ chọn một vị phó phòng từ trong nhóm cán bộ thành viên ban ngành của thành phố đông bộ chúng ta, tôi thật sự rất động tâm với vị trí này. Chủ tịch Vương, nếu như có người trưng cầu ý kiến của anh, kính xin anh nói tốt cho tôi vài câu. Vương Tử Quân nhìn gương mặt với nụ cười sáng lạn của Bành Quang Binh, hắn khẽ gật đầu nói. Bí thư Bành, việc do người làm, nếu như trong tỉnh thật sự có tính toán cho anh đến công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy, tôi sẽ dơ hai tay đồng ý. Mọi người nói đi theo cán bộ phòng tổ chức thì sẽ luôn cầu tiến, có anh Bành công tác trên tỉnh, tôi dù không muốn cầu tiến cũng khó. Bành Quang Binh càng nở nụ cười sáng lạn. Chủ tịch Vương, tôi mượn câu nói may mắn của ngài, nếu như thành công sẽ mời anh uống vài ly rượu nhạt. Vương tử quân dùng giọng nghiêm nghị nói. Bí thư bành, có một số việc một là chúng ta không làm nếu không thì làm là phải thành công. Bây giờ đã có tin tức như vậy, chắc chắn bí thư đồng sẽ cố gắng tranh thủ cho cán bộ trong thành phố chúng ta. Nhưng sự việc này có liên quan đến phương diện quyền lợi, tôi cảm thấy tốt nhất nên có chút tác động đến trưởng phòng hứa trên tỉnh. Bí thư đồng là người có quan hệ tốt với trưởng phòng hứa, tôi cảm thấy anh cũng nên đến tranh thủ sự trợ giúp của bí thư đồng là vừa. Hai mắt bành quang binh chợt lóe lên, hắn cười ha hả nói. Chủ tịch Phương, đa đả anh đã chỉ điểm, sau này nếu có thời gian sẽ nhất định báo cáo ý nghĩ này với bí thư đồng. Bành Quang binh tiếp tục nói chuyện hơn 10 phút mới cất bước rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn hình bóng của Bành Quang binh, hai hàng chân mày càng nhíu chặt vài phần. Bây giờ người đến là Bành Quang Binh, hắn tin tưởng không bao lâu nữa thì La Kiến Cường và Trúc Vu Bình cũng sẽ đến tìm mình, cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của mình. Hai người kia lại không dễ đuổi đi như Bành Quang Binh, nếu hắn nói lời giúp đỡ thì tất nhiên ai cũng vui vẻ, nhưng nếu sự việc nói lời giúp đỡ với ba người truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khó tránh khỏi chút khúc mắc trong lòng mọi người. Vương Tử Quân luôn suy tư về vấn đề này, tuy hắn cảm thấy mình không nên để người ta dùng dây thừng kéo đi, thế nhưng hắn lại không thể không thừa nhận chính mình bây giờ cũng không có biện pháp gì hay. Dù sao thì hắn cũng chỉ là người, không phải là thần. Khi vương tử quân đang cảm thấy cực kỳ phiền não thì điện thoại vang lên, hắn nhìn dãy số gọi đến, hắn cố tình không muốn nghe máy, thế nhưng hắn trầm ngâm dây lát và vẫn phải cầm điện thoại lên. Alo, tôi là vương tử quân. Chào chủ tịch vương, đã lâu rồi không liên hệ với cậu, bây giờ cậu có vẻ bừng bừng tinh thần đấy nhỉ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cởi mở của Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến đã về hưu, bây giờ xem như hoàn toàn rút khỏi vòng tròn chính trị ở thành phố Đông Bộ, lúc này Vương Tử Quân tuyệt đối không ngờ Tiết Diệu Tiến lại gọi điện thoại cho mình, thế là hắn tươi cười nói. "Chào bí thư Tiết, đã lâu rồi ngài chưa quan tâm đến một người cấp dưới như tôi, bây giờ ngài thế nào rồi, có khỏe không?" "Bây giờ tôi rất thoải mái, ngoài việc đọc sách thì là rèn luyện cơ thể, khá hơn trước kia rất nhiều." Tiết Diệu Tiến tuy vẫn nói khá lớn như trước nhưng lúc này Vương Tử Quân nghe vào tai lại có chút rông dài. Sau đó Vương Tử Quân nhanh chóng mở miệng hỏi thăm về vợ con của Tiết Diệu Tiến, cuối cùng Tiết Diệu Tiến bên kia trầm giọng nói: "Chủ tịch Tử Quân, tôi có nghe nói trong tỉnh cố ý điều một vị cán bộ thường ủy của thành phố Đông Bộ về tỉnh làm phó phòng tổ chức phải không?" Nếu là người khác thì Vương Tử Quân có vài lời không thể nói ra, nhưng Tiết Diệu Tiến là người đã rời khỏi võ đài chính trị của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân cảm thấy có vài lời có thể nói với Bí thư Tiết. Hắn cười nói: "Bí thư Tiết, chuyện này tôi cảm thấy không thể nào gạt được ánh mắt như đuốc của ngài." Ha ha ha. Tiết Diệu tiến cười cười, lão tất nhiên hiểu ý nghĩa lời nói đi đường vòng của Vương Tử Quân. Lão gọi điện thoại cho Vương Tử Quân chủ yếu không phải chỉ nhìn thấu sự việc này, còn nói vài lời giúp cho người khác. Bây giờ Vương Tử Quân nói như vậy, lão cũng căn bản không thể nào giả ngu được. Tử Quân cậu có tìm ra được điều gì từ sự kiện lần này không? Tiết Diệu Tiến cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vương Tử Quân, lão thay đổi chủ đề, trầm giọng nói. Nhờ hồng phúc của bí thư Tiết, tôi thật sự nghĩ ra được khá nhiều vấn đề. Vương Tử Quân cũng không khách khí với Tiết Diệu Tiến, hắn dùng giọng gọn gàn dứt khoát nói. Tiết Diệu Tiến nói, Tử Quân, cậu là người có năng lực, có tư chất, hơn nữa cực kỳ giỏi giang ở phương diện phát triển kinh tế, thật sự không ai bằng, nhưng dù sao cũng có khuyết điểm bây giờ bí thư đồng cho cậu một bài học tôi cảm thấy như vậy là rất tốt đôi khi con người ta tiếp nhận một bài học cũng không tệ vương tử quân thừa nhận tiết diệu tiến nói rất đúng nhưng dù sao bị người ta xỏ mũi dẫn đi cũng không phải là việc gì sảng khoái hắn cười cười nói tôi hiểu những đạo lý to tát này nhưng thưa lãnh đạo bây giờ tôi cần một đối sách phù hợp đối sách cậu tự mình nghĩ ra đi đầu óc của cậu còn tốt hơn cả tôi nhiều Chủ tịch tử quân, có một số việc cậu phải nắm được bản chất, khi đó nó sẽ không còn khó giải quyết nữa. Đúng rồi, hôm nay tôi gọi điện thoại cho cậu, mục đích chủ yếu là nói với cậu, bí thư la kiến cường khá tốt, nếu có thể thì cậu phải làm bá nhạc đẩy anh ấy một chút vào đúng thời điểm. Tiết Diệu Tiến nói ra mục đích gọi điện thoại của mình, sau đó cúp điện thoại. Vương Tử Quân nhìn chiếc điện thoại tĩnh lặng trên bàn làm việc, gương mặt trở nên rất ngưng trọng. Bây giờ La Kiến Cường và Bành Quang Binh đã để lộ tâm cơ với chính mình, Trúc Phu Bình không bao lâu nữa sẽ chạy đến bản về vấn đề này với mình mà thôi. Chuyện này đối với Đồng Quốc Khánh thì rõ ràng là cực kỳ có lợi, dễ dàng xử lý, dù sao thì hắn cũng không có mối liên hệ mật thiết với ai trong số ba người Bành Quang Binh, La Kiến Cường và Trúc Phu Bình. Hơn nữa nếu một người ra đi thì một vị trí phó bí thư sẽ để chống, thế cho nên hắn muốn nắm sự việc này để cho ra một trao đổi tốt với trưởng phòng hứa tiền giang vương tử quân có chút trầm ngâm hắn lắc lắc đầu đồng quốc khánh đã quyết định khuấy đục chuyện này nếu muốn giải quyết cho tốt thì tốt nhất nên ra tay đúng điểm nóng hứa tiền giang dù là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thế nhưng trên rất nhiều chuyện cũng không thể nào tự cho ra quyết định còn chính mình thì vương tử quân khẽ gõ tay xuống mặt bàn ánh mắt rơi lên một phần văn kiện hắn nhìn nó mà trong lòng chợt có ý nghĩ mới vương tử quân nhìn bộ dạng của trúc phu bình hắn cười ha hả nói anh Trúc ơi là anh Trúc, tôi xem như phục anh, có phải anh thấy tôi mở tiệc ở khách sạn nhỏ này nên muốn vung tay cho qua không? Tôi nói cho anh biết, như vậy là không được, đến lúc tôi quay về thì nhất định phải tìm khách sạn thật sang để mở tiệc đón gió tẩy chân. Hai người uống vài ly rượu, bầu không khí trong phòng thoải mái hơn rất nhiều. Vương tử quân uống cạn ly của mình, sau đó hắn cười nói. Người sáng mắt không nói láo, lần này tôi ra ngoài tổ chức hội trợ kêu gọi đầu tư, thứ nhất là vì đẩy mạnh phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ, thứ hai anh có biết là gì không? Trúc Phu Bình thầm hiểu tâm tư muốn rời khỏi thành phố Đông Bộ để đi kêu gọi đầu tư của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại nói ra như vậy. Hắn trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói. Tôi biết rồi, anh không muốn rơi vào tình huống khó khăn khi bị kẹp giữa đám người chúng tôi. Anh Trúc nói đúng, có cầu bàn tay đều là thịt, tuy chúng ta thật sự thân thiết và dày thịt hơn một chút, thế nhưng tôi cũng có quan hệ không tồi với bí thư la và bí thư bành. Bây giờ ba người các anh tranh chấp với nhau, tôi bị kẹp ở giữa cũng không biết hướng về ai cho phải. Vương tử quân cầm lấy ly rượu nâng lên mời Chúc Phu Bình, sau đó uống cạn ly. Anh chúc anh biết lần này trong ba người ai có khả năng lớn nhất không? Vương tử quân cũng không chờ Trúc Phu Bình lên tiếng, hắn nâng ly lên rồi hỏi. Trúc Phu Bình trầm ngâm dây lát rồi nói. Bí thư La, dù sao thì anh ấy cũng là người có lý lịch mạnh nhất. Không phải, anh là người có khả năng nhất." Vương Tử Quân khẽ dựa lưng ra sau ghế, sau đó hắn cười nói, "Bí thư Đồng nhất định sẽ đề cử anh." Trúc Phu Bình tuy rất động tâm với chức vụ phó phòng tổ chức, thế nhưng hắn cảm thấy sức cạnh tranh của mình là rất nhỏ, dù sao hắn mới là phó bí thư nắm công tác tổ chức được nửa năm, không có khả năng tiếp tục tiến lên. Nếu như là người khác nói thì Trúc Phu Bình nhất định sẽ cười nhạt cho qua, nhưng lúc này Vương Tử Quân lên tiếng, hắn chợt sinh ra cảm giác không thể không tin. Trúc Phu Bình nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, thế là tâm tư nhanh chóng xoay tròn. Hắn cũng là người thông minh, bây giờ được Vương Tử Quân vạch ra một lớp cửa sổ, hắn nhanh chóng hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy. Trúc Phu Bình trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói: "Chủ tịch Vương, chuyện này tôi xin nghe ngài." Bí thư Trúc sự kiện này căn bản không ai có thể thay thế anh cho ra quyết định, anh nên suy nghĩ xem nên đi hay không. Vương tử quân đặt ly của mình xuống rồi nói. Phó phòng tổ chức tỉnh ủy là một vị trí tốt, anh chỉ cần ngồi vài năm sẽ tiến lên làm giám đốc sở. Trúc Phu Bình hiểu rõ điều này, nhưng có một điều hắn càng hiểu rõ hơn, chính là càng lên cao thì đường đi càng hẹp. Tuy tiến lên làm phó phòng tổ chức là một lựa chọn rất tốt, thế nhưng nếu ở vị trí đó mà không được ai đề bạt, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi tình huống này không phải không có vương tử quân nhìn vẻ mặt của trúc phu bình hắn thầm hiểu đối phương do dự cái gì nhưng hắn cũng không nói điều gì tuy hắn và trúc phu bình có quan hệ rất tốt thế nhưng ở trên sự kiện này hắn cũng không muốn làm người khác khó chịu chủ tịch vương tôi sẽ thật sự suy xét trúc phu bình nhìn vương tử quân hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói vương tử quân gật đầu nói anh nên suy xét cho tốt, dù sao đó cũng là một cơ hội tốt." Vương Tử Quân nói xong cũng không tiếp tục nhắc đến vấn đề này, sau đó chuyển chủ đề sang câu chuyện khác. Nhưng hai người dù cố gắng tạo ra bầu không khí tốt đẹp thì cũng không thể nào quay về trạng thái náo nhiệt như lúc đầu. Cuối cùng hai người tuy uống cạn chai rượu nhưng buổi tụ hội không thể không kết thúc bằng hai chữ thất bại. Vương Tử Quân ngồi trên xe của mình và gương mặt liên tục biến đổi, lúc này hắn cảm thấy rất một ngạt thế nhưng Đồng Quốc Khánh là người có sức mạnh trong sự kiện lần này, dù mình có làm thế nào cũng không hơn được. Nếu như Vương Tử Quân giúp đỡ một bên, hai bên còn lại sẽ đều có ý kiến với hắn, nếu không ủng hộ ai thì ba bên sẽ sinh ra tranh chấp. Tuy hành động rời khỏi thành phố đông bộ của hắn là tốt, thế nhưng ba vị phó bí thư Trúc Phu Bình sẽ quấn lấy nhau. Vương Tử Quân phải làm thứ gì đó, nếu không thì sự việc thật sự sẽ đến mức làm cho người ta cảm thấy nín thở. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn vô thức cầm điện thoại lên xem, hắn nhìn qua một vài người trong danh bạ, sau đó tùy ý bấm số. Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình mà chợt sững sờ, mình vô tình bấm số của Mạc Tiểu Bắc. Bây giờ mình có tâm tình như vậy, chẳng lẽ sẽ thổ lộ hết với Mạc Tiểu Bắc sao? Alo, anh Tử Quân à? Giọng nói trong trẻo của Mạc Tiểu Bắc từ đầu dây bên kia truyền đến. Là anh đây, em đang làm gì vậy? Vương Tử Quân cố gắng áp chế những chuyện phiền lòng, hắn dùng giọng dịu dàng nói: "Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể thành thật ở nhà mà thôi. đều tại anh cả. Nói chuyện em có mang cho ông biết. Bây giờ em chỉ có thể ở nhà, cũng không được làm gì. Ông vì muốn dám thì em, thế cho nên còn đưa cả mẹ đến đây." Vương Tử Quân nghe mặc tiểu bác dùng giọng hờn dỗi nói, trong lòng chợt cảm thấy tốt hơn khá nhiều, tâm tình rối loạn lúc vừa rồi cũng xem như tiêu tán đi không ít. Vương tử quân thấy biện pháp bảo vệ của ông tuy có hơi quá, thế nhưng hắn thật sự ủng hộ như vậy, thế là hắn cười khuyên nhủ. Tiểu Bắc, tất cả đều là vì em mà thôi, thế này nhé, lúc không có việc gì thì chịu khó đọc sách, đi dạo, 7-8 tháng sẽ qua nhanh thôi. Anh nói thì dễ nghe lắm, nếu không anh đến thử xem. Sau khi có con thì mặc tiểu Bắc có vẻ cởi mở hơn, tuy đối với người khác thì vẫn như bình thường, thế nhưng với vương tử quân thì lại có vài phần quấn quyết si mê. Vương Tử Quân cũng thầm nghĩ, dù anh có muốn cũng không có được công năng như vậy. Nhưng hắn là người từng trải, tất nhiên sẽ hiểu Mạc Tiểu Bắc đang bực bội, thế nên nhanh chóng nói vài câu làm cho nàng nở nụ cười. Chồng, hôm nay anh gọi điện thoại cho em, có phải gặp chuyện gì phiền lòng không? Mạc Tiểu Bắc nói vài lượt về việc mình được người nhà bảo vệ một cách quá mức, sau đó nàng đột nhiên hỏi. Không có, anh nào có gặp chuyện gì không vui? Vương Tử Quân chợt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại dùng giọng che giấu nói những chuyện phiền lòng thế này chính hắn giữ lấy thì hay hơn nếu để cho mạc tiểu bắc biết được chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến con nhưng chẳng biết có phải vì trình độ nói dối của chủ tịch vương quá kém hay không mạc tiểu bắc căn bản không tin tưởng lời nói của hắn trước kia đến lúc tan tầm anh mới gọi điện thoại cho em lúc này khác thường như vậy nhất định là có vấn đề anh nói đi tuy không giúp được gì cho anh thế nhưng có một vài việc giấu trong lòng cũng không phải tốt trong lòng có chút do dự, Vương Tử Quân cũng không giấu giếm, hắn nói chuyện của mình cho Mạc Tiểu Bắc. Sau khi Mạc Tiểu Bắc nghe Vương Tử Quân nói và không lên tiếng, đợi đến khi hắn nói xong thì nàng mới lên tiếng. "Em không hiểu nhiều về chuyện của anh, nhưng tên họ Hứa kia ức hiếp anh như vậy, sau này em sẽ cho hắn ta đẹp mặt." Vương Tử Quân nghe những lời bực bội của Mạc Tiểu Bắc mà không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn hiểu rõ tên họ Hứa trong lời nói của Mạc Tiểu Bắc chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang không biết có phải vì nói hết những gì chất xấu trong lòng hay không, Vương Tử Quân thật sự có tâm tình khá hơn rất nhiều, khi hắn chuẩn bị trêu chọc Mạc Tiểu Bắc vài câu, đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ. Chương 565, gió nổi lên. Chính mình sở dĩ bó tay bó chân cũng không phải là vì hứa tiền giang nhúng tay vào vụ này sao? Chỉ cần ra tay với hứa tiền giang, chuyện này. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, khóe miệng vương tử quân chợt xuất hiện nụ cười, hắn cười nói với đầu dây bên kia. Vợ, em thật sự là phúc tướng, anh đã nghĩ ra nên làm thế nào, hôn em một cái. Đi chết đi. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc mỗi khi ở gần nhau thì còn có thể nói này nọ, thế nhưng ba giờ thông qua điện thoại vẫn làm cho Mạc Tiểu Bắc sinh ra chút hờn dỗi. Vương Tử Quân dặn dò Mạc Tiểu Bắc vài câu, sau đó hắn vội vàng cúp điện thoại. Hắn trầm ngâm một lát, sau khi xác định ý nghĩ trong lòng mình, hắn bấm số của Trương Thiên Tâm. Cậu tử quân, có chuyện gì sao? Sọng điệu của Trương Thiên Tâm truyền đến từ đầu dây bên kia, kèm theo đó là âm thanh đinh tai nhức óc. Vương tử quân chỉ cần nghe âm thanh này và biết thủ tướng đang làm quái quỷ gì. Cậu tìm một chỗ yên tĩnh đi, tôi có chuyện cần nói với cậu. Vương tử quân lúc này cũng không khách khí với Trương Thiên Tâm, hắn trầm giọng phân phó. Ở phía bắc cách thành phố Sơn Viên 5-6 km có một đập nước nhỏ, có hai người đang lẳng lặng câu cá ở đây, một bóng cây cổ thụ giống như một cái dù tự nhiên chắn ánh sáng mặt trời, thế là gió nhẹ thổi lên càng làm cho người ta cảm thấy khoan khoái. Trong bập không khí yên tĩnh, đột nhiên phao câu bên trái chìm vào trong nước. Tên đàn ông ngồi trên chiếc ghế nhỏ giống như đang ngủ trượt vung mạnh cần câu, một con cá chép dài 30cm bị giật văng lên vùng vẫy trên bãi cỏ. Một con cá chép khá lớn, trưởng phòng, anh xem, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi người ngồi bên phải nhanh chóng tiến lên bắt con cá chép bỏ vào thùng sau đó hắn nở nụ cười nịnh nọt nói người ngồi bên trai lại móc mồi vào lưới câu sau đó ngẩng đầu cười nói chút nữa nói người ta dùng con cá này làm món súp ăn với vài cái bánh bao cũng xem như hưởng thụ một chút đúng vậy uống một chén canh cá ăn vài cái bánh bao nghĩ lại thật sự làm cho người ta động tâm hèn gì có người nói trưởng phòng là nhà ẩm thực đệ nhất trong tỉnh tôi thật sự còn chưa đạt đến cảnh giới này Quốc Khánh, cậu không phải là không có cảnh giới này, cậu chẳng qua là quá bận rộn. Làm Bí thư Thị ủy một thành phố thật sự không giống như Phó phòng thường vụ Phòng Tổ chức Tỉnh ủy. Hứa Tiền Giang ngẩng đầu cười cười với Đồng Quốc Khánh rồi thản nhiên nói: Đồng Quốc Khánh là người uy phóng tám mặt ở thành phố Đông Bộ. Lúc này hắn lại dùng giọng nghiêm cẩn cười nói: đúng vậy, thật sự là quá bề bồn, cũng không biết đông tây nam bắc. Có đôi khi ban ngày làm không hết việc, đến tối còn phải tăng ca thật sự là tối mặt tối mũi. Quốc Khánh, việc luôn làm không hết được, lúc nào nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, các anh đã chọn được người nào giới thiệu cho tỉnh ủy chưa? Hứa Tiền Giang nói, giọng điệu có chút trầm thấp. Đồng Quốc Khánh tất nhiên hiểu Hứa Tiền Giang nói điều gì, hắn có chút trầm ngâm, sau đó mới khẽ nói. Trường Phong, bây giờ ba người kia đang cạnh tranh rất kịch liệt, tôi cảm thấy cứ để cho bọn họ cạnh tranh rồi cho ra quyết định có phải là chủ tịch tiểu vương không tham dự hay không hứa tiền giang không hỗ danh là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy trong mắt cũng đoán ra được tâm tư của đồng quốc khánh thật sự không gạt được ánh mắt của ngài vương tử quân bây giờ còn chưa tỏ thái độ không những không tỏ thái độ còn dẫn đội ngũ xuống phương nam tổ chức hội trợ kêu gọi đầu tư vì vậy tôi thấy nên chờ thêm một thời gian rồi hãy nói hứa tiền giang chợt trầm ngâm sau đó lão trầm giọng nói quốc khánh tôi giúp cậu như vậy thì người khác cũng biết rõ ràng. Trường Phong, điều này tôi hiểu, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không làm khó ngài. Đồng Quốc Khánh vội vàng trầm giọng nói lời đảm bảo với hứa tiền giang. Hứa tiền giang chỉ cười cười mà không mở miệng, lão lại ném ánh mắt về phía mặt nước tĩnh lặng phía trước. Hứa tiền giang không nói lời nào thì Đồng Quốc Khánh cũng chỉ có thể rơi vào trầm ngâm, tuy lần này hứa tiền giang ra sức giúp đỡ, thế nhưng hắn lại có nửa phần không hiểu về tâm tư của hứa tiền giang. Cho đến nay hứa tiền giang đều không chịu tham dự vào tranh đấu của mình và vương tử quân, không bao giờ hỏi qua. Dù đôi khi mình kể khổ với lãnh đạo, khi đó lãnh đạo cũng nói vài lời pha trò, nếu như bị chính mình ép cho không thể không tỏ thái độ thì cũng chỉ nói ra những chuyện đáng cười mà thôi. Nhưng lần này hứa tiền giang lại ủng hộ hắn, điều này làm cho Đồng Quốc Khánh căn bản cảm thấy khó hiểu. Tuy Đồng Quốc Khánh trước kia từng chìm nổi lăn lộn quan trường không ít năm, thế nhưng hắn vẫn căn bản khó thể nào suy đoán được tâm tư của đám lãnh đạo tỉnh. Quốc Khánh, có đôi khi thì đoàn kết sẽ tốt hơn rất nhiều. Đồng Quốc Khánh đang suy nghĩ miên man bất định thì hứa tiền giang đang nhìn mặt nước yên tĩnh chợt dùng giọng ung dung nói. Vâng, trưởng phòng. Đồng Quốc Khánh tuy miên man suy nghĩ nhưng hứa tiền giang lên tiếng thì vẫn có phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Hứa Tiền Giang nói ra những lời như vậy thì giống như đã quên đi tất cả mọi thứ, tiếp tục ung dung câu cá. Trường phòng sau này có thể điều động vị trí của vị chủ tịch kia không? Hắn ta ở lại thành phố Đông Bộ làm tôi thật sự không thể nào ra tay làm gì được. Đồng Quốc Khánh tuy rất không muốn thừa nhận điều này, thế nhưng đây là cơ hội khó có được, thế là hắn không nhịn được phải nói. Hứa Tiền Giang chậm rãi nghiêng đầu đi chỗ khác, nhìn thoáng qua gương mặt ngưng trọng của Đồng Quốc Khánh với quan hệ giữa lão và đồng quốc khánh, tất nhiên lão biết vị phó phòng thường vụ này dù rất kính cẩn với mình, thế nhưng ở vài phương diện vẫn rất kiêu ngạo. bây giờ hắn lại nói với mình những lời như thế, lão đã cảm thấy đồng quốc khánh cố kỵ chủ tịch vương kia đến mức nào. quốc khánh, hai người nhập gánh công tác mới thời gian ngắn, không động tốt hơn là động. hứa tiền giang nói đến đây thì khẽ rung cần trong tay, lại nói tiếp. hơn nữa sau này cậu ta sẽ không còn bất kỳ uy hiếp nào với cậu. Đồng Quốc Khánh chợt cảm thấy rung động, Vương Tử Quân vì sao sẽ không sinh ra uy hiếp với mình. Trưởng phòng hứa vì sao giúp đỡ mình, tất cả rốt cuộc là thế nào. Trong đầu hắn chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, thế là trong đầu hắn chợt vang lên lời đối thoại với một người quen quốc từ thủ đô xuống tỉnh Sơn Nam nghiên cứu thị sát. Không phải là tỉnh Sơn Nam sẽ thay đổi ban ngành sao? Nếu như vậy thì lãnh đạo của mình sẽ đóng vai trò gì trong thay đổi lần này? khi đồng quốc khánh thầm suy đoán thì chuông điện thoại vang lên hắn nghe thấy tiếng chuông và thầm mắng mình không quá chú ý lão lãnh đạo xưa nay đi câu đều không thích bị quấy dày chính mình lại quên tắt điện thoại thật sự quá mức không nên đồng quốc khánh thầm nghĩ như vậy mà đưa tay sờ vào túi nhưng khi hắn cầm vào điện thoại của mình chợt thấy trong tay hứa tiền giang cũng có một chiếc điện thoại alo bí thư la sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi thế này hứa tiền giang tươi cười nói Chương 566, bước dây động rừng, cắt xương hợp gân. Trong tỉnh Sơn Nam, có thể để trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy gọi là bí thư La, cũng chỉ có thể là bí thư La Nhân Huy của tỉnh thành Sơn Nam. Thật sự là như vậy, La Nhân Huy là bí thư thành phố Sơn Viên, thậm chí còn được sắp xếp trước hứa Tiền Giang trong số thường ủy tỉnh ủy. Hứa Tiền Giang và La Nhân Huy có quan hệ bình thường, vì quan hệ bình thường nên ít khi liên lạc điện thoại với nhau bình thường khi có gì liên quan đến nhân sự của thành phố sơn viên la nhân uy đều có thói quen gọi điện thoại liên hệ với trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy hứa tiền giang bây giờ không có việc gì la nhân uy vì sao lại giám đốc cho mình trưởng phòng hứa tôi không quấy dày ngài đấy chứ la nhân uy tuy mở miệng rất khách khí nhưng ý nghĩa lời nói lại làm cho người ta suy nghĩ không thôi bí thư la bây giờ tôi không quá bận rộn nếu ngài có việc gì thì cứ việc phân phó hứa tiền giang thật sự khó thể nghĩ ra vấn đề, thế cho nên khách khí nói với La Nhân Huy. Ha ha ha, nếu đã như vậy thì trưởng phòng hứa, tôi cũng không khách khí, tôi muốn hỏi một chút, thành phố Sơn Viên có phải công tác nào làm không được tốt, có chỗ nào cần phải sửa chữa không? La Nhân Huy tuy vẫn cười nói, thế nhưng âm thanh lại tràn đầy thuốc súng. Tuy hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, là người nắm quyền nhân sự của tỉnh Sơn Nam, Thế nhưng lão căn bản rất ít khi hoa tay múa chân với sự phát triển của thành phố Sơn Viên. Dù sao bọn họ đều là thường ủy tiêu, đều tự quản việc của mình thì hay hơn, mọi người chỉ cần đúng chỗ, không cần việt vị, không nên vượt biên giới. La Nhân Huy nói như vậy làm cho Hứa Tiền Giang chợt ngây ngốc, lão nào không nghe ra ý nghĩ của La Nhân Huy. Nhưng Hứa Tiền Giang dù sao cũng là Hứa Tiền Giang, lão cười ha hả rồi trầm giọng nói. Bí thư La, xem ngài hỏi gì kìa có phải tôi làm gì không đúng? mong bí thư la trực tiếp chỉ giáo là được. nếu ngài nói như vậy thì tôi thật sự không chịu nổi. La Nhân Huy nghe thấy hứa Tiền Giang khách khí với mình như vậy, lão lập tức thay đổi chủ đề, dùng giọng chân thành nói: Trường Phòng hứa, tôi không phải có ý kiến với công tác của ngài, tôi chỉ là muốn hỏi ngài xem công tác ở thành phố Sơn Viên chúng tôi, đặc biệt là phương diện công tác tổ chức có gì làm sai. ngài có ý kiến gì thì cứ nói, chúng tôi có thể thay đổi, nhất định sẽ sửa chữa có ý kiến gì thì nói ra. Hứa tiền giang chợt nở nụ cười khinh thường, trong lòng thầm nghĩ là nhân huy anh đang lừa ai. Từ sau khi anh tiến lên ngồi vững vàng trên bí thư thị ủy Sơn Viên, anh đã nắm chặt công tác tổ chức của thành phố, không có bất kỳ người nào có thể động vào được. Tôi không nói hai lời, nếu mở miệng trên ngang, không phải sẽ bị anh phản kích sao? Thành phố Sơn Viên dưới sự lãnh đạo của bí thư là thật sự tràn đầy thành tích, ai cũng có thể thấy rõ ràng, đặc biệt là công tác tổ chức. Tôi cảm thấy các anh cứ tiếp tục bảo trì xu thế như vậy là quá tốt rồi." Hứa Tiền Giang cố gắng xem xét ngôn ngữ, sau đó cho ra một đáp án cực kỳ chu toàn. "Trưởng phòng Hứa, vậy ngài thấy công tác của thành phố Sơn Viên có thể xếp vị trí bao nhiêu trong tỉnh?" La Nhân Huy rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Hứa Tiền Giang, vì vậy lão căn bản không cho đối phương cơ hội trốn tránh, thế là đuổi theo sát nút. Hứa Tiền Giang thật sự không muốn nói về vấn đề này, thế nhưng La Nhân Huy đã nói như vậy, Hắn không nói thật sự không được. Thành phố Sơn Viên chính là anh cả trong tỉnh, tất nhiên sẽ đứng hàng đầu trong tỉnh Sơn Nam chúng ta. Bí thư La, tôi nói với ngài, nếu ngài muốn tìm người khẳng định công tác của mình, anh phải đi tìm bí thư nhiếp và chủ tịch hào, còn nếu ngài muốn tôi đứng lên hát theo cho vang dội, như vậy trước tiên anh phải mời khách mới được. Hứa Tiền Giang tuy không muốn đắc tội với La Nhân Uy, thế nhưng La Nhân Uy nãy giờ chặn hỏng hắn, lại giả vờ như không có vấn đề chỉ đánh thái cực quyền, thế nên Hứa Tiền Giang cũng mất kiên nhẫn. Có câu tưởng đất cũng phải có ba phần đặc tính của đất, hơn nữa Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, nào là người luôn cung kính với kẻ khác. Dựa vào cái gì để luôn phải nghe giọng điệu chất vấn của anh? Trưởng phòng Hứa, mời khách thì dễ nói mà thôi, anh muốn đi đến chỗ nào thì tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Nhưng anh Hứa à, làm việc thì cũng phải đối xử như nhau, xử lý sự việc phải công bằng. Đặc biệt là khi có chuyện tốt cũng đừng ném thành phố Sơn Viên chúng tôi ra sau đầu. Nếu không người phía dưới nói là nhân uy tôi là một bí thư vô năng, tôi cũng không thể nào nhịn được. La Nhân Uy nói đến hai chữ vô năng thì lời nói tràn đầy ý nghĩa châm chọc. Vẻ mặt hứa tiền Giang chợt biến đổi, có chuyện tốt nên nghĩ đến thành phố Sơn Viên. Lão là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, đến bây giờ lão luôn là người cẩn thận lão trầm ngâm dây lát và hiểu rõ sự việc này nhất định có liên quan đến vấn đề chọn người tiến lên làm phó phòng tổ chức tỉnh ủy. Tuy đã xác định nhưng hứa tiền giang không thể chỉ ra, hắn còn muốn tiếp tục giả vờ hồ đồ, thế là nghiêm trang dùng giọng nghi vấn nói. Bí thư la, anh nói như vậy thật sự làm cho tôi cảm thấy khó hiểu, thành phố Sơn Viên có anh tỏa chấn, tôi nào không dám cho thành phố Sơn Viên cơ hội chứ. Trưởng phòng hứa, chúng ta là chân nhân căn bản không mở miệng nói dối, Phòng tổ chức các anh muốn tìm một vị cán bộ trong thành phố Đông Bộ để đẩy lên làm phó phòng tổ chức, bây giờ tin tức này đang truyền đi khắp tỉnh. Tất cả mọi người nói vì sao chỉ chọn thành phố Đông Bộ, có phải là thành phố Đông Bộ công tác tốt hơn Sơn Viên chúng tôi? Nếu không thì đây là lý do gì? La Nhân Huy nói vài câu tự hỏi tự đáp, sau đó nhanh chóng tổng kết lại. Bọn họ tìm ra đáp án, trưởng phòng hứa có biết đáp án đó là gì không? Vẻ mặt Hứa Tiền Giang bắt đầu biến đổi. Lúc này lão chợt ý thức được vấn đề, mà lời nói sau đó của La Nhân Huy là thế nào thì hắn cũng biết rõ, thế nhưng càng vào lúc này thì hắn càng phải cố gắng giữ vững tỉnh táo. Bí thư La, anh nói đến phương án chọn một vị cán bộ của thành phố Đông Bộ Tiến lên làm phó phòng tổ chức, đó chỉ là ý kiến sơ bộ, trước mắt còn đang ở vào giai đoạn đầu, cũng còn chưa chính thức áp dụng. Tôi biết rõ, nhưng dù là như thế thì người phía dưới đã bắt đầu nói một bí thư thị ủy như tôi là vô năng, cái gì mà là thường ủy tỉnh ủy, Thành phố còn là tỉnh thành, thế nhưng cũng không bằng một thành phố bình thường như Đông Bộ. Những lời nghị luận của người bên dưới thật sự như kim châm vào tai tôi vậy. La Nhân Huy nói rồi cười lên tiếng. "Trưởng phòng Hứa, làm phiền anh sau này làm gì cũng được, thế nhưng cũng nên nghĩ đến thành phố Sơn Viên một chút, dù sao thì chỗ chúng tôi cũng có khối người muốn lên giúp đỡ công tác của ngài." La Nhân Huy nói rồi cười giống như đang nói chuyện với bạn bè cũ, thế nhưng nó lại giống như một cây gậy đập lên đầu Hứa Tiền Giang. Lão biết rõ mình vì chuyện này mà làm cho La Nhân Uy không được thoải mái, mà nó cũng không đơn giản có thể loại trừ được. Bí thư La, đây rõ ràng là thiếu sót trong công tác của chúng tôi, nếu như tạo nên tình huống làm anh không thoải mái, kính mong anh thông cảm cho, sau này nhất định sẽ mời anh dùng cơm. Hứa Tiền Giang khách sáo nói hai câu với La Nhân Uy thì cúp điện thoại. Đồng Quốc Khánh cũng luôn chú ý lắng nghe điện thoại của Hứa Tiền Giang, tuy hắn không nghe được La Nhân Uy nói gì trong điện thoại. Thế nhưng nhìn vào những biểu hiện mờ ám của Hứa Tiền Giang, hắn biết trưởng phòng Hứa thật sự không vui vẻ gì với cuộc điện thoại vừa rồi. Nếu như là người bình thường gọi điện thoại đến cho Hứa Tiền Giang, Đồng Quốc Khánh sẽ mở miệng hỏi trưởng phòng Hứa vài câu. Thế nhưng đây là cuộc nói chuyện giữa hai vị thường ủy tỉnh ủy, hắn sẽ không có bất kỳ khuynh hướng nào khác. Dù sao thì nếu làm không tốt thì mình sẽ biến thành chư bát giới soi gương. Khi anh bắt đầu chăm chú dựa vào một người nào đó, hành vi của anh rất có thể sẽ làm cho người ta canh cánh trong lòng. Trong quan trường thì anh nịnh bợ ai là điều quan trọng, thế nhưng quan trọng hơn chính là anh không thể đắc tội với ai. Vì NS không đắc tội với ai sẽ có thể quyết định vận mệnh của anh hơn cả anh nịnh bợ một ai. Đây chính là kinh nghiệm tham chính nhiều năm của Đồng Quốc Khánh trong quan trường. Hắn trà trộn quan trường nhiều năm, đã được tẩy lễ và rèn luyện, hắn biết rất rõ điều này. Mỗi gương mặt vui buồn vô thường, thay đổi thất thường, anh đều phải cố gắng suy xét để đối mặt trưởng phòng hứa chúng ta có nên dùng cơm rồi chưa đồng quốc khánh nhìn hứa tiền giang mãi mà không nói gì hắn khẽ hỏi hứa tiền giang đưa mắt nhìn thoáng qua đồng quốc khánh sau đó lão mời trầm lặng nói ăn cơm thôi hôm nay đã câu khá lâu rồi đồng quốc khánh vội vàng đứng lên chuẩn bị giúp hứa tiền giang sách thùng nước lại bị hứa tiền giang khoát tay cản lại quốc khánh để tôi tự sách tôi cũng không đến mức quan liêu như vậy, một thùng nước cũng không làm khó được tôi. Tuy hứa tiền giang nói vẫn bằng giọng điệu cực kỳ thân thiết như cũ, thế nhưng Đồng Quốc Khánh nghe vào và vẫn sinh ra cảm giác khác thường. Nhưng hắn cũng không nên nói gì, thầm nghĩ nếu đã có vấn đề, như vậy chờ lát nữa nhất định phải đền bù tổn thất cho thật tốt. Đầu bếp đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhanh chóng trổ tài nấu nướng. 20 phút sau khi tiếp nhận cá trong tay hứa tiền giang, một nồi súp cá nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người hứa tiền giang ông chủ đập nước đưa một chiếc bàn nhà nông thường dùng ăn cơm đến dưới một bóng cây dâm mát sau đó lại đưa ra một giỏ bánh bao trắng mới hấp mùi hương truyền đến theo không khí cực kỳ hấp dẫn người khác ăn đi quốc khánh ăn rồi uống vài ly hứa tiền giang đã khôi phục lại như thường lão cầm một cái bánh bao đưa về phía đồng quốc khánh rồi cười ha hả nói đồng quốc khánh cũng nhanh chóng cầm lấy bánh bao khi hắn định mở miệng thì điện thoại của hứa tiền giang chợt vang lên hứa tiền giang nhìn dãy số gọi đến lão có chút do so dự thế là đặt bánh báo vào giỏ rồi tiếp điện thoại bí thư trịnh sao hôm nay người lại có thời gian rảnh như vậy có thể liên lạc với một quần chúng như tôi rồi đồng quốc khánh thấy hứa tiền giang cầm lấy điện thoại thì trong lòng khẽ run lên không hiểu nguyên nhân cảm giác xấu trong lòng gia tăng rất nhiều bí thư trịnh không phải người gọi điện thoại là trịnh đông phương sao Bây giờ trong số thường ủy tỉnh ủy thì Trịnh Đông Phương hầu như đã có hướng đi rõ ràng, vị lãnh đạo này sắp tiến lên làm phó chủ nhiệm ủy ban cải cách trung ương, thế cho nên đám cán bộ tỉnh không ai dám đắc tội. Không phải tôi được rảnh rỗi như anh, tôi đây đang bị người ta nói này nọ nó khó chịu đựng được. Trưởng phòng Hứa, anh có biết không, hôm nay có vài vị thường ủy đến phòng làm việc của tôi để tâm sự, tuy cả đám đều nói không nỡ để tôi đi, thế nhưng cuối cùng lại cho tôi một nan đề. Trịnh Đông Phương nói với tốc độ không nhanh, rất bình thản, nhưng thân phận của lão lại làm cho lời nói trở nên cực kỳ có khí phách, rất có lực lượng. Hứa Tiền Giang thật sự cảm thấy rất tức giận, trong lòng thầm nghĩ tôi tìm cho mình một phó phòng, có liên quan gì đến các anh. Nhưng lão cũng không thể nói lời này ra khỏi miệng, thế là chỉ có thể nuốt vào bụng mà thôi. Bí thư Trịnh, tôi cũng không hiểu rõ, rốt cuộc là sao? Có đôi khi giả vờ hồ đồ là một lựa chọn rất tốt hứa tiền giang lúc này kiên quyết không thể thừa nhận thế cho nên đành phải nói như vậy trịnh đông phương khẽ cười nói chuyện này đừng nói là ngài không rõ lúc bắt đầu tôi cũng không rõ chỉ là chờ đến khi bọn họ nói ra tôi mới hiểu được thế này nhé chúng ta đều là thường ủy tỉnh ủy thế nhưng có rất nhiều người mang lòng sùng kính với ngài rất muốn làm thủ hạ đắc lực cho ngài trong vài năm quả nhiên sự việc vẫn là như vậy đã đủ hay chưa đây hứa tiền giang cố gắng áp chế cơn giận lão hỏi ngược lại. Đến chỗ tôi công tác sao? Bọn họ có ý gì? Trưởng phòng hứa, tôi là người sắp phải đi, đáng lý ra cũng không nên nói ba chọn bốn. Nhưng trước mắt tôi vẫn còn chưa đi, vẫn là bí thư thị ủy an dịch, làm hòa thượng một ngày thì gõ chuông một ngày, còn ở trên cương vị một phút thì phải có một phút trách nhiệm. Anh hứa, chuyện này thật sự làm tổn thương tâm tư của cán bộ thành phố An Dịch chúng tôi. Tuy tôi không cầu anh để bạt cán bộ thành phố An Dịch lên địa vị cao, thế nhưng dù sao thì ngài cũng phải cho chúng tôi một võ đài cạnh tranh công bằng chứ. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy công tác của thành phố An Dịch hầu như không thua kém thành phố Đông Bộ. Trịnh Đông Phương nói thêm vài câu với hứa Tiền Giang rồi cũng cúp điện thoại, nhưng lúc này vẻ mặt hứa Tiền Giang đã trở nên cực kỳ khó coi, lão dù thế nào cũng không ngờ sự việc sẽ tiến triển đến mức này. Đây vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ không ngờ lại làm cho hai vị thường ủy tỉnh ủy gọi điện thoại đến chất vấn mình. Đây là có chuyện gì? Phải biết rằng ở sự kiện này hứa tiền giang đã dặn dò đám người bên dưới không nên nói nhiều. Bây giờ thành phố Sơn Viên biết việc, thành phố An Dịch cũng gọi điện thoại đến, những thành phố khác có phản ứng gì thì hoàn toàn có thể hiểu được. Trường phòng hứa, ngài ăn chút súp đi, nếu không chút nữa nguội đi thật sự không ăn được. Đồng Quốc Khánh nhìn hứa tiền giang đang trầm ngâm rồi khẽ nói. Hứa tiền giang khẽ gật đầu, lão tiếp tục cầm bánh bao, thế nhưng cầm lên rồi mà mãi chưa chịu ăn chương 567, sẽ vẫn sông lên mạnh mẽ. Vương Tử Quân nhìn bài viết lựa chọn người hầu phải công khai minh bạch. Trên nhật báo tỉnh Sơn Nam mà trong mắt lóe lên chút vui sướng. Lúc này hắn đang ở trong một khu du lịch xa hoa ở thành phố phương Nam, trong một khu resort rộng hơn chục hecta nơi đây có sân tennis, bể bơi, thứ gì cũng có. Đối diện Vương Tử Quân, Tần Hồng Cẩm đang từ bể bơi đi lên, nàng dùng khăn lau sạch mái tóc dài xinh đẹp, áo tắm bó sát người càng làm cho cơ thể xinh đẹp của nàng càng trở nên kiều diễm. Thời gian dần trôi qua, giống như căn bản không để lại trên người Tần Hồng Cẩm bất kỳ dấu vết gì, trên mặt nàng vẫn là khí chất ung dung, giống hệt như năm xưa Vương Tử Quân gặp nàng, căn bản không có gì biến đổi. Tần Hồng Cẩm tùy ý ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó nàng cười nói, nhìn cái gì mà như người mất hồn vậy. Vương Tử Quân giơ tờ báo cho Tần Hồng Cẩm xem sau đó tần hồng cẩm cười khúc khích nói bây giờ báo đảng đọc vào chỉ thấy những bài viết cổ lỗ chỉ có thể dùng một câu để khái quát ai viết thì người đó xem người khác sẽ không quan tâm anh vui vẻ như vậy làm gì cũng không phải cả bầu trời chui vào trong miệng anh vương tử quân đưa tay kéo lấy vai của tần hồng cẩm hắn đưa cô nàng đang tức giận vào trong lòng mình hắn chỉ lên tờ báo rồi nói em nhìn kỹ tên tác giả xem tần hồng cẩm vốn đang khá ẩm ướt nàng định vùng vẫy một chút, bây giờ nghe được lời nói của Vương Tử Quân thì đưa mắt nhìn sang. khi nàng thấy dòng chữ nhỏ xíu ghi là hứa tiền Giang, nàng chợt rũi tia ôm lấy cổ Vương Tử Quân. Chồng, xem như em phải chúc mừng anh, trưởng phòng hứa lần này chính thức tự mình đánh vào mặt mình. hứa tiền Giang nào đâu chỉ là tự đánh vào mặt mình, hơn nữa là một bà tai cực kỳ nặng nề mới đúng. dưới sự trợ giúp của Vương Tử Quân hầu như các vị cán bộ cấp phó giám đốc sở trong tỉnh sơn nam đều biết trưởng phòng hứa đang chọn cho mình một vị phó phòng tổ chức ở thành phố đông bộ bây giờ trưởng phòng hứa lại cho ra một bài viết như vậy không phải tự mình làm khó mình sao vương tử quân ôm tần hồng cẩm đặt lên đùi mình hắn khẽ vuốt ve tấm lưng lõa lồ của nàng vẻ mặt cũng không quá thoải mái sao vậy chồng hứa tiền giang sẽ phải thành thật một thời gian anh có gì cần phải mất hứng như vậy tần hồng cẩm là một người phụ nữ thông minh nàng khẽ giữ lấy tay vương tử quân rồi dùng giọng quan tâm hỏi. Không cầm, em có biết không, trước nay hứa tiền giang rất khách khí với anh, còn lần này vì sao ông ta lại cùng một ruột với đồng quốc khánh, cố ý gây khó cho anh không? Vương tử quân ném tờ nhật báo tỉnh Sơn Nam ra, sau đó trầm giọng hỏi. Tần hồng Cẩm nhìn gương mặt ngưng trọng của vương tử quân, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Nếu so sánh với vương tử quân thì tần hồng cẩm càng quan tâm đến những vấn đề này, vì nàng thấy người đàn ông này là bầu trời của mình, là một người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Thế giới tình cảm của nàng được người đàn ông này lấp đầy, không thể nào cho vào những thứ gì khác, nàng tình nguyện vì người đàn ông này mà cho ra tất cả những gì mình có. Vì cái gì? Giọng điệu của Tần Hồng Cẩm có chút vội vàng. Vì bí thư nhiếp rất có thể sẽ được điều động. Vương tử quân véo gương mặt nhỏ nhắn của Tần Hồng Cẩm, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Sao lại có thể như vậy? Bí thư nhiếp còn chưa công tác ở tỉnh Sơn Nam được 3 năm, sao lại có thể được điều động nhanh như vậy được? Tần Hồng Cẩm biết rõ Vương Tử Quân có thể phát triển mạnh mẽ ở tỉnh Sơn Nam cũng là nhờ có sự giúp đỡ của nhiếp hạ quân. Nếu nhiếp hạ quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam, như vậy trợ lực của Vương Tử Quân sẽ biến mất. Trong tỉnh Sơn Nam dù có nhiều người mà đặc biệt là Đồng Quốc Khánh nhìn thấy Vương Tử Quân thì cảm thấy khó chịu, điều này là khó tránh được. Đồng Quốc Khánh ít nhất cũng nể mặt nhiếp hạ quân, thế cho nên dù cực kỳ chướng mắt cũng không dám đơn giản dở trò ngáng chân vương tử quân. Ai cũng biết sự việc trên quan trường bộc phát luôn bứt dây động rừng, cắt xương nối gân, dù là ai đến làm lãnh đạo tỉnh thì cũng sẽ không thể bỏ qua phương án gây dựng vòng tròn quan hệ cho mình. Một vòng quan hệ chính là thể hiện một lực lượng chính trị, nếu như bên trên không còn người quan tâm đến anh, phía dưới cũng không còn ai theo anh, anh sẽ là một người cô đơn, khó thể nào phát triển, khó thể thi triển khát vọng của mình. Đồng Quốc Khánh là lãnh đạo thành phố Đông Bộ, hắn sẽ phải cố gắng cân đối lợi ích của mình ở thành phố Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh biết rõ Vương Tử Quân không phải là người cô đơn, người này không chỉ có được vòng quan hệ chính trị của riêng mình, bản thân lại là một thành viên quan trọng. Hắn biết động vào vòng quan hệ kia sẽ gây ra tình huống cá chết lưới rách, điều duy nhất hắn có thể làm chính là cố gắng tạo dựng hạch tâm, cố gắng gây dựng lực lượng để chống đối lại mà thôi. Có câu thế này, kẻ trí ngăn tin đồn, nhưng tin đồn cũng từ kẻ trí mà ra. Lịch sử Trung Quốc không thiếu những tin đồn thất thiệt, chỉ hươu bảo ngựa, lời đồn như quân, thập diện mai phục. Ai mà không thích đứng tránh sau rèm nhìn người ta diễn tuồng? Kẻ nào không thích thêm mắm dặm muối vào tin đồn cho nó có thêm hương vị? Chỉ cần không tổn thương đến lợi ích của bản thân mình, người người đều thích nói lời bịa đặt, người người đều là chủ nhân của tin đồn thứ thiệt. Sân gian là như vậy, quan trường càng là như thế. Đặc biệt là liên quan đến phương diện nhân sự, thế có chút gió thổi cỏ lay thì nhiều người mở miệng nước chảy đá mòn, lan truyền như thật. Vì thế Nhiếp Hà Quân dù chưa rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế nhưng xã hội giống như ban tổ chức trung ương đã liên tục tranh luận về hướng đi của bí thư Nhiếp và người nào lên tiếp quản vị trí đứng đầu tỉnh. Tần Hồng cầm nhìn vẻ mặt không vui của Vương Tử Quân thì trong lòng bùng lên cảm giác yêu thương. Người đàn ông của nàng là hảo hán cứng rắn như sắt nhưng cũng phải cần đến một đòn bẫy và hậu thuẫn cứng rắn như nhiếp hạ quân vương tử quân thấy tần hồng cẩm ân cần với mình hắn cười chế nhạo nhìn bộ dạng hoảng hốt của em kìa nào có một vị giám đốc chủ quản vài ngàn nhân viên lại có biểu hiện như vậy sớm biết em có phản ứng như thế anh cũng sẽ không nói cho em biết tần hồng cẩm khẽ kéo tay vương tử quân lúc này nàng dù không nói nhưng sự yêu ẩn tâm trong lòng lại không thể nào che giấu được được rồi đừng nói đến chuyện này nữa vì nó cũng chưa được định luận, dù là có định luận thì thế nào. Chồng em há là người chịu thiệt thòi sao? Vương Tử Quân vừa nói vừa kéo tay Tần Hồng Cẩm, hắn khẽ cười nói. "Chúng ta bây giờ nghỉ ngơi một chút, ngày mai thật sự sẽ rất bận rộn." Tần Hồng Cẩm là một người đứng đầu tập đoàn, những năm nay dù được Vương Tử Quân che mưa che gió nhưng cũng không thiếu kinh nghiệm. Nếu như không phải Vương Tử Quân bày tỏ sự quan tâm quá mức, nàng cũng căn bản không có biểu hiện như vậy. Vì thế nghe Vương Tử Quân an ủi như vậy thì Tần Hồng Cẩm cũng không tiếp tục dây dưa ở phương diện này, nàng cười nói: "Chồng, anh nên cảm ơn em cho tốt, em đề cử cho anh 10 công ty, bọn họ đều là chuẩn bị di rời khỏi phương Nam, chỉ cần các anh có điều kiện phù hợp, em cảm thấy ít nhất có một nửa trong số đó sẽ chịu ký kết hợp đồng." Vương Tử Quân đã xem qua tư liệu về những công ty kia, hắn cũng hiểu rõ thực lực của bọn họ. "Đừng nói là một nửa, dù là một phần ba thì lần này hắn đến phương Nam mở hội trợ kêu gọi đầu tư cũng được một bát đầy thức ăn rồi. Nhưng vương tử quân cũng không hài lòng lắm với kết quả này, trong ý nghĩ của hắn thì khu quy hoạch kỹ thuật cao phải là một nơi định vị phát triển các sản nghiệp mới và có kỹ thuật, không phải là nơi tập kết gia công. Nếu muốn để cho khu quy hoạch kỹ thuật cao chính thức phát triển theo đúng hướng, như vậy phải đổi mới công nghệ, chủ động kêu gọi đầu tư ở lĩnh vực công nghệ. Hắn cần lấy phương diện đổi mới ở khu quy hoạch kỹ thuật cao là căn bản, nhưng hiệu quả của nó là rất chậm, chỉ có thể kéo đầu tư bên ngoài mới cho ra hiệu quả nhanh, hơn nữa phải trực tiếp xúc tiến thăng cấp sản nghiệp, thăng cấp kết cấu, vì thế mà Vương Tử Quân có chiến lược hướng ra bên ngoài vào lúc này. Chỉ là sự thật và kế hoạch luôn có sự khác biệt rất lớn, những khu quy hoạch kỹ thuật cao ở vùng kinh tế trọng điểm Duyên Hải phía Nam đã được định hình và phát triển rất tốt. Tuy thành phố Đông Bộ có điều kiện phát triển không thua ai, thế nhưng vẫn có tranh lệch nhất định với các thành phố Duyên Hải. Nếu muốn thu hút những xí nghiệp kỹ thuật cao đến đẩy mạnh phát triển ở thành phố Đông Bộ thì không phải chỉ nói miệng là được. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm đang mở miệng tranh công với mình, hắn biết rõ nàng đã rất cố gắng ở phương diện này, thế là cười cười nói. Thật sự là khó có được, những ngày nay anh giao cả thân xác cho em, em thích làm gì thì làm, cứ tùy ý, anh tuyệt đối phục tùng. Đúng là lưu manh, bại hoại. Tần Hồng Cẩm vung tay lên khẽ đấm một cái lên vai Vương Tử Quân, vẻ mặt thẹn thùng tràn đầy hạnh phúc vương tử quân cười hì hì hắn giữ lấy cánh tay của tần hồng cẩm sau đó hôn về phía chiếc miệng nhỏ nhắn như anh đào của nàng lúc bắt đầu tần hồng cẩm còn nghênh đón rất mê say nhưng khi động tác tay của vương tử quân càng thêm không an phận tay nàng nhanh chóng đưa ra giữ lấy bàn tay muốn tiến vào đồ bơi của hắn sau đó dùng giọng căng thẳng nói anh đúng là anh mới nghỉ ngơi một lát bây giờ thấy gió lại muốn mưa sao anh không chờ đến tối được à khi đó anh Tha Hồ làm gì thì làm. Những chuyện thế này giống như lửa đốt đống rơm, chỉ cần có ánh lửa lóe lên thì tất cả sẽ cháy bừng bừng, thế cho nên Vương Tử Quân nào chịu nghe lời Tần Hồng Cẩm. Hắn không cần phân trần mà kéo nàng vào lòng mình, hai bên dính lại với nhau. Lại là một phen mưa gió, Vương Tử Quân từ trong hồ bơi đi lên, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái, hắn nhìn Tần Hồng Cẩm đang nằm dưới tán dù mà nở nụ cười xấu xa. Anh đúng là không biết quý cơ thể của mình lập tức đến đây cho em. Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt với nụ cười xấu xa của Vương Tử Quân, nàng khẽ dùng giọng oán trách nói. Vương Tử Quân thầm nghĩ Tần Hồng Cẩm cũng vì tốt cho mình, thế cho nên hắn đi đến chiếc ghế bên cạnh Tần Hồng Cẩm ngồi xuống. Hắn cầm lấy một chai nước uống một ngụm rồi cười nói. Em yên tâm, em có tình cảm sâu đậm với anh, anh tất nhiên sẽ càng thêm quyến luyến em. 30 năm sau anh vẫn còn mạnh khỏe cứng rắn, cũng sẽ xông lên không cần quan tâm Đông Tây Nam Bắc. Vương tử quân vừa nói vừa dùng tay nghịch ngợm trên bộ ngực của Tần Hồng Cẩm, nhưng lúc này nàng cũng không thuận theo hắn, nàng nhanh chóng dùng tay cản lại, sau đó còn nhanh chóng lấy quần áo trên mặt ghế mặc lên người. Được rồi, được rồi, em coi như sợ anh, chủ tịch Vương, không biết anh có hào hứng theo em ra ngoài đi dạo một vòng không? Tần Hồng Cẩm vừa nói vừa nghĩ đến vấn đề gì đó. Hai ngày này thành phố có tổ chức một hội trợ triển lãm công nghệ, không bằng chúng ta đến đó xem thế nào. Vương Tử Quân đang buồn giàu vì chất lượng các xí nghiệp sẽ tiến vào khu quy hoạch kỹ thuật cao của thành phố Đông Bộ, bây giờ nghe thấy Tần Hồng Cẩm nói như vậy thì lập tức có hứng thú. Hắn là một người trọng sinh nhưng thật sự cũng không hiểu nhiều về phương diện kỹ thuật cao, lúc này Tần Hồng Cẩm mời hắn đi xem triển lãm, thật sự là đúng tâm tư của hắn. Hai người cùng đạt thành nhận thức nên tốc độ là rất nhanh, chỉ sau 10 phút thì hai người đã thay đổi trang phục cùng ngồi lên một chiếc xe chạy về phía hội trợ kỹ thuật. Cho đến nay Tần Hồng Cẩm luôn là một người khôn khéo trong cách ăn mặc, khí chất lại phi phàm, biểu hiện rõ sức quyến rũ của một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng lúc này nàng cùng Vương Tử Quân đi ra ngoài, nàng chỉ mặc một chiếc áo thun màu vàng, chiếc quần jean lửng, mái tóc dài được trải chuốt thẳng thớm, khí chất cơ thể nhanh chóng biến đổi. Lúc này Tần Hồng Cẩm giống như không còn là người phụ nữ có thể hô phong hoán vũ trong thương trường các tỉnh phía Nam, nàng biến thành một người phụ nữ xinh đẹp, như một con chim nhỏ nép vào người Vương Tử Quân lúc này nàng còn đeo một chiếc kính dâm cho dù nàng không đeo kính chỉ sợ người quen cũng không liên hệ nàng với hình tượng một tổng giám đốc của tập đoàn quân thành vì phối hợp với cách ăn mặc của tần hồng cẩm mà vương tử quân cũng thay đổi trang phục hắn mặc một bộ quần jean áo thun hai người đi cùng với nhau thật sự biến thành một cặp tình nhân đang ở vào giai đoạn yêu thương say đắm hội trợ triển lãm được tổ chức ở đường tây giao thành phố nam phương cũng không phải là rất lớn người đi đến thăm thú cũng không quá nhiều Vương Tử Quân đi trong đám người, ánh mắt liên tục đảo qua những con robot và phát minh mới lạ đủ mọi loại hình thù. Chồng, anh xem kia. Tần Hồng Cẩm chỉ về phía bên trái Vương Tử Quân, thấy cách đó không xa là một gian hàng đang trưng bày điện thoại. Lúc này điện thoại còn rất đơn sơ, nhưng lại có thêm một chiếc camera. Loại điện thoại cực kỳ đơn sơ này chẳng là gì với Vương Tử Quân, nhưng nó lại hấp dẫn ánh mắt của Tần Hồng Cẩm. Nàng thấy chiếc điện thoại, sau đó khẽ cảm khái. trông Chiếc điện thoại này nếu được sử dụng phổ biến thì quá tốt, em đây muốn gặp anh lúc nào cũng được." Vương Tử Quân thấy Tần Hồng Cẩm nói lời tâm tình như vậy thì nhịn không được phải kéo người phụ nữ thấu hiểu lòng người và không có nhiều yêu cầu này vào lòng, hắn thật sự thiếu nợ nàng khá nhiều. "Tử Quân, anh xem chúng ta đầu tư vào ngành điện thoại có được không?" Khi Vương Tử Quân đang yên lặng cảm nhận tình cảm giữa hai người, hắn chợt nghe thấy Tần Hồng Cẩm khẽ hỏi chương 568, tình cảm trong giới giải trí. Ngành sản xuất điện thoại thật sự phát triển rất khá, Vương Tử Quân biết rõ thị trường điện thoại vài năm sau sẽ rất nóng bỏng, nhiều công ty đi đầu kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Tuy chính hắn cũng không tham dự, thế nhưng Tề Chính Hồng có quyết định như vậy, Vương Tử Quân tích cực phụ họa. Đó là một ý kiến hay, nhưng phương diện kỹ thuật thì sao? Phương diện kỹ thuật chúng ta không xen vào, công ty môi nạc ở khu tự trị Bắc Lệ có vấn đề về xoay vòng tài chính, thế cho nên phương diện kinh doanh gặp phải khó khăn. Bọn họ phái người liên lạc với chúng ta, muốn chúng ta đầu tư vào công ty. Tần Hồng Cẩm nói đến chuyện đầu thì giống như khôi phục lại vẻ thông minh tháo vát trước đó, nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ thế lực của công ty môi nặc, vài năm sau công ty này sẽ tạo nên chiến tích lớn, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hưng phấn bây giờ điện thoại còn chưa được phổ biến, cổ phiếu của công ty này chắc chắn là chưa cao. Sao lại không mua? Vương Tử Quân suy tư một lát rồi trầm giọng nói. Bọn họ bán bao nhiêu thì chúng ta mua bấy nhiêu, tất cả cũng mua. Tần Hồng cầm thiếu chút nữa thì làm rơi kính dâm xuống đất, nàng dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân không quá hiểu rõ về phương diện này lại cho ra một đáp án bất ngờ như vậy. Thật sự muốn mua sao? Tần Hồng Cẩm tuy đã có tính toán nhưng bây giờ nghe được giọng điệu 10 phần tin tưởng của Vương Tử Quân, trong lòng vẫn sinh ra cảm giác có chút bất an. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu? Vương Tử Quân khẽ vung tay áo trầm giọng nói. Chỉ cần bọn họ bán thì chúng ta sẽ mua. Tần Hồng Cẩm nhìn bộ giang như tính trước của Vương Tử Quân, hai mắt không khỏi híp lại. Nàng không khỏi nhớ đến tình huống khi mình vừa sáng nghiệp, hắn cũng tỏ ra hăng hái như vậy, nói ra những lời chỉ điểm giống như Giang Sơn đều nằm trong lòng bàn tay. Tần Hồng Cẩm vốn còn có chút do so dự ở phương diện này, thế nhưng lại nhanh chóng hạ quyết tâm. Mà nàng cũng không biết quyết định này sẽ mang đến cho tập đoàn quân thành bao nhiêu tiền lời. Tiết kiệm năng lượng, bóng đèn sáng ngời, không gây ô nhiễm, ánh sáng dịu, cực kỳ có tác dụng bảo vệ thị lực. Khi đi qua một hành lang, vương tử quân thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đang kiên nhẫn chỉ vào gian hàng của mình nói với mọi người. Nói là gian hàng chứ thực chất chỉ là một khung gương như một cái thùng gỗ, giống như được làm ra tạm thời, bên trên đặt vài chiếc bóng đèn, ánh sáng làm cho không kiếng dạng dỡ hơn một chút. Nhưng người đàn ông này tuy nói đến mức khô miệng lại không có ai hứng thú dừng lại xem, rất nhiều người chỉ cần nghe qua đã bỏ đi mất. Loại đèn tiết kiệm năng lượng này tuy rất tốt nhưng giá trị chế tạo ra chúng gấp 10 lần thậm chí là vài chục lần đèn huỳnh quang, vì vậy tuy tiết kiệm điện nhưng lại không có thị trường. Tần Hồng cầm thấy vương tử quân dừng lại thì khẽ lên tiếng nhắc nhở. Vương tử quân không quan tâm đến thị trường không tốt của loại bóng đèn này, hắn biết rõ loại đèn này về sau sẽ có thị trường ra sao, đây là một cơ hội. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi đi về phía người đàn ông kia. Người đàn ông thấy ai cũng đi qua mà không dừng lại thì có chút suy sụp tinh thần, hắn ngồi xuống ghế, khá uể oải, gương mặt đầy mỏi mệt. Loại đèn tiết kiệm năng lượng này là anh sáng chế ra sao? Vương tử quân nhìn chiếc đèn với ánh sáng dịu nhẹ, hắn khẽ hỏi. Là tôi thiết kế, đã đăng ký nhãn hiệu. Người đàn ông thấy có người hỏi đèn của mình thì có chút hưng phấn, nhưng khi thấy bộ dạng trẻ tuổi của vương tử quân thì lại có chút thất vọng. Hắn cần tìm một bá nhà có ánh mắt tinh đời, không cần một người thanh niên như vậy. Vương tử quân nhìn bộ dạng của người đàn ông dối diện, hắn hiểu ý nghĩ của đối phương, thế là mỉm cười bất đắc dĩ rồi dùng giọng chăm chú nói. Ngài có muốn chuyển nhượng kỹ thuật không?" Người đàn ông kia lên tiếng kiên quyết không chút do dự. "Không bán, chỉ tìm người hùn vốn làm ăn thôi." Vương Tử Quân nhìn vẻ quật cường của người đàn ông đối diện, trong lòng càng bùng lên một ý nghĩ hay, cùng lúc đó cũng có nhiều ý nghĩ khác được hình thành. Vương Tử Quân sẽ dùng sản nghiệp chế tạo đèn tiết kiệm năng lượng, lợi dụng tư chất tư nguyên của thành phố Đông Bộ để chế tạo một sản nghiệp thủy tinh, coi như tìm ra một điểm tăng trưởng cực mạnh cho kinh tế thành phố Đông Bộ khi kế hoạch dần hình thành thì vương tử quân thật sự có chút hưng phấn trước đó hắn thật sự vắt óc suy nghĩ về phương án định vị cho sự phát triển của khu quy hoạch kỹ thuật cao giờ phút này hắn mới cảm thấy kết quả sau nhiều ngày suy tư tuy lúc này nhìn qua thì thấy tương lai phát triển của đèn tiết kiệm năng lượng khá ô tối nhưng vài năm sau chục năm sau đèn tiết kiệm năng lượng sẽ đi vào trong từng hộ gia đình sẽ là một xu thế phổ cập nhanh chóng khó thể vãn hồi nếu có thể đi trước một bước ở thị trường này rõ ràng sẽ có ưu thế không ngờ lý đông lực nhìn tên thanh niên trước mắt mà không khỏi thở dài một hơi hắn đã đến tham gia hội trợ triển lãm kỹ thuật cao đáng tiếc là nhiều xí nghiệp căn bản không ưa kỹ thuật của hắn tuy có thể tiết kiệm năng lượng nhưng giá thành của loại đèn này lại khá cao căn bản làm cho người ta phải trùn bước lý đông lực tuy có thể dự đoán xã hội nhất định sẽ tiếp nhận loại đèn này nhưng bây giờ cái khó chính là tìm nhà đầu tư lý đông lực nghĩ đến những cố gắng của mình nhiều năm qua mà thở dài hắn nhìn đám người đi ngang qua mình Hắn chuẩn bị dọn hàng rời khỏi chỗ này. Chào anh, xin hỏi làm thế nào để liên lạc với anh? Vương Tử Quân nhìn Lý Đông Lực muốn thu dọn bỏ đi, hắn vội vàng trầm giọng hỏi. Lúc này cách ăn mặc của hắn và Tần Hồng Cẩm không thích hợp bàn chuyện làm ăn, hắn cũng chỉ có thể xin số điện thoại của Lý Đông Lực, sau đó tìm gặp mặt bàn chuyện. Lý Đông Lực căn bản có chút phản ứng tiêu cực với sự nhiệt tình của Vương Tử Quân, dù sao thì nhìn vào cách ăn mặc của hai người Vương Tử Quân hắn cảm thấy mình không nên quá bận tâm sau khi cùng tần hồng cẩm đi một vòng xem xét vài sản phẩm công nghệ cao hai người vương tử quân rời khỏi hội trợ triển lãm chúng ta đi bộ về nhé tần hồng cẩm giữ chặt lấy tay vương tử quân nàng dùng giọng chờ mong nói bây giờ nàng đã là một người công thành danh toại nàng cũng không thích cuộc sống lụa là mỹ thực nàng thích cùng người đàn ông mình yêu chậm rãi tận hưởng cuộc sống bình thường ngày thường nàng sẽ không dám lớn gan như thế vì người đàn ông của nàng là nhân vật của công chúng, nàng cũng phải bận tâm đến những ảnh hưởng mặt trái đến hắn. Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông không quản được dây lưng quần của mình, sao có thể làm được chuyện đại sự? Vương Tử Quân nhìn ánh mắt có vài phần chờ mong của Tần Hồng Cẩm, hắn cười nói: "Được, vậy chúng ta đi bộ về nhà." Hai người Vương Tử Quân đi trên đường cái thành phố Nam Phương, hai người là một cặp tình nhân tay trong tay. Hai người đi chưa được bao lâu thì mua vài chai nước và vài món ăn ven đường, tiếp tục vui vẻ đi về phía trước. Tuy thời tiết hơi nóng thế nhưng trong lòng hai người lại cực kỳ vui vẻ. Đi nhanh lên, nếu chậm thì không mua được vé đâu. Khi hai người Vương Tử Quân hào hứng đi trên đường, hai cô gái chợt vội vàng từ phía sau chạy đến, cô gái chạy phía trước còn liên tục mở miệng thúc giục. Tuy hai cô gái tướng mạo bình thường nhưng khí tức thanh xuân vẫn có lực quyến rũ rất lớn cô gái chạy phía sau thở hổn hển vài hơi, sau gió dùng giọng cầu xin tha thứ nói. Tiểu kỳ, cậu cũng đừng thúc giục tôi, cậu đi trước mà mua đi, mình chạy hết nổi rồi, cậu chờ tôi ở cổng bán vé là được. Cô gái chạy phía trước thấy bộ dạng mỏi mệt của đồng bạn thì lên tiếng động viên. Cậu sao vậy, luôn rơi rất lại phía sau vào đúng thời điểm quan trọng. Cậu đưa tiền cho mình, mình sẽ mua vé cho, cậu cũng không phải không biết, vẽ cổng vào xem anh tiếu kiệt dạ biểu diễn cũng không phải dễ mua tiếu kiệt dạ là ai vương tử quân căn bản không có ấn tượng gì với người này dù là trước kia hay bây giờ hắn thật sự không có hứng thú với đám ngôi sao giải trí tiếu kiệt dạ là ai vương tử quân nhìn sang thấy tần hồng cẩm cũng đang nhìn hai cô gái chạy đi hắn không khỏi khẽ hỏi anh không biết tiếu kiệt dạ là ai sao ôi đúng là em thật sự choáng váng đó là một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng của hong kong bây giờ rất nhiều cô gái chỉ cần nghe nói anh ta đến biểu diễn là bỏ cơm đi xem. Tần Hồng cầm chừng mắt nhìn Vương Tử Quân, bộ dạng thật sự không biết gì cả. Vương Tử Quân nhún vai bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, người này mình phải nên biết sao. Nhưng hắn cũng không thể nói như vậy, thế là chỉ cười nói. Giám đốc Tần, nói thật, tôi thật sự bội phục chị sát đất, chỉ có thể toàn lực phát triển kinh tế, lại chú trọng đến cả sự nghiệp văn hóa, thật sự là hai tay hai nghề, hai tay đều cứng, là xí nghiệp vĩ đại. Anh đúng là. Tần Hồng cầm nhìn gương mặt nghiêm trang của Vương Tử Quân, nàng đấm hắn một cái khá mạnh. Mối quan hệ giữa hai người chợt khăng khít hơn vài phần, Tần Hồng cầm tay trong tay với Vương Tử Quân, vô tình nàng không muốn quay về, nàng khẽ nói bên tai hắn. Tử Quân, nếu Tiếu Kiệt Dạ biểu diễn vào tối nay, chúng ta có nên đi xem không? Vương Tử Quân thật sự không có hứng tham gia các buổi ca nhạc, thế nhưng nghĩ lại thì thấy Tần Hồng Cẩm đã lâu không gặp mình, trong lòng luôn có cảm giác mắc nợ nàng, thấy nàng thiệt thòi nhiều, thế cho nên cảm thấy đi xem ca nhạc với nàng cũng không phải là ý kiến tôi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt chờ mong của Tần Hồng Cẩm, hắn lập tức đầu hàng vô điều kiện. Hắn nói ra vấn đề về vẽ, thế là Tần Hồng Cẩm lấy ra một chiếc điện thoại rất đẹp rồi bấm máy. Thế là hai người Vương Tử Quân cùng nhau đi ăn uống vui vẻ, sau đó cả hai đi đến quảng trường nhà văn hóa thành phố Nam Phương, ca nhạc được tổ chức ở đây. Khi hai người bọn họ đi đến, một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang chờ sẵn ở địa điểm hẹn trước. Vương tử quân cũng không đến gặp mặt người phụ nữ kia, hắn chờ ở một bên, hai phút sau tần hồng cẩm đã cầm hai chiếc vé đi đến bên cạnh hắn. Nàng giơ hai chiếc vé trong tay lên với vương tử quân. Anh xem, có vé rồi, chúng ta vào thôi. Vương tử quân cười cười nhìn gương mặt vui sướng của tần hồng cẩm, thật sự hắn không biết nàng còn có hứng thú với những buổi ca nhạc như thế này. Nhìn kia, xe của Tiếu Kiệt Dạ đã đến. Đám người vốn đang hối hả chợt bạo động, sau đó là nhiều âm thanh hét lên vang trời, hầu như đám người đều cố gắng vọt về phía bên kia. Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm không muốn tham gia náo nhiệt, thế cho nên đám người bên kia cứ thế mà náo loạn, hai người bọn họ đi ngược lại về phía cửa chính nhà văn hóa. Vất vả lắm hai người mới đứng vững được. Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Vương Tử Quân, nàng khẽ dùng tay lau mồ hôi cho hắn, sau đó khẽ nói: "Chúng ta không xem ca nhạc nữ, rối loạn quá. Không có vấn đề, lo lắng nhiều làm gì, cứ vào xem." Vương Tử Quân giữ chặt bàn ti của Tần Hồng Cẩm rồi dùng giọng kiên định nói: Hai chiếc xe mau đen dừng lại, Tiếu Kiệt Dạ mặc một bộ trang phục nghỉ ngơi bước xuống xe. Khi hắn bước xuống xe thì có rất nhiều người ở bên đường lớn tiếng hô lên. Bọn họ cực kỳ nhiệt tình giống như muốn tiến lên cho Tiếu Kiệt Dạ một cái ôm tập thể. Tiếu Kiệt Dạ kia cũng nhanh chóng vẫy chào khán giả, 10 phút sau mới đi vào nhà văn hóa. Vương Tử Quân thấy đám thanh niên kia tỏ ra điên cuồng, thế là không khỏi thở dài. Nhưng đó là ngôi sao mà đám người kia hâm mộ, hắn không thích nhưng cũng không thể nào cản người ta được. Nửa giờ sau thì buổi ca nhạc bắt đầu, Tần Hồng Cẩm có năng lượng rất lớn, dù sắp xếp vội vàng nhưng hai người bọn họ vẫn có vé khách quý vị trí ngồi của bọn họ là rất tốt, thế nên hai người có ánh mắt rất bao quát. Tiếu kiệt giả cất tiếng hát, vương tử quân nghe cũng không quá thích thú. Vì bình thường nếu tính tâm thì hắn sẽ có thể thấy hay, nhưng bây giờ âm thanh ồn ào, hắn căn bản đã mất đi khá nhiều hứng thú. Bây giờ đến lượt bạn tốt của tôi, cũng chính là người quan trọng nhất, mời mọi người hoan nghênh cô ấy. Khi vương tử quân ngồi trên ghế cảm thấy buồn ngủ thì tiếu kiệt giả hát xong một bài, người này đột nhiên hét lớn tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy không gian náo loạn một cô gái mặc váy trắng giống như biến thành tiên dưới ánh đèn sân khấu nàng chợt xuất hiện bên trên ôi liêu an như là liêu an như liêu an như y lấp yêu những tiếng huyết sáo tiếng la hét chói tai vang lên ngay sau đó cả không gian chợt huyên náo lúc này vương tử quân nhìn lên sân khấu thật sự có chút ngây dại tuy hắn biết rõ liêu an như chọn con đường biểu diễn vương tử quân còn dùng năng lượng của mình để quan tâm đến nàng để cho nàng không phải hứng chịu những quy tắc ngầm phức tạp của nghiệp diễn thế nhưng hắn thật sự không ngờ mình có thể gặp mặt liêu an như ở tình huống này tiếng ca dịu dàng như một con suối nhỏ chảy róc rách giữa rừng dòng nước liên tục khẽ xuôi về phía trước dưới bầu không khí được hâm nóng bằng phen hâm mộ bên dưới vương tử quân nhìn liêu an như giống như một ngôi sao sáng trên sân khấu mà vẻ mặt liên tục biến đổi trong đầu hắn lại nghĩ đến một liêu an như kiếp trước sống bên cạnh mình trong một thôn nhỏ tên là Yên Chi Nam. Này này, anh làm gì mà trừng mắt lên vậy? Hận không thể ăn sạch người ta sao? Tần Hồng Cẩm véo vào hông vương tử quân một cái khá mạnh rồi dùng giọng ghen tuông nói. Nếu như là trước kia thì vương tử quân sẽ cãi lại hai câu, thế nhưng lúc này tâm tình có chút kích động, hắn lại không nói gì. Tần Hồng Cẩm vốn nói đùa với vương tử quân, lúc này thấy hắn trầm mặc không nói, nàng nhích lại gần nói. Thế nào, anh tức giận sao? Em chỉ nói đùa thôi, anh cũng thích Liêu An như sao? Nếu vậy thì chúng ta nói rõ ràng với cô ấy, đặc biệt thu nuôi để làm người trải chiếu xếp khăn cho anh. Vương Tử Quân nghe những lời thành tâm kiên định của Lâm Khiếu Đông, hắn hiểu ý của Tần Hồng Cẩm, nhưng hắn chỉ cười mà không lên tiếng. Theo em biết thì Tiếu Kiệt Dạ này không những có thực lực mạnh mẽ ở Hong Kong, cũng là người có lực ảnh hưởng lớn trong nước. Cô gái kia không nể mặt anh ta trước mặt bao người khán giả, sau này chỉ sợ chào đón cô ấy là con đường phát triển đầy nhọc nhằn trông gai vương tử quân hiểu ý nghĩa câu nói của tần hồng cẩm hắn kéo tay tần hồng cẩm rồi cười nói sẽ không có chuyện gì tần hồng cẩm nhìn gương mặt lạnh nhạt của vương tử quân nàng chợt cười nói có chút chuyện như vậy lại là tốt cũng vừa vặn để cho chủ tịch vương làm anh hùng cứu mỹ nhân đến lúc đó người ta sẽ cảm động rơi nước mắt sợ rằng sẽ lấy thân báo đáp ấy chứ anh hùng cứu mỹ nhân Vương tử quân nhìn nụ cười như hoa của tần hồng cẩm, hắn rơi vào trầm ngâm. Xoảng, một bình hoa cao hơn một mét bị đập vỡ nát trên nền đất, những mảnh vỡ lớn nhỏ tung tóe khắp nơi. Anh Tiếu, con đàn bàn kia thật sự không biết xấu hổ, phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ, biết trong giới giải trí có những người không thể đắc tội. Một tên đàn ông còn trẻ và khá mập đứng bên cạnh Tiếu kiệt dạ, tuy hắn vẫn nở nụ cười, nhưng gương mặt và nụ cười lại làm cho người ta ớn lạnh. Tuy vừa rồi Tiếu Kiệt Giả đã đuổi quản lý của mình đi, thế nhưng hắn đối mặt với tên mập giống như không có chút ác ý nhưng mở miệng mắng chửi người như vậy lại không nói lời nào. Hắn đặt một chiếc bình hoa chuẩn bị ném xuống đất lên bàn, sau đó mới cười nói: "Anh Kim, anh sao lại đến đây?" "Sao tôi lại không đến? Anh em xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi là anh nếu không đến thì còn ra gì?" Người đàn ông được gọi là anh Kim chợt nhún vai, sau đó hắn thuận tay kéo một cái ghế đến đặt mông ngồi xuống. Cậu Tiếu, hôm nay cậu cho ra hành động như vậy cũng không quá tốt." Tên mập họ Kim tuy luôn mỉm cười, thế nhưng Tiếu Kiệt Dạ lại biết rõ anh Kim này lợi hại như thế nào. Đến nay hắn vẫn nhớ rõ, năm xưa khi hắn mới thành danh, khi đó một vị đàn anh thành danh sớm hơn vì đắc tội với anh Kim, kết quả bị đối phương đánh cho gãy hai răng cửa, cuối cùng còn phải nhờ nhiều người bày tiệc xin lỗi anh Kim. Cũng chính vì nguyên nhân đó, Tiếu Kiệt Dạ với chỗ dựa là công ty của anh Kim mập mới có địa vị như hôm nay sau khi tiếp xúc với kim mập hắn càng cảm thấy anh kim có năng lượng cực mạnh càng hiểu rõ thói quen của anh kim đó chính là khi anh kim nở nụ cười sáng lạn thì thủ đoạn càng thêm cay độc ghê người anh kim tôi biết mình lỗ mãng ở sự kiện này là tôi bị ma xui quỷ khiến nên làm ra sự kiện ngốc nghếch như vừa rồi kính mong anh kim nể mặt nhiều năm qua cùng cộng tác không cần phải tuy tiếu kiệt dạ thật sự cố gắng nặn ra nụ cười thế nhưng gương mặt vẫn trắng bệch anh kim mập nhìn biểu hiện của tiếu kiệt dạ trong lòng thật sự đắc ý. Hắn thầm nghĩ, đừng tưởng các người ra ngoài được khán giả hô hào hâm mộ, nhưng quay vào đối mặt với anh Kim ta đây cũng chỉ là hổ cúi đầu trước rồng mà thôi. Ha ha ha, cậu cứu làm gì vậy, tôi nào nói qua lời gì đâu. Khổng tử từ từng nói thực sắc tính giã, cậu làm vậy với một người phụ nữ cũng không tính là có vấn đề gì. Kim mập chỉ xuống chiếc ghế cách đó không xa nói. Cậu thiếu cũng đừng đứng đó làm gì, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một chút. Tiêu Kiệt giả thấy Kim Mập cũng không nổi giận thì mới an tâm hơn rất nhiều, hắn cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế gần bên Kim Mập, bộ dạng cung kính chờ anh Kim dạy bảo. Cậu Tiếu, sự kiện hôm nay cậu thật sự là làm không tốt, thế nhưng lại nói rõ cậu là người có tình cảm, có tính tình, nhưng cô gái kia không biết tán thưởng, cần phải dạy cho một bài học. Lúc này vẻ mặt Tiếu Kiệt Dạ từ sợ hãi bàng hoàng đã trở nên cực kỳ nịnh nọt. Hắn nghe thấy Kim Mập nói như vậy, thế là nhanh chóng yên tâm hơn đối với hắn thì chỉ cần Kim Mập không nhằm vào mình, như vậy dù thế nào cũng dễ thương lượng. Đúng vậy anh Kim, cần dạy cho cô nàng kia một bài học, đừng tưởng rằng có người che chở thì không biết trời cao đất rộng. Tiếu Kiệt Dạ nói đến đây thì có chút do dự. Anh Kim, ngài nói xem chúng ta tung clip đen của cô ta, hay ngầm cho người ra tay áp chế. Kim Mập khoát tay áo dùng giọng thản nhiên nói. Tiểu tử cậu đúng là càng ngày càng tệ, những thủ đoạn bị ổi như vậy cũng có thể nghĩ ra được cái gì mà ra tay áp chế cậu không biết phụ nữ có thể được vài năm sống trên sân khấu sao có thể chậm chế được à nhưng chúng ta nên làm một clip sex thì hay hơn cậu nói xem cô ấy quay với tôi hay với cậu đây tiêu kiệt dạ nhìn gương mặt béo núc rung động của kim mập trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét hắn nghĩ đến tình huống người phụ nữ giống như nữ thần trong lòng mình sẽ bị kim mập trả đạp thế là hắn không khỏi sinh ra xúc động đứng lên cầm ghế đánh cho tên khốn trước mặt một trận nên thân nhưng Tiếu Kiệt giả thật sự dám nghĩ mà không dám làm, hắn vẫn nở nụ cười nịnh nọt nói với Kim Mập. Trong giới giải trí có ai không biết anh Kim là siêu nhân? Tuy em rất muốn nhưng lại thấy anh Kim là người thích hợp nhất. Ha ha, cậu Tiếu, người ta nói cậu không những hát hay diễn giỏi, thậm chí ánh mắt nhìn người cũng rất tốt. Liêu An như kia thật sự không tệ đâu. Thế này đi, chờ khi tôi thỏa mãn thì sẽ giao cho cậu, cậu phải dạy bảo cô ta sao cho tốt, để cho cô ta biết muốn nổi tiếng thì không thể nào thoát khỏi sự giúp đỡ của công ty. Khi tên Kim Mập nói đến hai chữ công ty thì giọng điệu lớn tiếng hơn một chút. Tiếu kiệt dạ sao không hiểu rõ ý nghĩ của anh Kim. Dù hắn cảm thấy khinh bị loại người dùng thủ đoạn hèn hạ bị ổi như Kim Mập, thế nhưng sau khi nghe Kim Mập nói thỏa mãn sẽ nhường cho mình, thế là trong lòng không khỏi phấn chấn. Cảm ơn anh Kim, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh, sẽ ép Liêu An như phục vụ cho công ty của chúng ta. Như vậy thì tốt, công ty muốn phát triển sẽ không ly khai khỏi tình huống các thành viên hợp mưu hợp sức lại, nhưng chúng ta cũng phải rót dòng máu mới vào công ty, chỉ như vậy công ty mới có đầy đủ sức sống và sức phát triển. Cậu là một người lão thành trong công ty, cậu cần phải chủ động ở phương diện này, nếu cậu làm ra điều gì thì lãnh đạo sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Kim Mập đứng lên khỏi ghế rồi vỗ vỗ vai Tiếu Kiệt Dạ. Tiêu Kiệt giả cảm thấy lửa nóng bùng lên trong lòng. Hắn hiểu rõ về bối cảnh của công ty, nếu hắn có vị trí quan trọng trong công ty, không những sự nghiệp càng thêm huy hoàng, cũng có nhiều lợi ích ở phương diện khác. Anh Kim, tôi nghe theo lời anh. Tiêu Kiệt giả vội vàng đứng lên khỏi ghế rồi nói. Tuy Kim Mập còn chưa phải là giám đốc công ty, thế nhưng hắn cực kỳ thích nghe những lời như vậy. Tuy hắn không cao bằng Tiếu Kiệt Dạ, thế nhưng bàn chân lại dẫm lên vai của người này. Cậu Tiết, cậu là người thông minh, đi thôi, chúng ta đến khách sạn Nam Hoàng, nếu như không tự mình đến xem kịch hay của mình, như vậy cũng có chút xấu hổ. Nam Hoàng là một khách sạn nổi tiếng trong thành phố Nam Phương, Tiếu Kiệt Giả có một dự cảm với kịch hay sắp diễn ra ở khách sạn này. Dù sao hắn cũng là người theo đuổi Liêu An Như, hắn biết rất rõ Liêu An Như ngủ ở chỗ nào. Anh Kim nói đúng, chưa nói đến những thứ khác, nhìn từ điểm này thì anh Kim thật sự dư sức làm đạo diễn làm đạo diễn chỉ xem như là phí đầu óc, năm xưa Lý Đạo nói chuyện với tôi, nói tôi có thể làm đạo diễn, nếu cố gắng sẽ cho ra danh tiếng lớn. Nhưng tôi căn bản không có hứng thú, thế cho nên mới từ chối. Lý Đạo trong miệng tên mập chính là một đạo diễn nổi tiếng trong nước, nếu diễn viên trẻ được Lý Đạo quan tâm thì sẽ phát triển mạnh mẽ, ai cũng muốn lọt vào mắt xanh của người này. Bây giờ Kim Mập nhắc đến Lý Đạo, tất nhiên chỉ muốn mình có thêm thể diện mà thôi. Tiếu Kiệt Giả đã bán linh hồn của mình cho Kim Mập, thế cho nên Kim Mập nói xong thì hắn nhanh chóng nói vài lời nịnh hót, làm cho gương mặt Kim Mập càng trở nên vui vẻ. "Tôi đã tìm được người, chúng ta đi thôi, lát nữa chỉ sợ không kịp." Kim Mập vì thích người ta nịnh nọt mình, thế nhưng hắn làm việc vẫn rất chăm chú, hắn nhìn đồng hồ rồi trầm giọng nói. Tiếu Kiệt Giả vừa gật đầu xương vâng vừa đi theo Kim Mập đi về phía cửa. Đám người bọn họ ở trong khách sạn xa Hoa. Phòng không những rộng mà cực kỳ lộng lẫy. Khi bước vào cửa thì tiếu kiệt giả dạ vội vàng tiến lên phía trước, nhanh chóng mở cửa. Khi mở cửa thì tiếu kiệt giả dạ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn thấy có một lực gì đó tác động lên cửa phòng, thế nhưng hắn cố gắng dùng sức, cánh cửa vẫn mở ra. Cảm giác nghi hoặc của tiếu kiệt giả dạ vừa mới xuất hiện đã có đáp án, hắn nhìn một người đứng cách đó không xa cũng có động tác giống như mở cửa, thế là hắn có chút chần chờ. Xin hỏi ngài có chuyện gì? ngàn vạn lần đừng tưởng rằng đây là tiếu kiệt dạ lễ phép vì hắn thấy người kia căn bản không những cao to cường tráng hơn mình thậm chí sau lưng còn có vài người đàn ông cao lớn khác tiếu kiệt dạ sao người đàn ông nhìn thoáng qua tiếu kiệt dạ rồi nói tiếu kiệt dạ bị người ta hỏi tên mà không khỏi trả lời một tiếng theo bản năng nhưng người đàn ông kia nhanh chóng đi vào phòng mà đám người đi theo phía sau cũng vào trong và thuận tiện đóng cửa lại anh bạn chúng tôi là người hồng lam đường khẩu kính xin anh em giang hồ mở một mặt lưới. Kim mập không hỗ danh là ông chủ trải qua xa trường, hắn thấy tình huống không đúng thì nhanh chóng tiến lên kéo quan hệ. Nhưng tên đàn ông đi đầu của nhóm người bên kia cười nhạt nói. Hồng Lam đường khẩu cũng là anh em, tôi và ông chủ hà của các người từng gặp mặt một lần. Như vậy thì chúng ta đều là người một nhà, anh bạn, chỉ là hiểu lầm mà thôi, không thì hôm nay chúng tôi mời khách, anh em tìm một chỗ nào vui vẻ nhé kim mập lúc này đã đổi thành một gương mặt mới hắn giống như biến thành một con chó chạy đến vẫy đuôi với chủ vậy người đàn ông kia dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên mập sau đó cười nói chỉ bằng chú em mà xứng đánh xưng anh em với anh chú em hỏi ông chủ hà xem anh là người như thế nào nếu anh ta thật sự không nhớ nổi nói rằng tôi họ chịu họ chịu kim mập chợt nhớ đến một người vẻ mặt của hắn càng thêm biến đổi hắn nhìn người đàn ông trung niên nói năng thận trọng trước mặt, cảm thấy phát lạnh tận đáy lòng, hắn lên tiếng. Ông chủ triệu, tôi, tôi thật sự có mắt không trong, thật sự làm ngài bị chậm trễ. Không có gì, tôi đến đây cũng vì có chút chuyện, cậu đã ở đớ, vậy giúp tôi một chút. Tuy người này lên tiếng trưng cầu ý kiến của tên mập, thế nhưng Kim Mập biết mình căn bản không có quyền từ chối. Triệu đại ca, em cực kỳ tình nguyện phục vụ anh. Kim Mập là người giỏi xem xét tình thế, hắn nở nụ cười, gương mặt cực kỳ vui vẻ. Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên càng tươi sáng thêm vài phần, hắn khẽ gật đầu với người đàn ông đứng sau lưng mình, sau đó tên kia lấy ra một chiếc máy quay phim. Cậu Kim, thật ra cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn quay một đoạn phim. Có câu một khách không làm phiền hai chủ, phiền cậu cởi quần áo của mình ra. Tiêu Kiệt Dạ là người của công chúng, có thể nói rất mẫn cảm với máy quay phim hắn nghe thấy tên đàn ông làm cho kim mập sợ hãi cho ra yêu cầu như vậy thật sự không thể nào hiểu rõ đối phương muốn làm gì anh kim bọn họ muốn quay cái tiêu kiệt dạ suy nghĩ cẩn thận rồi lớn tiếng hô lên với kim mập nhưng đám người bên kia nghe thấy như vậy cũng chỉ đứng cười tủm tỉm hồn nhiên giống như không nghe thấy gì kim mập càng có chút do dự nhưng sau đó hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình kiệt dạ phối hợp một chút Kim Mập vừa nói vừa ra hiệu cho Tiếu Kiệt Giả cởi quần áo, nhưng sau khi hắn cởi xong thì quay đầu nói. "Triệu đại ca, có thể nói cho em biết, rốt cuộc là vì cái gì không?" "Vì cái gì sao? Ha ha, cái đó không liên quan đến cậu, chỉ là hắn đắc tội với một người không nên động vào." Tên đàn ông họ Triệu phất tay chỉ về phía Tiếu Kiệt Giả rồi nói. "Đắc tội với người không nên động vào." Tiếu Kiệt Giả thật sự không ngờ sự việc này lại phát sinh trên người mình khi hắn định hét lên thì kim mập đã nhanh chóng tiến lên xé áo choàng của hắn. An như, cô thật sự rất may mắn, may mà họ tiếu kia xảy ra chuyện, nếu không lần này tôi thật sự không thể bảo hộ được cô. Một người đàn ông mập mạp hơn bốn người mang theo chút quyến rũ vốn không nên xuất hiện trên người đàn ông đang dùng giọng nịnh nọt nói với Liêu An Như. Liêu An Như nghe lời của người đàn ông này mà chỉ nhíu mày không nói gì, nàng tuy không hài lòng với người đại diện của mình, thế nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Hi hi, lại nói tiếp, An Như, hôm qua cô thật sự rất may mắn, nếu không phải cô đứng vững trước áp lực, chỉ sợ hôm nay nước bẩn đã dội hết lên người cô rồi. Người đàn ông ngồi xuống cách Liêu An Như không xa, hai ngón tay kẹp một hạt đậu đỏ bỏ lên miệng, sau đó dùng giọng có chút tiếc nuối nói. Thật sự không ngờ Tiếu Kiệt Dạ lại là người như vậy, chật chật, đúng là người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Liêu An Như nghe những lời công kích của người đại diện của mình với Tiếu Kiệt Dạ mà run rẩy không thôi. Ngày hôm qua nàng quay về và bị mắng vì chuyện liên quan đến Tiếu Kiệt Dạ, nhưng bây giờ Tiếu Kiệt Dạ sinh chuyện như vậy, tên này lại xem như quên hết mọi chuyện. Khi Liêu An như trầm ngâm thì người đại diện của nàng giống như nhớ đến điều gì đó, hắn đuối hai ngón tay ra nói. An như, cô biết hôm qua ai gọi điện thoại đến không? Hi hi, tôi nói cho cô biết là ông chủ hà bên Hong Kong, anh ta nói muốn xin lỗi cô vì sự việc xảy ra vào ngày hôm qua. Liêu An như khẽ gật đầu, Nàng đi vào trong ngành giải trí, có một số việc nàng biết rất rõ. Tuy nàng không phải là người nhiều năm trong nghề, nhưng cũng biết ông chủ Hà có địa vị rất cao. Chương 569, nâng đá đập chân người. Đừng nói là chuyện xảy ra ngày hôm qua, dù là sự kiện lớn hơn gấp 10 lần thì ông chủ Hà sẽ chẳng cần phải xin lỗi. Bây giờ đối phương gọi điện thoại đến xin lỗi, sự việc này có ý nghĩa rất sâu. Liêu An Như cũng không ngốc, sau khi Tiếu Kiệt Giả gặp chuyện không may và ông chủ Hà gọi điện thoại đến xin lỗi thì sự việc có liên quan chặt chẽ đến nhau. Đằng sau hai sự việc kia giống như có một bàn tay nào đó đang thúc đẩy sự việc. Đúng rồi, An Như, cô xem tôi kìa, thiếu chút nữa đã quên mất sự việc quan trọng. Khi ông chủ Hà gọi điện thoại còn nói, bọn họ đang quay một bộ phim, tựa đề hình như là điệp huyết thì phải, bọn họ đang thiếu một nữ nhân vật chính, ông chủ Hà thấy cô rất phù hợp. Người đại diện tuy nói dài dòng nhưng Liêu An như biết rõ ràng, bộ phim kia chạm tay vào có thể phỏng, không biết có bao nhiêu người cố gắng vào làm diễn viên chính, không ngờ việc tốt lại rơi lên đầu mình. Tôi không biết mình có diễn tốt hay không. Liêu An như lẩm bẩm nói. Sao lại không diễn tốt? An như, có đôi khi tôi thật sự hoài nghi cô có phải là con riêng của Thượng Đế hay không? Cô xem vì sao mỗi khi gặp phải chuyện gì lớn, chỉ cần sự việc có liên quan đến cô thì tất cả đều là gặp giữ hóa lành, luôn có kết quả tốt đẹp như vậy. Liêu An như thật sự không chịu được những lời lải nhải của người đại diện, nàng mở TV lên. Lúc này TV cũng không có tiết mục gì hay, đúng lúc nàng cảm thấy tâm tình rối loạn, đột nhiên có một bóng người lóe lên, sau đó xuất hiện rõ ràng trên màn hình. Hôm nay Chủ tịch Hoàng Tân Kính chiêu đãi Chủ tịch Vương Tử Quân của thành phố Đông Bộ tỉnh Sơn Nam ở khách sạn Nam Phương vào buổi gặp mặt hôm nay tại sao anh ta lại ở chỗ này những gì mình gặp phải ngày hôm nay có liên quan đến anh ta hay không nếu như là anh ta vì sao anh ấy không chịu đến gặp mình liêu an như thầm suy đoán như vậy nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút cay đắng hi 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 trẻ tuổi như vậy đã là chủ tịch thành phố thật sự la hiếm có an như nếu cô có thể tìm được một người đàn ông như vậy xem như một bước lên trời đừng nói như vậy hỏa từ trong miệng mà ra anh cũng đừng nói nhiều nữa liêu an như lúc này không còn hứng thú nói chuyện nàng đứng lên khỏi ghế salon sau đó quay đầu đi vào phòng ngủ của mình liêu an như vào trong phòng ngủ nàng mở chiếc túi tùy thân ra bên trong là một cái gương nhỏ hình trái tim nàng lấy chiếc gương ra khẽ ve vuốt giống như trong lòng có muôn ngàn áp lực nhưng lại được chiếc gương xóa đi sạch sẽ trong gương là gương mặt liêu an như trên nắp gương có hình bóng của một người thanh niên hắn đang nở nụ cười vì sao anh luôn giúp em, thế nhưng lại luôn tạo khoảng cách với em. Chẳng lẽ anh thật sự không có cảm tình với em? Trong phòng vang lên những âm thanh nức nở nghẹn ngào. Khi hội trợ kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ đang được tiến hành với khí thế hừng hực, Vương Tử Quân là người đứng đầu công tác kêu gọi đầu tư lại đang nhàn nhã uống trà trong một căn biệt thự. Biệt thự không tính là quá lớn, nếu so với biệt thự của Tần Hồng Cẩm thì kém hơn, thế nhưng nó lại có kiến trúc phong cách khá cổ, thể hiện cảm giác khí phái ha ha ha, chủ tịch tử quân, đã nói là 10 giờ đến mà. Một tiếng cười cởi mở vang lên, một người đàn ông chưa đến 50 chợt nở nụ cười vui vẻ đi đến. Người đàn ông này mặc tây trang, cơ thể nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác bình thường, nhưng nếu quan sát cẩn thận thì sẽ thấy được những khí độ khác thường trong cảm giác bình thường như vậy. Khi người đàn ông kia đi đến thì vương tử quân nhanh chóng mỉm cười đứng lên, hắn khẽ gật đầu với đối phương rồi cười nói. Bí thư Thạch bận rộn cả ngày, có thể bớt chút thời gian đến gặp tôi, điều này thật sự là quá mức may mắn. Tuy Vương Tử Quân nói những lời khiêm tốn, thế nhưng thực tế cũng không khác gì. Dù hắn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, thế nhưng nếu so với phó bí thư thành phố Quảng Đông kiêm bí thư thị ủy thành phố Nam Phương thì thật sự còn kém nhiều lắm. Được rồi, Tử Quân cũng không nên tiếp tục nói nhiều lời khách sáo. Khi còn bé tôi lớn lên cùng với anh Đông Tường, nếu như anh ấy biết tôi dở trò đùa giỡn trước mặt con rể anh ấy, anh ta sẽ không tha thứ cho tôi. Người đàn ông được Vương Tử Quân gọi là Bí Thư Thạch khẽ khoát tay áo cười nói với Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt càng thêm thân mật. Vương Tử Quân tất nhiên cũng không quá quan tâm đến vẻ thân mật của đối phương, dù sao hắn và người ta cũng chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Tuy hai bên có quan hệ gia đình, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ đôi khi những thứ này cũng không quá đáng tin. Thạch Kiên Quân là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, bí thư thị ủy Nam Phương, ngoài chức vụ chói mắt thì còn là con trai của Thạch lão năm xưa đồng cấp với Mạc lão gia tử. Tuy bây giờ Trương lão cũng đã lui xuống giống như Mạc lão gia tử, thế nhưng năng lượng vẫn làm cho người ta khó thể coi thường. Thạch Kiên Quân là người tham chính, là nhân vật đứng đầu đời thứ hai của Thạch gia, từ khi tham chính đến nay luôn làm ra những chuyện đầy hiện thực, luôn được nhận lời khen thưởng từ lãnh đạo. Bí thư Thạch, bố vợ tôi thường xuyên nhắc đến ngài. Vương tử quân nở nụ cười khiêm tốn, sau đó khẽ nói với Thạch Kiên quân. Thạch Kiên quân khẽ gật đầu, sau đó hắn ngồi xuống nói. Tử quân, lần này cậu đến thành phố Nam Phương tổ chức hội trợ kêu gọi đầu tư có thuận lợi không? Nếu có gì khó khăn cứ nói với chú, chuyện lớn thì chú chưa chắc thế nhưng chuyện nhỏ thì hoàn toàn có thể. Vương tử quân biết rõ với thân phận của Thạch Kiên quân, tuy nói là việc nhỏ nhưng cũng tuyệt đối không thể nhỏ được. Chỉ cần bí thư Thạch mở miệng, Giúp mình kéo vài hạng mục vài trăm triệu chỉ là chuyện bình thường. Trước khi Vương Tử Quân đến thì luôn do dự xem có nên tiếp nhận phần nhân tình này của Thạch Kiên Quân hay không. Dù sao thì người trong quan trường thiếu nợ nhân tình sẽ mãi giữ bên mình, nhưng khi gặp mặt Thạch Kiên Quân thì hắn chợt cho ra quyết định nhận sự trợ giúp của đối phương. Thứ nhất là nhân tình này không lớn, mình hoàn toàn có thể trả được, thứ hai cũng là quan trọng nhất, đó là khi gặp mặt Thạch Kiên Quân thì hắn chợt cảm thấy người này có thể kết giao thiếu nợ nhân tình với người này cũng là một thủ đoạn làm thân cận mối quan hệ giữa hai bên chú thạch nói thật chú đến đây để cầu viện binh lần này đến đây kêu gọi đầu tư thì cháu đã quá tâng bốc nhưng bây giờ thật sự không quá lý tưởng vương tử quân xoa xoa hai bàn tay hắn cười nói vì không muốn mất mặt quay về thành phố đông bộ thế cho nên cháu cũng chỉ mặt dày mày dạn đến cầu ngài cháu cũng mong ngài đừng cho bố cháu biết được nếu như bị bố cháu biết được chỉ sợ sẽ không biết sẽ dạy bảo cháu như thế nào ha 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 bố vợ của cậu vẫn là tính tình như vậy vẫn là quá cố chấp thật sự không thể nào thay đổi được tôi ở đây nếu có gì khó khăn không đến tìm tôi thì tìm ai nếu không đến tìm thì tôi mới thật sự tức giận thạch kiên quân nói rồi khẽ gõ tay xuống bàn ngày hôm qua tôi gặp mặt một người bạn cũ anh ấy chủ yếu sản xuất ra công chế phẩm thủy tinh Bây giờ vùng Duyên Hải liên tục có xu thế sử dụng công nhân cho các ngành nghề sản xuất, những công ty gia công sẽ phải chuyển địa điểm. Tôi gần đây có thái độ rất tích cực với phương án điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, nếu cậu tử quân đã cần, như vậy thì không cần đi đâu cả, tôi sẽ lên tiếng mời gọi, để cho anh ấy liên lạc với cậu. Nụ cười trên mặt vương tử quân vẫn không thay đổi, thế nhưng trong lòng càng thêm coi trọng chú Thạch này. Xem ra trước khi gặp mặt thì Thạch Kiên Quân đã tìm hiểu tư liệu về mình, nếu không sẽ chẳng giới thiệu một xí nghiệp như vậy cho mình. Đối với một người có thể tham dò chi tiết về mình trong tình huống vô tình, Vương Tử Quân thật sự cảm thấy bội phục, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Hắn dùng giọng chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của Thạch Kiên Quân, sau đó hai người hàn huyên với nhau về đủ thứ chuyện. Hai người là hai vị lãnh đạo phụ trách hai thành phố, tuy thành phố Đông Bộ và Nam Phương là không giống nhau, thế nhưng hai người vẫn có không ít chủ đề chung khi hai người bọn họ nói về phương diện phát triển kinh tế, thật sự có nhiều hương vị cộng hưởng. Đối với Thạch Kiên Quân, hắn sở dĩ đến gặp Vương Tử Quân hoàn toàn là vì nể mặt mạc đông tường. Dù Vương Tử Quân cũng xem như là một vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi mạ vàng trong thể chế chính trị hiện hành, hơn nữa nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng một người như vậy cũng khó lọt vào mắt xanh của Thạch Kiên Quân. Không ngờ lúc này nói chuyện thì hắn không khỏi ngạc nhiên về Vương Tử Quân, thái độ cũng thay đổi khá nhiều. Thạch Kiên Quân cảm thấy mình có vài quan điểm vượt mức quy định, thế nhưng khi so sánh quan điểm đó với Vương Tử Quân, hắn chợt phát hiện quan điểm của mình giống như mới chỉ phản ánh một phương diện mà thôi. Sau khi Vương Tử Quân dùng giọng lưu loát để nói hơn 10 phút, không những là miệng lưỡi sắc sảo mà còn thật sự cầu thị, hơn nữa còn có những quan điểm thật sự rất tốt, thật sự mạnh như thác đổ. Thạch Kiên Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Hắn thầm nghĩ, Mạc Đông Tường xem ra quá may mắn. Rõ ràng tìm được một đứa con rể như vậy. Nếu như hắn có được một đứa con rể như thế, thật sự là quá tốt. Vô tình trong đầu hắn xuất hiện tình huống khó coi, đó là nếu Vương tử quân ly hôn với con gái của Mạc Đông Tường, như vậy nhất định phải gả con gái cho người này. Nhưng ý nghĩ xấu xa này chỉ lóe lên và nhanh chóng bị Thạch Kiên quân ném qua sau đầu. Hắn vốn sắp xếp chỉ gặp Vương tử quân nửa giờ, thế nhưng lúc này thật sự không ngừng được, sinh ra cảm giác hận vì gặp mặt quá muộn. Vì vậy khi thư ký đến xin chỉ thị, hắn khoát tay cho đối phương đi ra ngoài. Tử quân, cậu có nghĩ đến tỉnh Quảng Đông giúp đỡ tôi không? Những thứ khác tôi không nói, nhưng vị trí phó chủ tịch thường vụ thì hoàn toàn có thể. Sau khi thảo luận về phương diện phát triển năng lượng, Thạch Kiên Quân cười nói với Vương Tử Quân. Dù là chủ tịch thành phố đông bộ thế nhưng nếu so về cấp bậc và lực ảnh hưởng thì căn bản vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố Nam Phương mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa có sự giúp đỡ của Thạch Kiên Quân, sẽ có đường tắt tiến lên làm chủ tịch thành phố. Thành phố Nam Phương là một trung tâm kinh tế của cả nước, chủ tịch thành phố sẽ có cấp phó bộ. Vương Tử Quân thật sự rất động tâm với lời đề nghị của Thạch Kiên Quân, nhưng ngay sau đó hắn đã trấn tĩnh lại. Cảm ơn chú Thạch đã để mắt đến cháu, nhưng cháu còn quá trẻ, nên thành thật ở lại thành phố Đông Bộ rèn luyện 2 năm rồi nói sau. Thạch Kiên Quân cười cười, Vương Tử Quân từ chối cũng nằm trong dự đoán của hắn nhưng hắn cũng không muốn buông tay như vậy. Hắn nâng ly trà lên nhuần giọng, sau đó nói tiếp. Bí thư nhiếp sắp đi đến bộ và ủy ban trung ương, cậu đã nghe nói đến tin tức này chưa? Tuy Thạch Kiên Quân nói rất ẩn giấu nhưng Vương Tử Quân vẫn hiểu rõ ý nghĩa của vị trưởng bối này, đó là sau này tỉnh Sơn Nam sẽ là thiên hạ của Dương Phái, đến lúc đó Vương Tử Quân cũng chưa chắc sẽ thoải mái phát triển như lúc này. Cháu cũng nghe nói về điều này, hình như là nhận chức trước, trước Tết thì phải. Vương Tử Quân cười cười nói với Thạch Kiên Quân: "Chú Thạch, đây chính là một cơ hội lớn, nếu ngài có thể tiến thêm một bước, như vậy tỉnh Sơn Nam sẽ là một địa phương rất tốt." Thạch Kiên Quân vốn không ngờ mình khuyên Vương Tử Quân, bây giờ sự việc đảo ngược thành Vương Tử Quân khuyên mình. Đi đến tỉnh Sơn Nam, Thạch Kiên Quân nghĩ vậy mà không khỏi siết chặt nắm đấm. Năm xưa Thạch Kiên Quân chẳng phải chưa từng công tác ở tỉnh Sơn Nam, nhưng kết quả cuối cùng dưới áp lực của người kia mà không thể không rời đi. Tuy thời gian đã qua 10 năm, thế nhưng sự kiện năm xưa như chìm gãy cánh, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể nào quên. Nhưng bây giờ vị trí của người kia ngày càng lên cao, Thạch Kiên Quân bây giờ cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể che giấu tâm tư của mình. Thế nhưng trái tim nóng bỏng trong lồng ngực vẫn chưa một lần ngừng thiêu đốt. Đi đến tỉnh Sơn Nam, có thể tiến thêm một bước. Thạch Kiên Quân mỉm cười, hắn ở vị trí này dù tốt nhưng đã được 4-5 năm, hắn biết mình nhất định phải đổi chỗ, nếu như không làm vậy thì thành tựu cũng chỉ có hạn mà thôi. Người bình thường chỉ chìm đắm trong cuộc sống bình thường, còn người có trí lớn thì căn bản không thể ngồi chờ chết. Thạch kiên quân hắn dù không dám tự nhận là ngọa hổ tàng long, thế nhưng cũng có ý chí của bậc quân vương. Người ngồi lâu một chỗ thì tâm tính cũng lạnh lẽo, hai mắt biến thành màu đen, huống hồ là người trong quan trường. Người làm quan tuyệt đối phải hiểu chân lý quan trường, kỳ ngộ là cực kỳ quan trọng, vì người trong thể chế ai mà không muốn đột nhiên có ánh sáng lóe lên soi đường cho mình. Thời cơ như mây trôi, qua ngay tức khắc, thế nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không thể thiếu. Lúc này phải nắm bắt cơ hội, thừa cơ vùng lên, như vậy mới có thể đi xa hơn. Tỉnh Sơn Nam cũng không phải nằm trong lo nghĩ của Thạch Kiên Quân, hơn nữa hắn cảm thấy mình muốn đi cũng không phải thích là được, vì ở tỉnh Sơn Nam còn có một người có lực cạnh tranh cực mạnh. Phó Chủ tịch Thường Vụ Tề Chính Hồng, Thạch Kiên Quân nghĩ đến cái tên này mà chợt ngứa răng. Năm xưa người này làm cho sự việc của hắn trở nên phức tạp, điều này hắn luôn khắc cốt ghi tâm không thể nào quên. Năm xưa Tề Chính Hồng tỏ ra bàng quan với một Thạch Kiên Quân đang rơi vào tình huống nước sôi lửa bỏng, đồng thời tỏ ra hả hê khi bỏ đá xuống giếng, tình huống như vậy thì sao Thạch Kiên Quân có thể quên được? Hắn thấy Tề Chính Hồng là một cán bộ dòng chính của Dương Phái, là người có lực cạnh tranh cực mạnh cho vị trí chủ tịch tỉnh Sơn Nam chương 570, kẻ được dân tâm được cả thiên hạ, kẻ có ý nghĩ sẽ nắm dân tâm. Khi máy bay cất cánh thì vương tử quân kết thúc cuộc nói chuyện với Trương Đảo Long, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng lại không ngủ được, vì vậy chỉ có thể đọc báo cho qua thời gian. Vương tử quân lật qua vài tờ mà cảm thấy hai mắt díp lại, hắn chuẩn bị buông tờ báo để nghỉ ngơi, đúng lúc thấy ở góc tờ báo có một bài viết về chất lượng công trình. Bài báo này không quá dài, chủ yếu là nói về việc tăng cường giám sát chất lượng công trình. Nhưng bài viết này lại làm cho Vương Tử Quân chú ý đến một câu, cầu Hà Kiều của tỉnh Sơn Nam mới thông xe vài năm nhưng đã nhanh chóng xuống cấp, một công trình bã đậu. Dù bài viết này nhìn có vẻ lơ đáng nhưng lại có một câu nói như vậy, điều này làm cho Vương Tử Quân mẫn cảm phát hiện ra vấn đề. Chỉ là một câu hời hợt nhưng có đầy ý nghĩa, là một bài viết giết người không cần dùng dao. Xem ra Thạch Kiên Quân đã ra tay. Nhưng lại không giống như suy nghĩ của Vương Tử Quân, thủ đoạn của Thạch Kiên Quân càng bí mật thì càng cao siêu. Người tham chính không những có dã tâm, còn phải có trí tuệ, những trò chơi thế này cần dũng cảm bố trí. Lúc này Vương Tử Quân vẫn nhìn tờ báo thế nhưng trong lòng đang suy tính xem Thạch Kiên Quân sẽ tiếp tục bước tiếp theo như thế nào, vì trong vòng xoay quan trường, chính trị thường dùng thủ đoạn đổi lấy mục tiêu. Có đôi khi chuyên tâm một việc thì thời gian trôi qua nhanh hơn. Vương Tử Quân trầm ngâm dây lát thì máy bay đã đáp xuống sân bay thành phố Sơn Viên. Tin tức nhóm người Vương Tử Quân quay về đã được truyền ra, thế cho nên khu thường chú thành phố Đông Bộ ở tỉnh thành nhanh chóng phái vài chiếc xe đến đón người. Sau khi phân phó cho Trương Đảo Long và Thái Nguyên Thương đi đến khách sạn Hồng Đông, Vương Tử Quân đến nhà bí thư Nhiếp Hạ Quân. Vì có hẹn trước nên Vương Tử Quân thuận lợi đến gặp mặt bí thư Nhiếp Hạ Quân. Bí thư Nhiếp Hạ Quân đang đọc sách trong phòng làm việc, bộ dạng rất nhàn nhã khi thấy vương tử quân cầm theo thùng giấy đi vào thì cười nói. Chủ tịch vương, cậu đi về từ phương xa, mang quà gì cho tôi đấy? Vương tử quân tiện tay đặt thùng giấy xuống phòng khách trong nhà nhiếp hạ quân. Ôi, bí thư nhiếp, thật sự hỗ thẹn, đây cũng không phải là quà cáp, chỉ là tôi đưa đoàn kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ đến thành phố Nam Phương, thế là đưa về chút đặc sản cho ngài nếm thử. Tất nhiên tôi cũng phải báo trước, tôi còn chưa dùng cơm, thế cho nên những thứ này cũng có thể làm món nhắm rượu. Nhiếp Hà quân nhìn người giúp việc có chút luống cuống tay chân, lão vung tay lên chặn lại. Đi làm hai món để chúng tôi uống vài ly. Bí thư nhiếp, gì đã có lời phân phó, khi ngài không có việc gì thì nên uống ít rượu lại một chút. Người giúp việc là một cô gái hơn 20 tuổi, bộ dạng bình thường nhưng lại cực kỳ thông minh. Từ lời khuyên của nàng với bí thư nhiếp Hà quân, có thể thấy cô nàng có chút địa vị trong nhà này nhiếp hạ quân khoát tay áo nói người khác đến sẽ không uống nhưng tử quân đến nhà không thể không uống cô vào phòng tôi lấy chai rượu lâu năm ra đây hôm nay uống vài ly mới được đây là cháu gái của vợ nhiếp hạ quân cô gái tên là lâm tuấn muội nàng ở trong nhà bí thư nhiếp hạ quân và thật sự có chút địa vị nhiều khi nàng nói ra ý kiến của mình thì bí thư tỉnh ủy nhiếp hạ quân cũng phải khiêm tốn tiếp nhận lúc này nhiếp hạ quân trả lời càng làm cho lâm tuấn muội cảm thấy kinh ngạc nàng đưa mắt nhìn vương tử quân, trong lòng chợt cảm thấy có chút hồ nghi. Người này còn trẻ như vậy sao lại được bí thư phá lệ uống rượu? Nàng thầm cảm khái người đàn ông kia trẻ tuổi đẹp trai, đồng thời bắt đầu suy đoán về thân phận của người được bí thư nhiếp gọi là chủ tịch vương. Còn trẻ như vậy đã là chủ tịch thành phố, có phải thật sự là vậy không? Lâm Tuấn muội thầm nghĩ như vậy, nàng cũng không nói gì thêm, nhanh chóng xuống bếp làm vài món đưa lên nhiếp hạ quân tiếp nhận bình rượu đã không còn nhiều lắm trong tay của Lâm Tuấn Muội sau đó lão cười hì hì nói. Tử quân, rượu này được tôi cất giấu nhiều năm, năm xưa khi xuống xã công tác thì có tổ chức nấu rượu, đây chính là rượu gạo. Năm xưa tôi mất hai ngày hai đêm đi tìm về một con heo sổng chuồng, thế là đội trưởng vui vẻ thưởng cho tôi sáu chai rượu. Hi hi, nếu như không phải vì sự kiện như vậy, chỉ sợ cũng không có lộc được hưởng rượu ngon thế này. Tuy Nhiếp Hạ Quân đã là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, thế nhưng lão nói đến chuyện năm xưa thì vẫn tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Vương Tử Quân vừa dọn chén đũa vừa cười nói: "Bí thư Nhiếp, tôi phát hiện ra trước kia mình phạm không ít sai lầm." "Thế nào, tiểu tử cậu cũng có lúc khiêm nhường như vậy sao?" Nhiếp Hạ Quân biết Vương Tử Quân đã rất lâu, lão biết rõ cậu thanh niên kia tính tình ôn hòa, nhìn qua bình dị gần gũi nhưng từ sâu trong lòng lại rất kiêu ngạo nếu muốn để cho vương tử quân mở miệng thừa nhận sai lầm thì thật sự không dễ dàng chút nào vương tử quân vừa thuận thế nhận chai rượu trong tay của nhiếp hạ quân vừa cười nói bây giờ tôi mới biết bí thư nhiếp cất giấu nhiều thứ tốt nếu như trước kia tôi đến nhiều hơn mỗi lần đều đưa đồ nhắm đến có lẽ trong nhà cũng có vài bình rượu như vậy nhiếp hạ quân nhìn vương tử quân rót rượu vào hai ly mà gương mặt càng thêm vui vẻ lão khoát tay chặn lời vương tử quân Tiểu tử cậu cũng đừng có ý với rượu của tôi, tôi nói cho cậu biết, rượu này chỉ còn một chai cuối cùng mà thôi." Vương Tử Quân nâng ly rượu lên cùng với Nhiếp Hạ Quân, hắn cảm thấy mùi hương bùng lên khóe miệng. Tuy hắn không phải là cao thủ uống rượu thế nhưng mỗi ngày hầu như đều phải uống, vì vậy mà cũng xem như là người có khả năng ngửi mùi phân biệt rượu. "Bí thư Nhiếp, ngài sẽ không chỉ đi tìm một con heo chạy lạc cho đội sản xuất đấy chứ?" Vương Tử Quân rót đầy ly rượu rồi cười nói nhiếp hạ quân nào không rõ ý nghĩ của vương tử quân lão khẽ dùng đúa vỗ tay vương tử quân nói tiểu tử cậu hay lắm đừng nói vòng quanh với tôi tôi nói cho cậu biết chỗ này của tôi chỉ còn một chai rượu mà thôi cho dù cậu có muốn uống thêm cũng không còn hai người nói cười một lúc bình rượu chậm rãi cạn đi một nửa lúc này vương tử quân thật sự cảm thấy có chút lơ mơ nhưng nhiếp hạ quân ngồi bên cạnh lại không có việc gì giống như nãy giờ chỉ là uống nước mà thôi Trình độ của bí thư tỉnh ủy quả nhiên không phải là chủ tịch thành phố có thể so sánh được, khi Vương Tử Quân đang thầm cảm khái thì lại nghe bí thư Nhiếp Hạ Quân nói. "Tử Quân, sau này cậu làm việc cần chú ý một chút, về sau chú trọng vào vấn đề đoàn kết." Vương Tử Quân nghe lời nói của bí thư Nhiếp Hạ Quân, hắn khẽ gật đầu, hiểu rõ ý nghĩ của bí thư Nhiếp. "Tiểu tử cậu thông minh, có bản lĩnh, hơn nữa khó có được là làm người cũng không tệ. Dù tôi ở trong tỉnh có nói vài lời cho cậu" thế nhưng thực tế dù tôi có không nói lời nào, cũng không ai làm gì được cậu. Nhiếp Hà quân cũng không dừng lại, lão nâng ly rượu lên uống cạn rồi nói. Tử quân cậu công tác ở thành phố Đông Bộ, tôi nhìn thấy rất rõ ràng, cậu làm việc thật sự không tệ. Đặc biệt là bây giờ kinh tế thành phố Đông Bộ đã phát triển vượt qua thời đại của tiết diệu tiến, chỉ cần tiếp tục phát triển như vậy, cuối năm nay thành phố Đông Bộ sẽ biến thành một ngôi sao sáng của tỉnh Sơn Nam. Vương tử quân lẳng lặng lắng nghe lời nói của nhiếp hạ quân, tuy bí thư nhiếp không nói đến chuyện mình có thể gặp giữ hóa lành trong tỉnh, thế nhưng hắn biết rõ, mình sở dĩ đi lại đường hoàng trên đất bằng cũng không ly khai khỏi sự giúp đỡ to lớn của nhiếp hạ quân. Ban ngành, sự việc đã quyết định rồi sao? Vương tử quân cũng không nói gì về vấn đề kinh tế của thành phố Đông Bộ, hắn dừng lại rồi khẽ hỏi nhiếp hạ quân. Đã quyết định rồi. Nhiếp hạ quân trầm ngâm dây lát, lúc này lão nâng ly rượu lên, sau đó uống cạn. Nhìn vào vẻ mặt của bí thư Nhiếp thì Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩa của nó là như thế nào, bí thư Nhiếp Hạ Quân nhìn thì có vẻ rất ung dung thế nhưng trong lòng cũng không được bình tĩnh như những biểu hiện bề ngoài như vậy. Nhiếp Hạ Quân cũng không muốn đi, lão đã khống chế được cục diện ở thành phố Đông Bộ, lão đang triển khai kế hoạch lớn của mình và thật sự không muốn đi đâu cả. Tuy lão là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng có một số việc không phải lão có thể quyết định được. Tử Quân tôi cũng đọc vài bộ tiểu thuyết võ hiệp, tôi cảm thấy cảm giác sảng khoái khi giải quyết được kẻ thù thật sự qua nhanh, người thắng thật sự là những người biết ẩn nhẫn. Thế cho nên nói an phận làm người, ổn định làm việc mới là chân lý. Nhiếp Hạ Quân nói đến tiểu thuyết võ hiệp thuần túy chỉ là lấy cớ, Vương Tử Quân biết rõ đây là lão đang nói với mình, sau này cũng đừng nên quá ngẩng cao đầu. Bí thư nhiếp khuyên mình sau này nên biết ẩn nhẫn trong tỉnh Sơn Nam đầy mưa gió vương tử quân đang định lên tiếng thì nhiếp hạ quân khoát tay áo nói tôi vốn chuẩn bị điều cậu về tỉnh chiết giang chỗ đó có anh lâm cậu dù thế nào cũng không có việc gì nhưng cuối cùng tôi lại bỏ qua ý nghĩ này cậu muốn đi xa trên con đường này như vậy không những phải có kinh nghiệm đi đường thuận còn phải có kinh nghiệm đi ngược chỉ có những người từng đi ngược dòng mới có thể biểu hiện được phong thái thật sự của mình vương tử quân là người trọng sinh kiếp trước có độ tuổi không khác gì nhiếp hạ quân tất nhiên biết rõ câu nói của bí thư nhiếp là rất đúng hắn rót đầy ly cho bí thư nhiếp lúc này mới khẽ nói bí thư nhiếp ngài cứ yên tâm tôi sẽ không để cho ngài thất vọng sau khi tôi đi thì anh hào sẽ tiến lên tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy tất nhiên vị trí của anh hào sẽ để chống nhưng bí thư truyền thụy căn bản không có khả năng quá lớn nhiếp hạ quân khẽ nâng ly rượu lên rồi khẽ nói nhiếp hạ quân có thể để lộ ra những lời này cũng đủ để thấy không xem vương tử quân là người ngoài, lão nói ra như vây để cho vương tử quân sớm cho ra chuẩn bị. Trong quan trường một mình chiến đấu hăng hái sẽ dễ rơi vào tình huống hai mặt đều là kẻ địch, nhiếp hạ quân nhắc nhở vương tử quân nhanh chóng thành lập mặt trận của mình, gây dựng lực lượng của mình. Tuy nhiếp hạ quân không đề cử nhiếp hạ quân quay về tỉnh Chiết Giang, thế nhưng vương tử quân cũng có thể thừa cơ hội bí thư nhiếp còn tại vị để quay về tỉnh nhà. Bí thư lưu không có nhiều khả năng, nhưng chủ tịch tề càng không có khả năng hơn. Vương tử quân đặt ly rượu xuống bàn, hắn trầm giọng ngã bài với nhiếp hạ quân. Nhiếp hạ quân chợt sướng sờ, lão thật sự không ngờ vương tử quân lại nói ra một câu như vậy, vì lão nhận được tin tức rằng khả năng tề chính hồng tiến lên vị trí chủ tịch tỉnh Sơn Nam là rất lớn. Bây giờ vương tử quân nói như vậy, nếu như là người ngoài nói thì lão sẽ không tin, nhưng nó lại xuất phát từ miệng vương tử quân, điều này làm cho lão trở nên trầm ngâm chuyện gì xảy ra nhiếp hà quân có hơi dừng lại rồi dùng giọng âm trầm hỏi nghe nói cầu vượt sông hà kiều có vấn đề về chất lượng vương tử quân cũng không che giấu mà trực tiếp trầm giọng nói với nhiếp hà quân nhiếp hà quân tất nhiên biết rõ cầu hà kiều ở chỗ nào nhưng lão cũng chưa nghe nói nhiều về nó thế nhưng lão cũng biết được năm xưa ai là người chủ trì công tác xây dựng cây cầu huyết mạch kia tề chính hồng năm xưa người này là tổng chỉ huy công tác xây dựng cầu Hà Kiều, nếu thật sự cây cầu có vấn đề, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng rất lớn với tề chính hồng. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, nhiếp hạ quân thầm cảm thấy vui vẻ. Tuy lão chưa có chứng cứ gì cả, thế nhưng dấu hiệu này đã cho thấy, lão rời khỏi tỉnh Sơn Nam cũng không rời khỏi công lao của tề chính hồng. Nhưng bây giờ tề chính hồng đỏ mắt lên, nhiếp hạ quân không còn đủ lực để giao chiến với tề chính hồng. Dương Độ Lục đã chuyển lên làm trưởng ban tổ chức trung ương, nhiếp hạ quân muốn làm gì cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân nói những lời như vậy, lão lại cảm thấy Tề Chính Hồng chỉ sợ gặp chuyện không may, tất nhiên lão sẽ rất vui khi người gặp chuyện không may là Tề Chính Hồng. Nhiếp hạ quân là bí thư tỉnh ủy, Vương Tử Quân biết rõ một sự việc mà mình không biết gì, đây cũng không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Cho đến nay nhiếp hạ quân luôn cảm thấy Vương Tử Quân khá trầm ổn, nếu như có thêm nhiều thành tích thì con đường tiến bước cũng không quá chật vật. Nhiếp Hạ Quân cũng là như vậy, lão cần phải làm tốt công tác của mình, đồng thời cũng phải có thủ đoạn loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Lúc cần thiết thì phải tiến công. Lúc này Nhiếp Hạ Quân chợt cảm thấy mình sai rồi, Vương Tử Quân không phải không biết tấn công, chỉ là khi Vương Tử Quân tiến công thật sự không chút biểu hiện, cũng có thể nói là người này khinh thường tự đứng ra để ra tay. Nhưng nếu có thứ gì cản trở sự phát triển của hắn, khi hắn ra tay thì anh sẽ bị đánh cho chạy không kịp. Không tấn công thì chẳng có vấn đề, nhưng nếu đã tấn công thì sẽ hùng mạnh như sấm sét, sẽ đánh cho anh căn bản không có sức hoàn thủ. Vương tử quân giữ được cán dao của tề chính hồng có lẽ đã khá lâu rồi, mãi đến bây giờ mới ra tay, có thể nói là khá ẩn nhẫn. Nhưng lúc này hắn khiêu chiến với tề chính hồng, tuy có thể ép tề chính hồng ngã đổ, nhưng cũng xem như trôn xuống một mầm tai họa. Trẻ tuổi thì đi được xa hơn, nhiếp hà quân tự định giá lại vấn đề, lão trầm giọng nói với vương tử quân. Loại chuyện này vẫn là tôi cho ra sắp xếp thì hay hơn. Bí thư nhiếp, ngài không cần phải xen vào, sẽ có người đi làm. Ngài chỉ cần chờ đến lúc tuyến trên truy vấn thì lãnh hết trách nhiệm là được. Vương tử quân nói đến đây thì cười lên ha hả. mươi 571, khó tiến lên trời. Nhiếp hạ quân cảm thấy tức cười vì lời nói của vương tử quân, cây cầu kia được xây dựng xong trước khi lão đến nhận chức ở tỉnh Sơn Nam, cho dù lão có ba hoa trích trẻ nhận trách nhiệm, cờ lê cũng không đánh lên đầu lão. À, nếu thật sự náo loạn, như vậy tôi cũng nên thừa nhận trách nhiệm tương quan. Nhiếp Hà quân sờ sờ mũi rồi cười nói. Vương tử quân muốn rót rượu cho nhiếp Hà quân, lại bị nhiếp Hà quân giữ lấy chai rượu, nhưng vương tử quân mạnh hơn và rằng lại được. Nhiếp Hà quân vẫn không tha, lão dùng giọng chân thành nói. Tử quân, đừng tưởng cả ngày tôi đều bận rộn không quan tâm đến cậu, thế nhưng tất cả tình huống đều đặt trong lòng. cậu công tác và đồng quốc khánh báo cáo, thế nhưng hắn ta không ôm được công của cậu, điều này tôi biết rõ. chọn người hầu cần chú trọng ở chỗ biết người. những năm này tôi sắp xếp công tác cho cậu cũng khá nhiều, tất nhiên cũng cảm tạ sự giúp đỡ của cậu với công tác của tôi. bây giờ đến lượt tôi biểu hiện. nhiếp hà quân gọi là biểu hiện chính là cảm tạ vương tử quân. Trước khi rời khỏi chức vụ ở tỉnh Sơn Nam có thể làm ra vài sự kiện, điều này thật sự làm cho trong lòng Nhiếp Hạ Quân giảm bớt nhiều một ngạt. Bí thư truyền thủy tuy không thể tiếp nhận được vị trí của tôi, nhưng nếu có thể tiếp nhận vị trí của chủ tịch hào, như vậy cuộc sống của cậu sẽ khá giả hơn. Hôm nay hai ta đóng cửa nói chuyện, triết học làm quan của tôi là khát gần không hy vọng nước xa, chỉ cần bên cạnh có cỏ, nhất quyết không thể để cho thỏ chạy khắp núi, đây cũng chính là tâm huyết của tôi nhiếp hạ quân gắp một miếng thức ăn lão vừa chậm rãi nhai nuốt vừa nói với vương tử quân vương tử quân thấy nhiếp hạ quân đối đãi thành thật với mình như vậy thì trong lòng bùng lên cảm động và ấm áp trong quan trường có thể nói vài câu tri tâm là quá ít nhiếp hạ quân có thể nói với hắn những lời như vậy đủ để thấy sự chân thành nhưng cảm giác cảm động này nhanh chóng biến mất sạch sẽ vương tử quân biết rõ trên quan trường sẽ không có hữu nghị tất cả đồng minh chỉ là vì lợi ích công cộng điều này hắn biết rất rõ cũng chính vì điều này mà trên quan trường càng có nhiều người tình nguyện thờ phụng nguyên tắc, ngã theo chiều gió, không có mẹ thì đến với mẹ người khác. Đi trên con đường làm quan giống như đi trên con đường thuộc đạo của Lý Bạch, thuộc đạo khó đi, thật sự khó còn hơn lên trời. Trên con đường này đầy hoa tươi và bẫy dập, lại có đá ngầm ẩn sâu dưới mặt nước, có thuận lợi đến miền mơ ước, đến bờ bên kia hay không, tất cả đều phải dựa vào mộ tính của mình. Hơn nữa bên kia có miền mơ ước hay không cũng chưa thể biết được đối với vương tử quân nếu lưu tịnh tỉnh có thể tiếp nhận vị trí chủ tịch của hào nhiếp quân sẽ là một sắp xếp rất tốt như vậy hắn cũng có thể nói là nước lên thuyền lên nhưng hắn thấy thạch kiên quân vẫn là một lựa chọn rất tốt cho vị trí chủ tịch của hào nhất phong bí thư lưu bất động để cho thạch kiên quân đến tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh sơn nam ngài cảm thấy làm vậy có tác dụng xúc tiến phát triển kinh tế của tỉnh sơn nam chúng ta không vương tử quân khẽ đặt đũa xuống trầm giọng nói thạch kiên quân nhiếp hạ quân nghe cái tên mà lập tức giật mình vào lúc này lão hiểu rõ người vừa được vương tử quân nói ra là ai năm xưa khi thạch kiên quân còn công tác ở tỉnh sơn nam đã tranh đấu rất gay gắt bây giờ quay lại sẽ từ bỏ ý đổ sao đây rõ ràng là đòn hồi mã thương không những dẫm tề chính hồng xuống dưới chân còn làm cho đối phương trọng thương nhiếp hạ quân trầm ngâm một lúc lâu lão cho ra kết luận là sẽ có một tình huống đấu tranh chính trị khủng bố xảy ra chỉ sợ báo tố sấm sét sẽ bùng lên trên quan trường tỉnh Sơn Nam. Nhiếp Hạ Quân nghĩ đến đây thì chậm rãi nâng ly rượu lên, vẻ mặt khá ngưng trọng. "Chúc mừng chúng ta thành công." "Tôi tin tưởng nhất định thành công." Vương Tử Quân nâng ly cùng với Nhiếp Hạ Quân, lại dùng giọng trịnh trọng nói. Khi hai người uống cạn ly rượu thì chai rượu quý được Nhiếp Hạ Quân cất kỹ cũng sạch sẽ. Vương Tử Quân đi ra khỏi nhà Nhiếp Hạ Quân, hắn cũng không quay về khách sạn Đông Hồng ở thành phố Sơn Viên trực tiếp về thành phố Đông Bộ. Ngày hôm sau hắn vào phòng làm việc, đã có một tờ báo viết về bài viết mà hắn từng xem trên máy bay. Bài viết này có tựa đề không nói đến cây cầu Hà Kiều, thế nhưng luận chứng bên trong lại dùng cầu Hà Kiều làm ví dụ điển hình, nói cây cầu này căn bản không có vấn đề. Vương Tử Quân tiện tay đặt tờ báo lên mặt bàn, hắn cũng không tiếp tục xem xét, hắn đã biết những phát triển của nó, vì thế bây giờ cũng không vội. Chủ tịch Vương Lý Đông Lực tiên sinh muốn gặp ngài. Triệu Quốc Lương khẽ gõ cửa đi vào, hắn khẽ lên tiếng báo cáo với Vương Tử Quân. Lý Đông Lực, Vương Tử Quân chợt vô thức thầm nghĩ đến cái tên này, sau đó chợt nhớ đây là người bán đèn tiết kiệm điện. Lúc này đối phương có thể cùng đi với Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ, thật sự có thể dùng hai chữ trời sập để miêu tả tâm tình. Lý Đông Lực nhận được sự đầu tư của tập đoàn Quân Thành, tất nhiên hắn phải ra sức phục vụ cho người bỏ tiền căn cứ vào những gì tần hồng cẩm đã nói lý đông lực sẽ cùng theo vương tử quân đến thành phố đông bộ xem xét hoàn cảnh đầu tư vương tử quân nghĩ đến đèn tiết kiệm năng lượng của lý đông lực hắn tất nhiên sẽ không chậm trễ với đối phương vì vậy khoát tay với triệu quốc lương quốc lương mời lý tiên sinh vào lúc này lý đông lực mặc tây phục dài tây hắn đi đến trước mặt vương tử quân thật sự rất khí khái chào chủ tịch vương tôi muốn bàn với anh về vấn đề tiết kiệm năng lượng Tôi cảm thấy thành phố đông bộ này không thích hợp để xây dựng nhà máy đèn tiết kiệm năng lượng vì thành phẩm có giá hơi cao. Lý Đông Lực rõ ràng không nhận ra Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân mặc Tây Trang, đầu tiên làm cho người ta sinh ra cảm giác nghiêm túc uy nghiêm, thế cho nên hắn căn bản không thể liên hệ vị chủ tịch thành phố này với cậu thanh niên trẻ tuổi đeo kính đen trước kia. Vương Tử Quân đã làm tốt công tác quy hoạch chỉnh thể cho việc xây dựng nhà máy tiết kiệm năng lượng, tất cả đã xong, không ngờ bây giờ là vướng phải Lý Đông Lực. Theo lời Lý Đông Lực tiên sinh thì đó là thành phẩm gì? Có thể giải thích rõ ràng được không? Vương Tử Quân khẽ hít vào một hơi thật sâu rồi nói, nếu như không phải nhà đầu tư muốn xây dựng nhà máy ở thành phố Đông Bộ, Lý Đông Lực dù thế nào cũng không theo đến đây. Bây giờ hắn thấy thành phố Đông Bộ căn bản không có công nghiệp chế tạo thủy tinh, thế là không nhịn được tìm đến Vương Tử Quân. "Chủ tịch Vương, thứ cho tôi nói thẳng, mặc kệ sản xuất đèn gì cũng phải cần nguyên liệu thủy tinh." bây giờ thành phố đông bộ chúng ta không có bất kỳ nhà máy nào chế tạo thủy tinh vì vậy không phải giá cả thành phẩm sẽ đội lên sao vương tử quân cười cười nói vấn đề này ngài không cần lo lắng chúng tôi đã có suy xét ở phương diện này lý tiên sinh có nhớ rõ đi đến đây cùng ngài có triệu tiên sinh không tôi có thể nói cho ngài biết bọn họ sẽ đưa nhà máy từ thành phố nam phương đến đông bộ sản phẩm chủ yếu của bọn họ chính là thủy tinh đồng thời lý tiên sinh chúng tôi đã chuẩn bị mở một khu thủy tinh trong khu quy hoạch kỹ thuật cao để hỗ trợ sản xuất đèn tiết kiệm năng lượng, như vậy hoàn toàn có thể đáp ứng được vấn đề nguyên liệu sản xuất. Lý Đông Lực nghe lời Vương Tử Quân, cuối cùng không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng là không quá tín nhiệm Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không quan tâm, vì thời gian có thể chứng minh tất cả. Chủ tịch Vương, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Triệu Quốc Lương và Lữ Hạ Cường đi vào. Lục Hữu Đại hớn hở ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói. Chủ tịch Vương, có tin tốt, tập đoàn Thần Hà và tập đoàn Thiên Giang đã quyết định đầu tư, hai nhà đều nói sẽ đầu tư 500 triệu để khai thác khoáng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, đối với thành phố Đông Bộ thì đây thật sự là một tin tức tốt. Hắn trầm ngâm dây lát, sau đó gõ ngón tay lên mặt bàn. Vấn đề đền bù đất đai xử trí thế nào? Đều dựa theo chính sách, điều này ngài cứ yên tâm. Chủ tịch Vương, xem ra để hai nhà bọn họ cạnh tranh là rất tốt, có vài vấn đề khó đàm phán nhưng lại được giải quyết nhanh gọn. Lữ Hạ Cường rất hưng phấn, dù sao thì một hạng mục với độ khó cao đã được đàm phán xong, đối với hắn thì đây thật sự là một thành tích lớn. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của Lữ Hạ Cường, hắn cười cười nói. Anh Lữ đã khổ cực rồi, lần này đàm phán thành công, anh là công thần số một của thành phố Đông Bộ. Chủ tịch Vương, tôi là người ra tay làm ba việc Phật mà thôi, thực tế thì công tác khó khăn nhất là của ngài. Lữ Hạ Cường là người biết chuyện, hắn biết rõ nếu lần này không có vương tử quân bày mưu đặt kế, hắn nào dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Được rồi, hai người chúng ta nên dừng trò tâm bốc lẫn nhau ở đây, cũng là vì công tác mà thôi. Đúng rồi, thời gian ký kết đã được quyết định chưa? Vương tử quân khoát tay chặn Lữ Hạ Cường, sau đó trầm giọng hỏi. Còn chưa định ra, nhưng khi đàm phán thì hai công ty kia đều hy vọng có thể càng nhanh càng tốt dù lữ hà cường đã có tính toán trong lòng thế nhưng hắn làm quan nhiều năm am hiểu sâu sắc đạo lý quan trường những chuyện này hắn cảm thấy vương tử quân quyết định thì hay hơn mình không thể nào tiến lên bao biện làm thay được dù vương tử quân không nhất định sẽ quan tâm thế nhưng lãnh đạo có nói hay không là một chuyện anh nghĩ đến hay không lại là một chuyện khác vương tử quân trầm ngâm một chút rồi mới nói chuyện này anh báo cáo cho bí thư đồng, để anh ấy quyết định thời gian. Trong lòng Lữ Hạ Cường có hàng ngàn suy nghĩ, nhưng Vương Tử Quân lại làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắn không ngờ Vương Tử Quân lại ném công lao ra khỏi tay, đưa sang cho bí thư đồng quốc khánh. Nhưng nghĩ lại cũng thấy quá rõ ràng, công lao này đã được quyết định, đồng quốc khánh là bí thư thị ủy, cho dù không làm gì thì cũng có một phần công lao. Hơn nữa phương diện quyết định thời gian ký kết hợp đồng này cực kỳ có thể diện, nhưng thực tế chỉ là thể diện mà thôi vương tử quân có thể nhượng bộ ở phương diện này như vậy sẽ chẳng mất mát gì ngược lại còn làm người ta cảm thấy rộng lượng vâng chủ tịch vương lữ hà cường đồng ý một tiếng sau đó nói tiếp chủ tịch vương anh xem khi nào thì thích hợp lữ hà cường nói như vậy vương tử quân cũng không quá quan tâm hắn thản nhiên nói càng nhanh càng tốt dù sao thì kế tiếp chúng ta còn có nhiều hạng mục cần xử lý 10 phút sau Lữ Hà Cường rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này gian phòng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt Vương Tử Quân lại nhìn về phía tờ báo. Nhưng lần này Vương Tử Quân xem xét vài tờ báo và chờ thất vọng, đáng lý ra lúc này phải có chút gì đó, nhưng lại là tình huống không chút động tính. Vương Tử Quân xem hết tất cả các tờ báo, vẫn không có bất kỳ bài viết nào về cây cầu Hà Kiều ở tỉnh Sơn Nam. Chẳng lẽ có biến cố gì xảy ra trong sự kiện này? Vương Tử Quân ngồi trên mặt ghế mà rơi vào trầm ngâm. Hắn muốn bấm số điện thoại gọi đi, hỏi xem Thạch yên Quân cuối cùng là có ý gì, thế nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Khi Vương Tử Quân trầm ngâm thì chuông điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, thấy người gọi điện thoại là Tần Hồng Cẩm. Sao vậy, mới đó mà đã nhờ đến anh rồi à? Vương Tử Quân áp chế tâm tình không tốt của mình, hắn dùng giọng ấm áp hỏi Tần Hồng Cầm. Hừ, chỉ có quỷ mới như anh. Tần Hồng cầm cười mắng một câu, lúc này mới nghiêm mặt nói. "Tử Quân, hôm nay em nghe nói một sự kiện, báo chiều Nam Phương đã thay tổng biên tập. Sớm không thay muộn không đổi, lại thay người vào đúng thời điểm này, bên trong có ý nghĩa gì, rõ ràng là rất sâu xa." "Thay người thì thay người, hi hi, bọn họ dù thay người thế nào cũng phải nịnh bợ tổng giám đốc Tần, nếu bọn họ dám chậm trễ, chúng ta sẽ chuyển phí quảng cáo ở báo chiều Nam Phương đến đài truyền hình như vậy cho bọn họ khóc ròng. Tuy Vương Tử Quân có chút không thoải mái nhưng vẫn áp chế áp lực trong lòng. Tần Hồng Cẩm nghe tiếng cười của Vương Tử Quân, tảng đá trong lòng cũng thả lỏng không ít, nàng gắt giọng. Anh đúng là quá xấu, nhưng tăng định mức quảng cáo trên TV cũng là một chuyện cần thiết. Khi Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm đang trò chuyện với nhau, trong phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, thư ký trưởng văn phòng thị ủy Đảng Hằng đang dọn dẹp trà nước sau khi Lữ Hạ Cường rời đi hắn lên tiếng với Đồng Quốc Khánh. Bí thư Đồng, lần này chủ tịch Lữ đến rõ ràng là phụng mệnh mà đến. Đồng Quốc Khánh uống trà, hắn bình tĩnh khoát tay chặn lời Đảng Hằng. Đảng Hằng, cũng không cần làm những thứ này, cậu là thư ký trưởng, công tác dọn dẹp cứ để cho thư ký. Đảng Hằng cười nói, Bí thư Đồng, xem ngài nói kìa, tuy tôi có thêm chữ trưởng nhưng nói toạc ra chỉ là thủ lĩnh thư ký của ngài, nhiệm vụ hàng đầu là phục vụ cho ngài. Đồng Quốc Khánh cười ha hả, hắn cũng không tranh cãi với đảng hằng ở phương diện này, chỉ thay đổi chủ đề. Thư ký trưởng đảng, tôi cảm thấy hạng mục mỏ khoáng lần này không những là chuyện lớn của thành phố Đông Bộ, còn là một sự kiện có lực ảnh hưởng sâu xa trong tỉnh. Cậu cho rằng nếu như tôi mời chủ tịch tề đến tham gia nghi thức ký kết hợp đồng, như vậy hiệu quả sẽ thế nào? Đảng hằng chợt sướng sờ, hắn không ngờ Đồng Quốc Khánh lại có tâm tư như vậy, không ngờ kéo cả phó chủ tịch thường vụ tỉnh là tề chính hồng đi vào. Tuy hắn không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng dựa vào tin tức bên ngoài thì biết Vương Tử Quân và Phó Chủ tịch Thường vụ Tề Chính Hồng có khá nhiều xích mích. Bây giờ mời Tề Chính Hồng tham gia công tác ký kết một hạng mục là công lao lớn của Vương Tử Quân, không phải làm cho Vương Tử Quân thêm một ngạt sao. Vương Tử Quân cho mời Đồng Quốc Khánh quyết định thời gian ký kết hợp đồng, Đảng Hằng cảm thấy đó là một cảnh ô lưu rất tuyệt rồi. Đảng Hằng nhìn gương mặt đắc ý vừa lòng của Đồng Quốc Khánh, hắn chợt sinh ra cảm giác có chút đau lòng nhưng hắn không thể không thừa nhận bí thư đồng sắp xếp như vậy có tính toán rất sâu bí thư đồng chuyện này tôi cảm thấy chúng ta có nên đổi lãnh đạo tỉnh nào khác không ví dụ như chủ tịch trương chẳng hạn đảng hằng trầm ngâm dây lát rồi nói ra ý nghĩ của mình đồng quốc khánh nâng ly trà lên nhấp một ngụm sau đó dùng ánh mắt sâu sắc nhìn thoáng qua đảng hằng lại cười hỏi đảng hằng anh có phải cảm thấy tôi mời chủ tịch tề là làm khó chủ tịch vương không tuy trong lòng có đáp án khẳng định nhưng đảng hằng cũng không dám xé tòa cửa sổ ra như thế. Hắn công tác trong văn phòng tỉnh ủy nhiều năm, cũng là thường xuyên tiếp xúc với các vị lãnh đạo là chuyên gia chính trị, thế cho nên mưa dầm thấm lâu, cũng xem như hiểu rõ nhiều điều về đạo quan trường. Tuy hắn và Đồng Quốc Khánh có quan hệ thân thiết, thế nhưng vẫn phải luôn chú trọng đúng mực, biết rõ khi nào có thể thẳng thắn, lúc nào không thể nói rõ. Bí thư Đồng, tôi không phải có ý kia, tôi đảng hằng còn chưa nói dứt lời thì đã bị đồng quốc khánh khoát tay cản lại thư ký trưởng đảng tôi mời chủ tịch tề thật sự có chút tư tâm nhưng nếu nhìn từ phương diện tổng thể vẫn vì muốn tốt cho thành phố đông bộ đồng quốc khánh trầm ngâm dây lát rồi nói tiếp đảng hằng là một cán bộ hợp cách thì không những làm tốt công tác của mình còn phải nhìn vào đại cục một người không biết đại cục thì sẽ căn bản không thể đi về vị trí quan trọng được đảng hằng không nói gì hắn nghĩ về đại cục trong lời nói của Đồng Quốc Khánh, lại thầm nghĩ chẳng phải tin đồn kia là thật. Tề Chính Hồng có khả năng tiến lên làm chủ tịch tỉnh thay cho chủ tịch Hào Nhất Phong. Nếu là như vậy thì kế hoạch của Đồng Quốc Khánh có thể nói là một mũi tên chúng hai chim nhạn. Dù là thế nào thì đảng Hằng cũng không thích thú gì chiêu thức của Đồng Quốc Khánh. Bí thư đồng, chuyện bí thư nhiếp sắp rời khỏi tỉnh Sơn Nam có phải là thật không? Đảng Hằng có chút do dự, cuối cùng cũng nói ra suy đoán của mình. Đồng Quốc Khánh khoát tay áo nói. Thư ký trưởng đảng, chúng ta không nên bàn luận nhiều về lãnh đạo, bí thư nhiếp có đi hay không, chẳng phải chúng ta có thể định đoạt, tôi và cậu bây giờ không phải đại diện cho tổ chức. Đảng Hằng nghe thấy lời nhấn mạnh của Đồng Quốc Khánh, hắn đã ngầm hiểu, biết rõ bí thư đồng muốn nói gì. Hắn nghĩ đến thế cục mà Vương Tử Quân sắp đối mặt khi bí thư nhiếp rời khỏi tỉnh Sơn Nam, hắn thật sự không có bao nhiêu cảm giác vui sướng. Tuy hắn và Vương Tử Quân thuộc về hai phái khác nhau, thế nhưng chính hắn thật sự rất bội phục vị chủ tịch trẻ tuổi Vương Tử Quân, chưa nói những thứ khác, phương diện xử lý vấn đề của tập đoàn Thần Hà cũng làm cho hắn cảm thấy mặc cảm. Nhưng Đảng Hằng là người của Đồng Quốc Khánh, hắn là phụ tá đắc lực của Bí Thư Đồng, đây là sự thật không thể thay đổi. Cũng không phải hắn lo lắng với câu nói trung thần không thờ hai chủ, Đồng Quốc Khánh đối xử không tệ với hắn, nếu hắn đứng sang bên Vương Tử Quân, chỉ sợ cũng không thoát khỏi tay Đồng Quốc Khánh cho dù đảng hằng bội phục vương tử quân mạnh mẽ hơn đồng quốc khánh, thế nhưng lề lối trong quan trường khó thay đổi, phải phục tung. Đảng hằng lại nói chuyện vài câu với đồng quốc khánh, sau đó đồng quốc khánh cười nói. Cậu sắp xếp đi, ngày mai tôi sẽ về tỉnh thành mời chủ tịch tề đến tham gia nghi thức ký kết. Đúng rồi, hôm nay nhất định phải liên hệ với thư ký của chủ tịch tề. Đảng Hằng lên tiếng đồng ý rồi rời khỏi phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh. Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên, hắn nhìn số điện thoại quen thuộc hắn nghĩ nghĩ thế nào lại tắt đi không nghe đảng hằng quay về phòng làm việc của mình hắn lấy chiếc điện thoại từ trong ngăn kéo ra hắn bấm số gọi đi một lát sau trong điện thoại truyền ra một âm thanh mềm mại anh bận rộn gì vậy sao không gọi điện thoại cho em đảng hằng có chút căm tức nghĩ muốn trách nàng không nên gọi điện thoại cho mình vào thời gian làm việc nhưng sau khi nghe giọng điệu yêu kiều có vài phần thức giận của nàng Hắn chợt cảm thấy đầu mình to ra, lại phải dùng giọng chi tiết nói. Vừa rồi anh đi gặp lãnh đạo, cho nên rất bận. Ôi, lúc nào cũng lãnh đạo này nọ, em nhớ anh. Người gọi điện thoại cho thư ký trưởng đảng hằng cũng không phải ai khác, chính là người dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố Đông Bộ tên là Ôn Tiểu Ngọc. Người xưa có câu phụ nữ là nước, nhưng thư ký trưởng đảng hằng lại không thích lời này, nếu so sánh phụ nữ với nước, như vậy sẽ dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến chuyện bơi lội. Hắn cảm thấy phụ nữ như ngọc thì đúng hơn, ít nhất thì phụ nữ cũng xinh đẹp như ngọc, một khối ngọc là kết tinh của linh khí thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt, vừa cứng rắn vừa đẹp đẽ, vừa cao thượng vừa ẩn giấu, rung động lòng người. Thế cho nên đàn ông có tình có nghĩa sẽ không bao giờ đành lòng từ chối, trừ khi có vấn đề hoặc thật sự như Liễu Hạ Huệ. Thế nhưng trong xã hội này còn có mấy người được như Liễu Hạ Huệ. Hơn nữa đàn ông thật sự nên tung hoành trên đường danh lợi, phải chỉ điểm gian sơn, phải có địa vị phải có tôn nghiêm, phải cho người phụ nữ của mình muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Phải làm sao cho mỗi ngày đều tiêu sái, không lo lắng chuyện tiền bạc, như vậy mới thật sự gọi là thành tựu. Đảng Hằng không phải là người non nớt trong quan trường, khác biệt là hắn thật sự có lòng dạ sâu sắc. Tuy quan hệ với ôn tiểu ngọc làm cho hắn trẻ ra rất nhiều, cũng có chút cảm giác nguy hiểm và sung sướng, thế nhưng trong lòng hắn vẫn hiểu rất rõ, có một người tình nhân như vậy giống như đang đùa với lửa, tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài nếu không chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ là bia ngắm cho đối thủ đảng hằng làm quan và luôn nhớ kỹ một câu có ba điều một người làm quan cần quản chặt một là cái miệng hai là cái đuôi ba là chuyện tình cảm đảng hằng tuy còn trẻ nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác trầm ổn cẩn thân chỉ là bản thân hắn biết rõ hắn không thể không quản lý chính mình thật tốt chưa từng động vào ba thứ kia con người như vậy mới đáng sợ không ham mê nữ sắc có tài mà không tham tài, có dã tâm nhưng không quá lộ, giỏi bố trí sắp xếp, lại có đủ quan hệ biện chứng, như thế hắn mới có thể đi được đến ngày hôm nay. Đảng Hằng cảm thấy nếu nhìn từ tình cảnh trước mắt, hoàn cảnh công tác của mình ở thành phố Đông Bộ là tương đối thỏa mãn. Dù hắn thật sự không quá tán thành những kế sách của Đồng Quốc Khánh, thế nhưng hắn không dám tỏ thái độ lung tung. Nguyên tắc cơ bản nhất của chính trị là phục tùng, phục tùng lại chính là căn cứ của quyền lực, quyền lực lớn thống trị quyền lực nhỏ, quyền lực nhỏ phục tùng quyền lực lớn, đây chính là triết học chính trị. Nhìn vào sự trung thành của Đảng Hằng, hắn không phải là một người đơn giản. Hơn nữa Đồng Quốc Khánh là người tán thưởng vào trọng dụng hắn, cực kỳ coi trọng hắn, dù thế nào thì hắn cũng phải tận tâm tận lực công tác, trung thành với Đồng Quốc Khánh, chỉ như vậy tương lai mới bừng sáng. Chỉ là trong mắt người hầu sẽ không có vĩ nhân, Đảng Hằng hiểu rất rõ về Đồng Quốc Khánh nên trong lòng vân chất giấu chút đau buồn, hắn cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn trong lòng của bí thư Đồng Quốc Khánh chính là đã sinh du sao lại còn sinh lược, đây thật sự rất bất đắc dĩ, thế nhưng đại nhân vật căn bản không biểu hiện tình cảm ra ngoài mặt, thế nên càng áp chế và bức bối hơn. chương 572, muốn chen chân làm quan Đồng Quốc Khánh tự mình đến phòng của mình, điều này làm cho Vương Tử Quân thật sự giật mình. Hắn mời bí thư Đồng Quốc Khánh ngồi xuống, sau đó chợt nghe Đồng Quốc Khánh nói. Chủ tịch tử quân, lần này anh đi kêu gọi đầu tư thật sự rất tuyệt, tôi nghe nói đã có nhiều hạng mục được chứng thực, số tiền đầu tư trên 2 tỷ có phải không? Vương tử quân lấy trà pha nước mời Đồng Quốc Khánh, hắn vừa cười vừa nói. Cũng không kém bao nhiêu, lúc này chỉ là may mắn mà thôi, đúng lúc thành phố Nam Phương điều chỉnh sản nghiệp trong thành phố, dĩ nhiên là nhường lại vài xí nghiệp có hàm lượng không cao, tất nhiên chúng ta là người được lợi. Xí nghiệp hàm lượng không cao Đồng Quốc Khánh khẽ lập lại một câu, sau đó cười nói với Vương Tử Quân. Chúng ta vẫn còn chưa có đủ điều kiện để phát triển kỹ thuật cao, nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên đặt công phu ở trên phương diện này. Dù sao thì những xí nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao sẽ chiếm ưu thế tốt trong công tác cạnh tranh về sau này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đồng ý với ý kiến của Đồng Quốc Khánh, hơn nữa hắn cũng cố gắng thúc đẩy công tác này. Nhưng hắn biết rõ Đồng Quốc Khánh đến đây rõ ràng là ông say không phải vì rượu, tuyệt đối không phải đến để ca tụng công đức của mình. Chủ tịch tử quân, từ khi hạng mục mỏ khoáng được bắt đầu thì đã nhận được sự coi trọng cao độ của tỉnh ủy, bây giờ chúng ta đã thành công ký kết hợp đồng, đây không chỉ còn là chuyện vui của riêng thành phố Đông Bộ, thật sự là chuyện đáng mừng trong toàn tỉnh Sơn Nam. Tôi cảm thấy chúng ta tốt nhất nên mời lãnh đạo tỉnh tham gia vào nghi thức ký kết lần này. Đồng quốc Khánh Hàn Huyên vài câu với Vương Tử Quân về phương diện kêu gọi đầu tư, sau đó khẽ ngả bài. Nụ cười trên mặt Vương Tử Quân vẫn rất sáng lạn, hắn nâng ly trà lên nói. Vẫn là bí thư Đồng suy xét chu đáo, nếu không thì ngày nào đó bị lãnh đạo mắng còn không biết nguyên nhân tại sao. Ánh mắt Đồng Quốc Khánh luôn chú tâm đến biểu hiện của vị chủ tịch trẻ tuổi cùng nhập gánh công tác với mình. Lúc này Đồng Quốc Khánh không còn còn là độc tôn ở thành phố Đông Bộ như lúc mới đến, thật sự bây giờ rất khó khăn, vị chủ tịch trẻ tuổi Vương Tử Quân này làm cho hắn cảm thấy còn khó đối phó hơn một người bá đạo như bí thư Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu tiến tuy bá đạo nhưng Đồng Quốc Khánh căn bản là không sợ, nhưng Chủ tịch Vương thì lại là người trong bông có kim, tiểu lý tàng đao. Bình thường không biết người này như thế nào, thế nhưng đến khi mình ý thức được có gì đó không đúng, thường thì sự việc đã xoay chuyển đến mức trời dung đất lở. Đồng Quốc Khánh đến công tác ở thành phố Đông Bộ được hơn nửa năm, hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy hắn là bí thư thị ủy nhưng cảm thấy uy tín và lực ảnh hưởng của mình ở thành phố Đông Bộ liên tục giảm xuống đặc biệt là thành quả hiện tại của công tác kêu gọi đầu tư mỏ khoáng, càng làm cho hắn thấy lực ảnh hưởng của Vương tử quân tiến lên cấp độ đỉnh cao. Dù Đồng Quốc Khánh không muốn thừa nhận, thế nhưng có một sự thật hắn biết rất rõ, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa mình sẽ phải chào tạm biệt chính trường Đông Bộ. Cũng may ông trời giống như cũng không quá bạc đãi Đồng Quốc Khánh, khi hắn cảm thấy tinh thần và thể xác cực kỳ mệt mỏi thì lại có một cơ hội kéo đến, Nhiếp Hạ Quân sắp rời khỏi tỉnh Sơn Nam sau này tỉnh sơn nam sẽ là sân nhà của chủ tịch hào nhất phong và tề chính hồng điều này làm hắn cảm thấy rất vui sướng trước kia hắn là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy hắn biết rõ nhiều sự việc mà người khác căn bản là không biết nếu không có sự bao phủ của nhiếp hạ quân chỉ sợ vương tử quân sẽ không còn ngày tốt lành dù lực lượng trên tay của đồng quốc khánh căn bản không mạnh bằng vương tử quân thế nhưng chỉ cần hắn được tuyến trên giúp đỡ nếu muốn gây khó cho vương tử quân thì cũng không phải là vấn đề Chủ tịch Phương, tôi dự định ngày mai sẽ tự mình lên tỉnh mời chủ tịch Tề. Anh ấy đã bỏ ra nhiều công sức để thúc đẩy hạng mục mỏ khoáng ở thành phố Đông Bộ chúng ta, cũng nên mời anh ấy đến hưởng thụ chút thành quả. Vương Tử Quân khẽ híp mắt, nhưng ngay sau đó lại rất vui vẻ, hắn gật đầu nói. Chủ tịch Tề thật sự đã tốn nhiều tâm tư với hạng mục lần này, nếu như anh ấy có thể đến tham gia nghi thức ký kết hợp đồng thì thật sự quá tốt, chúng ta nhất định phải cho mời anh ấy. Đồng Quốc Khánh nở nụ cười, Tuy trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng lúc này thật sự là trong lòng cũng thầm cười. Đây là một loại tâm kế, không có bất kỳ thứ gì biểu hiện ra ngoài, cực kỳ ẩn giấu, hắn răng sẵn chiếc lưới để vương tử quân hồn nhiên nhảy vào bên trong. Được rồi, chủ tịch vương, ngày mai tôi sẽ đến tỉnh thành, công tác ở nhà giao lại cho anh. Đồng Quốc Khánh nói rồi nhấc bình trà lên rót vào ly của mình và vương tử quân. Đồng Quốc Khánh cũng không nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nói chuyện 10 phút mới mỹ mãn rời đi. Vương tử quân nhìn hình bóng bỏ đi của đồng quốc khánh, vẻ mặt trầm hẳn xuống. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, vương tử quân nhìn dãy số gọi đến, hắn phát hiện đó là một số máy lạ, nhưng nhìn vào mã vùng thì thấy đó là thành phố Nam Phương. Khi vương tử quân cho rằng Tần Hồng Cẩm gọi điện thoại đến cho mình, hắn chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Thạch Kiên Quân. Chủ tịch vương phải không? Tôi là Thạch Kiên Quân. Vương Tử Quân nghe thấy giọng nói của Thạch Kiên Quân, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Quả nhiên Thạch Kiên Quân nói trong điện thoại, dù không chỉ ra quá rõ ràng thế nhưng lời nói ẩn giấu lại biểu hiện một vấn đề, chuyện này không thể làm nổi nữa. Vương Tử Quân cúp điện thoại mà gương mặt trầm xuống, hắn biết rõ Thạch Kiên Quân căn bản đã gặp lực cản ở một phương diện nào đó, thế cho nên cực kỳ bất đắc dĩ buông tha cho kế hoạch mê người lần này. Còn áp lực đến từ đâu, Vương Tử Quân cũng có thể đoán được vài phần chẳng lẽ mình thật sự đứng nhìn Tề Chính Hồng tiến lên? Vương tử quân trầm ngâm, sau đó trong mắt lóe lên cái nhìn sắc bén. Gì? Đây là hai con cá mà một người bạn từ phương nam bỏ ra nhiều công sức mới có được. Theo những tiên sinh phong thủy phương nam, cá này họ gần với rồng, nuôi trong nhà nhất định sẽ là an khang thịnh vượng. Trong nhà Tề Chính Hồng một người đàn ông hơn 30 tuổi đang chỉ vào hai con cá rồng dài hơn 30 cm đang bơi qua bơi lại trong bể kính rồi cười tủm tỉm nói với một người phụ nữ cực kỳ khí độ. Nam phương này thật sự có danh tiếng ở thành phố Sơn Viên, cũng không phải nàng là một giám sát viên cấp bậc phó sở, mà nàng là vợ của phó chủ tịch thường vụ tỉnh Sơn Nam. Người phụ nữ này rất thích cá rồng màu đỏ, nhưng nàng càng coi trọng bốn chữ an khang thịnh vượng. Sau khi nhìn hai con cá rồng vài lượt, nàng cười nói: tam nhi cậu nói thứ này thật sự mang đến vận may cho người ta sao đó là tất nhiên ngài đã từng nghe nói qua về ông chủ triệu giai động nổi danh nhất hong kong chưa ngài biết rõ vì sao ông ta thành công không vì trong nhà đặc biệt nuôi cá rồng trấn trạch nghe những người bạn trong nghề nói đám cá rồng kia được người ta trả giá năm chục triệu một con thế nhưng đối phương lạ không bán rõ ràng là vật báu vô giá cũng quá khoa trương rồi một con cá rồng mà đắt đỏ như vậy sao người phụ nữ cảm khái một câu, sau đó ánh mắt rơi lên người hai con cá rồng, có chút do dự, sau đó cảm giác do dự ngập tràn gương mặt. người đàn ông tên là Tam Nhi biết rõ cá tính của bác gái, hắn cười nói: "Cha, à, cá rồng năm chục triệu thật sự cháu không mua nổi, cháu chỉ mua được cặp cá này, giá hơn ba ngàn đồng một con. Nhưng phong thủy cũng không nói cá đắt tiền sẽ tốt, đó chính là cá rồng đổi vận, nhưng chủ yếu và vận của người nuôi cá. Cá rồng vốn dĩ giống nhau." nhưng nó sinh trưởng trong những gia đình khác nhau thì sẽ không còn giống nhau nữa. Với số phận của dì và dược, cháu cảm thấy cá rồng sinh trưởng sẽ không khác gì cá trong nhà triệu giai động. Người phụ nữ nghe nói đến đây thì chợt trở nên vui vẻ, nàng khẽ phủi tay, sau đó ngồi xuống ghế sa lông rồi cười nói. Tam Nhi, sức khỏe mẹ cậu dạo này thế nào? Tôi nói cho cậu biết, mẹ cậu nuôi lớn cậu từ nhỏ cũng không dễ dàng gì, cậu nên hiếu kính với mẹ mình cho tốt gì xem mình nói gì kia, mẹ thế nào thì cháu hiểu rất rõ. Hôm trước cháu vừa tìm người giúp việc cho mẹ, hi hi, thời còn sinh viên, mẹ thật sự chịu thương chịu khó kiếm tiền nuôi cháu học hành đàng hoàng, cuối cùng mới có được ngày hôm nay. Tam Nhi vừa khôn khéo nâng trà mời gì của mình, sau đó cười nói. Người phụ nữ nâng ly trà lên uống một ngụm, lúc này nói tiếp. Như vậy thì tốt, nhưng tôi sao lại nghe nói vài ngày trước cậu cãi nhau với mẹ nhỉ? Gì, không, điều này tuyệt đối không có. Cháu với mẹ là thế nào thì gì hoàn toàn có thể nhờ bên kia hỏi rõ ràng, người nào không biết Địch Thu Bình cháu là người cực kỳ hiếu thuận. Tam Nhi vừa thề thốt, hai mắt vừa liên tục xoay chuyển. May mà gì của Địch Thu Bình cũng không quá truy cứu vào vấn đề này, nếu không thì chút thông minh của hắn cũng không thể nào che giấu được. Sau khi Hàn Huyên việc nhà với gì của mình, lúc này Địch Thu Bình mới cười nói. Gì? cháu nghe nói lần này dượng có thể tiến lên một bước xóa bỏ chữ phó đi phải không người phụ nữ khoát tay áo trầm giọng nói tam nhi lời này người khác có thể nói thế nhưng cậu không thể tùy tiện nói lung tung cậu có biết không không sợ không có chuyện tốt chỉ sợ không có người tốt chỉ sợ sự việc còn chưa xảy ra thì đã có vấn đề xảy ra làm cho người ta rơi xuống vực thẳng nếu có người hỏi cậu cậu phải cố gắng an phận nói gì cũng không biết dì cứ yên tâm cháu hiểu rõ điều này, an phận mới là cách khoe khoang tốt nhất. Địch Thu Bình dùng giọng nịnh nọt nói với dì của mình. Người phụ nữ gật đầu thỏa mãn, sau đó nàng dùng giọng có chút kiêu ngạo nói. Dượng của cậu những ngày này rất thận trọng, cậu cũng đừng gây ra bất kỳ phiền phức gì cho dược, đợi qua thời gian này rồi hãng nói. Cháu biết rõ rồi, dì cứ xem biểu hiện của cháu là được. Địch Thu Bình thật sự hiểu rõ lời dặn dò của dì mình. Sau khi hắn chú tâm hỏi về chuyện học tập của em họ mình, hắn vô thức nhìn đồng hồ treo tường. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, địch thu bình nghe thấy thì đưa mắt nhìn thoáng qua gì, hắn nở nụ cười nói. Gì, nhất định là dượng đã về, cháu đi ra mở cửa. Địch thu bình vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra. Nhưng sau khi địch thu bình mở cửa thì nụ cười trên mặt giảm đi vài phần, hắn thiếu chút nữa đã mở miệng chào dược, thế nhưng nhanh chóng nuốt lời vào bụng xin hỏi ngài tìm ai nếu như không phải thấy người trước mắt có phong thái rất tốt vẻ mặt tràn đầy nụ cười nhưng có một cảm giác không giận mà phát huy chỉ sợ địch thu bình sẽ không tỏ ra khách khí như vậy chào anh xin hỏi chủ tịch tề có nhà không người đàn ông khẽ cười với địch thu bình rồi khẽ hỏi ai vậy người phụ nữ bên trong cũng nghe thấy đối thoại giữa địch thu bình và người đàn ông bên ngoài cũng biết người về không phải là tề chính hồng thế là khẽ hỏi khi thấy người phụ nữ thì nụ cười trên mặt người đàn ông càng sáng lạn vài phần hắn cười nói chào trưởng phòng tả tôi là lộ quyền sơn của phòng giao thông công tránh tỉnh sơn nam xin hỏi chủ tịch tề có ở nhà không người phụ nữ dù là giám sát viên cấp phó sở nhưng bình thường liên hệ với nhiều người nàng thích người ta gọi mình là trưởng phòng tả không những đó là cách xưng hô tốt càng bởi vì nàng thích được gọi như vậy lộ quyền sơn người phụ nữ đã từng nghe qua cái tên này dù sao thì thành phố Sơn Viên khá lớn nhưng cán bộ cấp giám đốc sở cũng không quá nhiều. Lộ Quyền Sơn tuy không phải là lãnh đạo đứng đầu phòng giao thông công tránh tỉnh Sơn Nam, thế nhưng là bí thư đảng ủy khối, là người có uy vọng lớn trong đơn vị. Trưởng phòng Tả nghĩ về tư liệu của đối phương, nàng khẽ cười nói: "Thì ra là bí thư Lộ, chào ngài, anh Tề nhà tôi vẫn chưa về, mời ngài vào nhà ngồi." Lộ Quyền Sơn tất nhiên biết rõ Tề Chính Hồng không có ở nhà, hắn cười ha hả nói: Trường phong tả, trong tỉnh Sơn Nam này ai cũng biết trách nhiệm nặng nề trên vai chủ tịch tề, anh ấy đang phải cố gắng hết sức cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Thực tế tôi cảm thấy chị cũng không dễ dàng gì, chị tự thân là cán bộ lãnh đạo, lại còn phải lo liệu công tác nội trợ cho chủ tịch tề, thật sự không dễ dàng gì. Trường phong tả tuy chỉ có chức vụ hư danh, thế nhưng nàng căn bản rất thích nghe những lời nịnh nọt. Lúc này thấy vị cán bộ cấp giám đốc sở nói lời nịnh hót đưa mình lên một độ cao chính trị mới, nụ cười trên mặt nàng càng thêm sáng lạn bí thư lộ rốt cuộc anh cũng là người hiểu rõ anh tề gần đây công tác bận rộn thật sự tối mắt tắt đèn vì thế mà tôi cũng không trông mong anh ấy ở những sự việc trong nhà cũng chẳng thể làm gì hơn được nếu không thì sẽ chẳng có câu nói sau lưng một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ vĩ đại đang yên lặng trả giá trường phong tả gần đây trong tỉnh chúng ta đang bình chọn người phụ nữ đảm đang tôi cảm thấy ngài phải là người đứng đầu mới đúng lộ quyền sơn chậm rãi đi theo chủ đề của trưởng phòng tả chỉ nói vài câu đã làm cho gương mặt nàng thêm dạng dỡ tam nhi lúc này đã biến thành người hầu trong nha hắn giúp đỡ hai người bưng trà rót nước có vẻ rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa khi lộ quyền sơn nhìn về phía hắn hai lượt hắn mới hiểu ý nói gì cháu lên lầu xem tv một lúc đợi tam nhi lên lầu thì nụ cười trên mặt lộ quyền sơn càng thêm chân thành hắn dùng giọng chân thành nói chị dâu nếu chủ tịch tề đã không có ở nhà, tôi chờ dịp khác vậy. Bí thư lộ, lần sau ngài đến nhớ gọi điện thoại trước, để xem anh tề khi nào rảnh, đỡ rơi vào tình huống đến tay không. trưởng phòng tả nói năng rất ẩn giấu, đặc biệt là có ấn tượng tốt với bí thư lộ, thế cho nên khi đứng lên tiễn khách thì cố gắng dùng giọng nhiệt tình nói. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 66